ầm ầm ầm. Chính như Tiểu Phượng Hoàng lời nói, ở kế tiếp thời gian, thật lớn thần ưng khung xương bắt đầu như tinh quang lưu xa giống nhau tiêu tán. Mà vô cùng thật lớn cây ngô đồng cũng ở thời điểm này bộc phát ra chói mắt vô cùng vầng sáng, ngay lập tức chi gian hóa thành một viên ngũ sắc quang mang như hạch đào lớn nhỏ hạt châu, ngay sau đó bị Tiểu Phượng Hoàng một ngụm nuốt đi xuống. Lúc sau mọi người liền ở cây ngô đồng nguyên lai vị trí thấy được một cái xoay tròn ngũ sắc môn hộ. Ca, đi ra ngoài đi, nơi nào là môn hộ? Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Nghị Vân đi đầu một bước bước vào môn hộ mà đi. Ngay sau đó Phi Ưng Sơn cấm địa ở ngoài, như cũ là mây mù lượn lờ thạch lâm trung, vầng sáng lóa mắt, Dương Nghị Vân từ giữa đi ra. Hắn lúc này mới phát hiện nơi này thạch lâm nguyên lai là cái thật lớn trận pháp, hiện tại nghĩ đến chính là liên tiếp Tiểu Phượng Hoàng nơi không gian. Không bao lâu tất cả mọi người đi ra. Phi Ưng đạo tràng, Dương Mỗ Nhân nghiêu bức, cùng phía trước lén lút xông tới không giống nhau, này sẽ làm hắn trở thành tòa thượng tân. Hoặc là nói là chủ nhân cũng không sai biệt lắm. Lúc này hắn ngồi ở Phi Ưng đại điện chủ ngồi trên, bên trái là Tiểu Phượng Hoàng, bên phải là Huyết Ưng, cái này hiện giờ toàn bộ Phi Ưng Sơn tu vi mạnh nhất đại yêu tiếp khách. Dương Mỗ Nhân trong lòng sảng a. Dương mi thổ khí. Phía trước không ai bị nổi chim đại bàng, Huyết Ưng chờ đại yêu, hiện tại đều xem như trở thành hắn thủ hạ tùy tùng, hơn nữa toàn bộ Phi Ưng núi non yêu tộc đều xem như bị hắn đại bao. Đương nhiên Dương Mỗ Nhân cũng có yêu cầu, tiên quân trở lên tu vi đại yêu mới có thể đi theo hắn hồi vân môn, tiên quân dưới yêu chúng vẫn là ở dị vực giới tiếp tục tu hành đi. Đi quá nhiều ngược lại đối vân môn không tốt. Tóm lại hiện tại làm Huyết Ưng kiểm kê an bài tiên quân trở lên tu vi yêu tộc, tổng cộng chọn lựa ra tới 1 vạn yêu chúng. Đây là một cổ phi thường cường đại thế lực. Có Tiểu Phượng Hoàng tồn tại, Phi Ưng Sơn yêu tộc không có một cái phản đối đi theo Dương Nghị Vân đi vân môn. Phượng Hoàng ở bọn họ trong mắt bản thân chính là thần cầm chi vương, gặp qua Tiểu Phượng Hoàng yêu tộc một đám đều toát ra cuồng nhiệt ánh mắt. Cho nên hết thảy đều thoát đơn. Dương Mỗ Nhân hợp nhất Phi Ưng Sơn yêu tộc, tuy rằng là 1 vạn yêu chúng, nhưng lại là Huyết Ưng chọn lựa ra tới, đều xem như tinh anh. Tuy rằng thông ngộ cấp bậc không còn có, nhưng như cũng là một cổ không nhỏ lực lượng thế lực. Đến nỗi về sau Phi Ưng Vương có thể hay không từ lên trời lộ trở về tìm phiền toái vấn đề. Dương Mỗ Nhân căn bản là không suy xét. Đi lên trời lộ, liền tính là hắn sư phụ trời cao tà cũng chưa tin tức, cái huống chi là yêu tộc. Hắn chỉnh hợp Phi Ưng Sơn yêu tộc chính là vì tìm kiếm mặt khác vân môn yêu tộc. Dựng lên trọng điểm là Tiểu Phượng Hoàng tại bên người có thể thống lĩnh này đó loài chim bay yêu tộc, từ này đó yêu tộc nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng lúc sau cuồng nhiệt ánh mắt tới phán đoán, Dương Nghị Vân tin tưởng Tiểu Phượng Hoàng làm cho bọn họ tất cả đều đi nhảy hố lửa, đánh giá này đó loài chim bay yêu tộc đều sẽ không nháy mắt. Phi thường cuồng nhiệt, bao gồm Huyết Ưng cùng Miêu Ưng chờ mấy cái thông ngộ đại yêu đều là như thế. Cho nên hợp nhất này đó loài chim bay yêu tộc thực yên tâm, cũng căn bản không cần hắn đi dùng sinh mệnh chi thủy đi dụ hoặc khống chế. Có Tiểu Phượng Hoàng ở tin tưởng này đó loài chim bay yêu tộc trung tâm là không thành vấn đề. Kế tiếp muốn tìm, Tử Hoàng, Khổng Thước, Thanh Nghiêu, Hỷ Thước, Nghé Con, Vân Lôi Thú Từ Từ, đều là yêu tộc tin tưởng ở dị vực giới tìm kiếm muốn phương tiện nhiều. Đem một đám hà tỷ yêu tộc hình ảnh thạch phát đi xuống, làm Huyết Ưng tự mình đi phụ trách tìm kiếm, phát động toàn bộ Phi Ưng núi non loài chim bay yêu tộc, Dương Nghị Vân tin tưởng chỉ cần là Nghé Con cùng Tử Hoàng bọn họ ở dị vực giới nhất định có thể tìm được. Ra lệnh một tiếng cái này Phi Ưng núi non loài chim bay yêu tộc thậm chí là toàn bộ dị vực giới phương Tây thế lực động lên. Rồi sau đó dị vực giới từ ngày này bắt đầu biến thiên. Ai cũng không nghĩ tới bình tĩnh vô số năm dị vực giới đại loạn lên, cuối cùng diễn biến thành dị vực giới tứ đại thế lực chi gian đại chiến. Mà người khởi xướng đúng là Dương Mỗ Nhân. Công đạo Huyết Ưng chờ đại yêu tìm kiếm Tử Hoàng các nàng lúc sau, Dương Nghị Vân liền lưu tại Phi Ưng đạo tràng, chờ đợi tin tức. Ở cái này thời gian đoạn, hắn bế quan nghiên cứu Đổ Long Kiếm. Trong tay Đồ Long Kiếm lần này uống huyết lúc sau tương đương là khai phong, có một lần hoàn toàn mới thoát biến, hắn biết giờ phút này Đồ Long Kiếm mới là chân chính tướng mạo sẵn có. Hình rồng khắc văn, có 2 điều, ở Phi Ưng cấm địa hắn đừng Huyết Ưng bị thương nặng đổ máu hộc máu tất cả đều bị Đồ Long Kiếm hấp thu đi vào, như thế mới có Đồ Long Kiếm giải phong, có hiện tại bộ dáng. Lúc ấy chẳng sợ không có thúc giục bất luận cái gì pháp lực, Đồ Long Kiếm đều có thể bộc phát ra cường đại kiếm khí, chảm thương Huyết Ưng. Làm đường đường thông ngộ tam trọng thiên đỉnh Huyết Ưng cũng không dám chính diện tiếp xúc Đồ Long Kiếm mũi nhọn, đủ để thuyết minh Đồ Long Kiếm cường đại.
cho nên Dương Nghị Vân an bài hảo tìm kiếm Tử Hoàng các nàng công việc lúc sau, liền bế quan nghiên cứu Đồ Long kiếm, hắn tin tưởng giờ phút này Đồ Long kiếm tuyệt đối là ma thần khí cấp bậc, thậm chí khả năng so với thần ma âm dương kính cấp bậc còn muốn cao. Trong lòng vừa động ngân quang chợt lóe, Đồ Long kiếm vèo một chút từ trong cơ thể mà ra, lúc này Đồ Long kiếm hóa thành chỉ có 3 tấc. So trước kia càng thêm nhỏ một vòng, càng thêm tinh xảo. Mặt trên hình rồng khắc văn sinh động như thật, liền tính là không thúc dục pháp lực cũng như cũ quang thải chiếu nhân. Cầm trong tay thời điểm là lạnh băng cảm giác, tràn ngập túc sát chi khí. Ong! Nhẹ nhàng một mặt thân kiếm ngân quang lập lòe, Đồ Long kiếm hóa thành nguyên lai 1 mét có thừa lớn nhỏ, phát ra kiếm minh thanh. Dương Nghị Vân cầm trong tay Đồ Long kiếm, thực ở Phi Ưng núi non một chỗ sơn cốc, hắn nhắm mắt lúc sau, cảm nhận được Đồ Long kiếm nổ vang. Đây là một loại cùng Đồ Long kiếm chi gian nổ vang. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân thúc dục pháp lực, tập trung tinh thần ở Đồ Long kiếm, đối với vài trăm thước ở ngoài một tòa trăm trượng sơn thể chém xuống. Ở Phi Ưng cấm địa thời điểm không có bất luận cái gì pháp lực đều có cường đại kiếm khí bùng nổ. Lúc này hắn muốn thử xem, dùng pháp lực thúc dục lúc sau này nhất kiếm có gì trở uy lực. Ong! Pháp lực thúc dục dưới Đồ Long kiếm run minh dựng lên. Ngân quang chói mắt bùng nổ. Chạm! Một tiếng quát nhẹ hạ, Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với vài trăm thước ở ngoài núi lớn chém xuống. Oanh! Cơ hồ là xuất kiếm mà động. Nơi xa núi lớn ầm vang mà vang, đất rung núi chuyển lan tràn ở toàn bộ sơn cốc. Tiếp theo Dương Nghị Vân trừng lớn trong mắt. Hắn kỳ thật chỉ là xem cảm nhận được Đồ Long kiếm run minh một chút, nhẹ nhàng nhất kiếm liền huy chạm mà ra. Nhưng đều không có gì cảm giác, vài trăm thước ở ngoài trăm trượng cao lớn sơn. Liền ở một tiếng nổ vang trung hóa thành bột phấn, hơn nữa còn không chỉ như vậy, kiếm khí sở quá lan tràn mà đi rất xa rất xa. Thần thức đảo qua dưới, chính hắn đều có chút sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới này nhất kiếm dưới, xuất hiện một cái thật lớn cái khe, lan tràn mà đi ước chừng trăm dặm xa, hoặc là nói đã không thể gọi là cái khe, mà là hẳn là xương chi sơn cốc càng vì thích hợp. Nhất kiếm chi uy, còn không có dùng toàn lực, hắn cũng chỉ là bảy thành pháp lực dưới. Liền đem một tòa trăm trượng núi lớn thúc dục hủy thành bột phấn, dự uy mà đi chém ra trăm dặm xa sơn cốc. T. Dương Mẫu Nhân chính mình đều nhìn không được hít hà một hơi. Ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật? Hắn trước nay không nghĩ tới pháp khí chi lưu có thể phát huy ra như thế uy lực, cho tới nay hắn cấp pháp khí linh tinh định vị chính là phụ trợ. Hiện giờ này nhất kiếm dưới hoàn toàn thay đổi đối khí nhận chi, có hoàn toàn mới định vị. Hoặc là nói đây là trường hợp đặc biệt đi, là Đồ Long kiếm độc hữu uy lực. Dương Nghị Vân bế quan nghiên cứu Đồ Long kiếm, cũng không có tu luyện, hắn biết chính mình tu vi hiện tại bình cảnh, tiên tôn đại viên mãn đỉnh, không tính thông ngộ, này đã là tiên giới tối cao trình tự cảnh giới. Nhập thông ngộ mà khi thật liền không phải đơn giản như vậy, nhất thời nửa mà tưởng đều đừng nghĩ, thông ngộ mới là chân chính nước chảy thành sông. Cưỡng cầu không được. Đối này hắn biết chính mình tinh lực hẳn là hoa ở tăng lên trên thực lực, làm sức chiến đấu đề cao, mặc kệ là cái dạng gì biện pháp, chỉ cần có thể tăng lên sức chiến đấu là được. Cho nên nghiên cứu như thế nào Đồ Long kiếm, đem Đồ Long kiếm uy lực phát huy đến nhiều nhất từ chính là hắn sở yêu cầu đi làm. Còn có thần ma âm dương kính, u minh cốt, một tấc vuông càn khôn thần thông, chí tôn thần thông, ngự kiếm thuật, sinh tử phù trợ đều là hắn có thể tăng lên sức chiến đấu thủ đoạn. Nhoáng lên thời gian liền đi qua 1 năm có thừa. Ngày này Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng đi vào trong sơn cốc. Chi! Ca! Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi cách thật xa kêu to. Dương Nghị Vân giờ phút này nhắm mắt ở trong đầu hiểu được hắn lĩnh ngộ đến nước lửa hai loại pháp tắc, nghe được thanh âm sau mở hai mắt, trong lòng vừa động nhìn lại. Chính là có cái gì tin tức? Dương Nghị Vân hỏi. Đã hơn 1 năm, toàn bộ Phi Ưng Sơn bầy yêu đều phái đi ra ngoài. Cũng nên có tin tức truyền đến mới đúng. Ân, có Tử Hoàng tin tức, bất quá còn không quá xác định, Huyết Ưng mang theo Thử Vương đi xác định, chúng ta tới thông chi ngươi làm quyết định. Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, cái dạng gì tin tức không xác định. Huyết Ưng nghe được Phương Đông Sư Tử Vương địa bàn xuất hiện đại biến, Phương Đông địa giới thượng ở 5.000 nhiều trước xuất hiện một khác cổ thế lực, cùng Sư Tử Vương thế lực trực tiếp đối thượng. Hai bên mấy ngàn năm qua vẫn luôn ở chém giết tranh đấu, một sơn không bằng nhị hổ, này cũng bình thường. Cùng Sư Tử Vương thế lực đối nghịch một phương tựa hồ xuất hiện là một cái cực kỳ lợi hại đại yêu, được xưng là Hắc Ám Yêu Hoàng, không có người gặp qua bộ mặt thật sự,
ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian thuộc hạ hội tụ mấy vạn yêu tộc, nghe huyết ưng đem, hắc ám yêu hoàng nói thành tựu tại dị vực giới phương đông một chỗ vực sâu. Từ đủ loại nghe được tin tức xem, hư hư thực thực là tử hoàng, bất quá không xác định liền mang theo thử vương đi xác định, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau nói, bế quan tìm hiểu cũng không sai biệt lắm, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động, nói cho than đen tập hợp sở hữu thông ngộ cấp bậc đại yêu, chúng ta đi phương đông nhìn xem. Hảo. Cá trạch hóa thành trăm mét, Dương Nghị Vân mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi ngồi xếp bằng với cá trạch trên lưng, hướng về dị vực giới phương đông sư tử vương địa bàn xuất phát. Ở cá trạch phía sau đi theo Miêu Ưng, than đen cùng anh Vũ cùng với tám thông ngộ nhất trọng thiên phi ưng thánh vệ. Đương nhiên thánh vệ tên này hiện tại đã sửa lại, hiện tại xưng là Vân Môn Phi Ưng Thân Vệ. Quay người lại, Dương Mỗ Nhân liền đem tám Phi Ưng Thánh Vệ biến thành chính mình thân binh. Dù sao toàn bộ Phi Ưng núi non yêu tộc đều thần phục, Phi Ưng Vương đi lên trời lộ có thể hay không trở về đều là không biết bao nhiêu. Dương Mỗ Nhân hiện tại là không chỗ nào cấm kỵ. Thanh thế to lớn bay về phía sư tử vương địa bàn mà đi. Dựa theo huyết ưng nghe được tin tức. Sư tử vương tự nhiên cũng không có khả năng đã trở lại, cho nên sư tử vương địa bàn mới có thể đừng một khắc cổ lực lượng cấp không ngừng như tầm ăn lên. Mà cái kia được xưng là hắc ám yêu hoàng đại yêu, có phải hay không tử hoàng thật đúng là không đồng nhất chút, có lẽ là, có lẽ không phải. Bất quá không sao cả, Dương Nghị Vân cũng nghĩ ra đi một chút. Hắn biết tốt nhất tu luyện tìm hiểu chính là thực tiễn, lần này Sơn Cốc một năm lại cũng thu hoạch rất lớn. Có chút thần thông từ muốn tìm cơ hội thử xem mới biết được uy lực cùng khuyết tật. Có chút đối với tự thân thực lực, Dương Nghị Vân biết tiềm lực vẫn là rất lớn, chẳng qua yêu cầu đi không ngừng khai quật ra tới. Hắn nhớ rõ lão nhân nói qua, nhân thể bản thân mới là tu luyện giả lớn nhất bảo khố, bất luận cái gì thần thông, cường đại nguyên tự với tự thân bảo khố khai quật. Chẳng qua rất ít có người có thể đem tự thân tiềm lực khai quật ra tới mà thôi. Hắn tu luyện là thần đạo công pháp. Tu luyện thiên tư càng là thập toàn thập mỹ thiên tư, nhưng lại là cũng không có chân chính khai quật mà ra. Đương nhiên hắn từ tu luyện tới nay trên cơ bản đều là chính mình tu luyện dã man trưởng thành, liền tính là lão nhân cũng không có nói tay cầm tay tự mình đã dạy hắn, nghiêm khắc nói hắn tu luyện chi lộ đều là sờ cục đá qua sông trưởng thành lên. Tự thân thể bảo khố không có khai quật ra tới, cũng bình thường. Trước kia càng là không có phương diện này ý thức, mà lần này ở Sơn Cốc bế quan nghiên cứu. Hắn đột nhiên liền có phương diện này ý thức, về sau tu luyện chi lộ, liền có thể có ý thức đi khai quật tự thân tiềm lực. Từ Tây hướng Đông, cái này khoảng cách là không gần. Cá trạch tốc độ có thể dương cánh 9.000 dặm, cũng yêu cầu phi hành 10 ngày mới có thể đến phương Đông. Dị vực giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Đi phi hành tự nhiên đại, nhưng đối có thể mở ra không gian cường giả tới nói, cũng chính là phất tay chi gian sự. Dương Mỗ Nhân trước mắt đều không có tu hành quá không gian định vị bực này thần thông, hiện giờ ở lên đường trên đường hắn mới nhớ tới, trong lòng đại động, lại là nghĩ tới không gian môn hộ định vị tới, khoanh chân ngồi ở cá trạch trên lưng, làm cá trạch thả chậm tốc độ, hắn tìm hiểu không gian chi lực. Đại sư huynh là phương diện này chuyên gia, hắn thông ngộ chính là không gian pháp tắc, lúc trước cũng hỏi qua, chỉ là không quá, hiện tại nghĩ đến lại là có thể thử xem nhìn. Đối với tiên tôn cấp bậc tu luyện sinh linh tới nói, mở ra không gian môn hộ không khó, không cần tìm hiểu thấu triệt không gian pháp tắc, chỉ cần cảm nhận được không gian chi lực liền có thể, điểm này tôn cấp tu luyện thần linh đều có thể làm được. Dương Nghị Vân trước kia là không nếm thử quá. Hiện tại xác thật muốn đi thử xem. Hắn thể chất bản thân là một cái đại lò luyện, nhưng hấp thu trong thiên địa rất nhiều lực lượng. Đây là thật lớn ưu thế, nhưng cũng là thật lớn tệ đoan. Ưu thế là có thể nóng lạnh gì cũng ăn hấp thu trong thiên địa các loại lực lượng, làm hắn có được thường nhân vô pháp khống chế các loại lực lượng, pháp lực thượng cũng đem xa xa cường đại quá cùng cấp bậc quá nhiều. Đây cũng là hắn cho tới nay có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân nơi. Tương ứng tệ đoan cũng nơi phát ra với ưu thế, nguyên nhân chính là vì hắn hấp thu cất chứa lực lượng so người khác nhiều, liền hỗn độn, thường thường tưởng đại thành lại là không dễ dàng, người khác đại thành là chỉ một. Thực chuyên tâm liền có thể đem một loại lực lượng tu luyện đến mức tận cùng đại thành. Mà hắn muốn đại thành lại là yêu cầu đem sở hữu lực lượng hấp thu tu luyện đến đại thành, đồng dạng dưới tình huống, hắn ngược lại so người khác chậm vài lần, đây là tệ đoan. Bất quá một khi hắn đem sở hữu lực lượng tu luyện đầy đủ hết đến cuối cùng đại thành, đoạt được đến đã có thể không chỉ là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Sẽ là phi thường khủng bố lực lượng biến hóa.
liền giống như hắn thập toàn thập mỹ thể chất, dựa theo lúc trước lão nhân cách nói, hắn có thể hấp thu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thiên địa nguyên tố lực lượng, lại có chính là không gian, mưa gió, lôi đình, chí âm, chí dương, chân chính 10 đại trong thiên địa tồn tại lực lượng. Nhưng vẫn luôn gần nhất hắn căn bản liền không có đi làm như vậy quá, bởi vì hắn biết kia căn bản là không có khả năng hoàn thành, nếu như vậy đi tu luyện, hắn đừng nói hiện tại là tiên tôn, sợ là tiên quân đều không đạt được. Bởi vì 10 đại lực lượng dung hợp nhập thể, trong cơ thể có thể hay không nổ mạnh trước không nói, mỗi một loại đều phải đi đại thành, này đến ngày tháng năm nào đi mới có thể đại thành, hơn nữa trước kia có chút lực lượng hắn căn bản là cảm thụ không đến, như thế nào đi tu luyện. Cho tới nay tu luyện kỳ thật hắn đều là hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành pháp lực, tăng lên thực lực tu vi, cũng không có đi cẩn thận hiểu được quá thuộc tính. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân lại là tương đồng rất nhiều vấn đề, có lẽ hắn lộ, thật là chính mình muốn đi nếm thử, đi sờ soạng, lá gan hẳn là phóng đại một ít. Thể chất đặc thù, chết lão nhân lúc trước đều nói qua không biết như thế nào dạy dỗ chính mình tu luyện, vì bảo thủ liền dựa theo bình thường tu luyện lộ tuyến đi. Mà hiện tại hắn cảm thấy, là thời điểm nếm thử một chút đi khai quật chính mình thập toàn thập mỹ lực lượng thể chất. Có lẽ hắn sẽ thành công đem trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng hấp thu cất chứa nhập thể, rồi sau đó lại đi một loại loại đi phân loại thuộc tính, đem 10 đại lực lượng tu luyện đại thành, làm chính mình thập toàn thập mỹ thể chất phát huy ra đại tiềm lực tới. 10 đại lực lượng, cũng liền ý nghĩa 10 đại pháp tắc. Vạn sự vạn vật đều có lẫn nhau đối ứng cùng hô ứng chân lý. Từ càn khôn hồ cắn nuốt thiết miệng ưng cùng vương miện điêu sau, hắn hiểu được tới rồi thủy cùng hỏa hai loại pháp tắc sau. Lại đột nhiên chi gian như là khai hiểu ra linh, toát ra rất nhiều trước kia không nghĩ tới ý niệm, một ít ý tưởng cũng cử đến có thành công khả năng. Hắn đột nhiên chờ mong, đương trong thân thể hắn hội tụ trong thiên địa 10 đại lực lượng, cùng 10 đại pháp tắc thời điểm, sẽ phát sinh chuyện gì? Sẽ nổ tan xác mà chết? Vẫn là sẽ dẫn hắn tiến vào một cái tán thế giới mới? Dù sao đồng thời ở trong cơ thể hấp thu 10 đại lực lượng, tự cổ chí kim sợ là cũng không có người làm như vậy quá, đây là kẻ điên. Mà Dương Nghị Vân hiện tại liền muốn làm một cái kẻ điên. Bởi vì này đó ý niệm toát ra tới thời điểm, hắn nội tâm đột nhiên thực khát vọng, mà không có bất luận cái gì sợ hãi. Tự tâm mà làm, lại làm sao không phải đại đạo. Thiên địa chi gian nhất thường thấy cũng là mỗi một cái tu luyện sinh linh dễ dàng nhất hấp thu hiểu được đến lực lượng đó là ngũ hành chi lực. Mà không gian chờ lực lượng lại không phải dễ dàng như vậy hiểu được hấp thu. Yêu cầu cơ duyên điều kiện cùng đặc thù thể chất từ từ. Dương Nghị Vân giờ phút này ngồi ở cá trạch sau lưng buông ra tâm thần đi cảm thụ quanh mình thiên địa chi lực. Kỳ thật không gian chi lực hắn sớm đã có căn cơ, với hắn mà nói lại cũng không khó. Lúc trước được đến không gian là cùng không gian khác văn với hắn mà nói chính là một cái môi giới. Một lần tu luyện ý nghĩ thượng chuyển biến bắt đầu. Cũng ý nghĩa hắn tu luyện chi lộ chuyển biến, mà cái này chuyển biến sẽ là biến đổi lớn. Dương Nghị Vân đều không có nghĩ đến hắn hôm nay làm ra ý nghĩ thay đổi, ảnh hưởng hắn sau này cả đời. Hiểu được quanh mình thiên địa biến hóa, trọng điểm ở nguyên thần mạnh yếu. Hiện giờ hắn nguyên thần tự nhiên lại không phải tu chân thời kỳ nguyên thần, có thể nói so với tầm thường thông ngộ nhất trọng thiên tiên nhân nguyên thần đều cường đại. Tìm được rồi tu luyện mục tiêu, đi cảm giác trong thiên địa lực lượng thuộc tính. Liền dễ dàng nhiều. Dương Nghị Vân nhắm mắt dưới nguyên thần ý thức phóng xuất ra đi. Ngay sau đó hắn lại là như là cảm thụ bất đồng. Đầu tiên là quen thuộc ngũ hành chi lực, đây là hắn thường xuyên tiếp xúc lực lượng, thực dễ dàng cảm nhận được. Kim loại hơi thở, tựa hồ có thể ngửi được giống nhau, cảm giác có kim loại ở quanh thân vần quanh, trong lòng vừa động càn khôn tạo hóa công vận chuyển dưới, từng đạo kim loại dòng khí tiến vào thể. Ngay sau đó cỏ cây sinh cơ. Hắn biết đây là một thuộc tính lực lượng. Rồi sau đó là ấm áp, phi thường thoải mái hỏa thuộc tính lực lượng. Ướt át nhưng rồi lại mát lạnh thủy thuộc tính lực lượng. Cuối cùng là dày nặng có bùn đất phương hướng thổ thuộc tính lực lượng. Càn khôn tạo hóa công vận chuyển dưới ngũ hành chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Ngũ hành chi lực tề tụ nhập thể, lần này Dương Nghị Vân cũng không có đi toàn bộ luyện hóa thành pháp lực, mà là dẫn đường ngũ hành thuộc tính lực lượng tiến vào đan điền hình thoi tiên tinh chung. Nội coi dưới tiểu như hạch đào tiểu nhân tiên tinh thể kỳ thật nội loại là một cái khác càn khôn, không hề vô cùng, càng như là một phen vũ trụ sao trời giống nhau, đương nhiên đây là ảo giác. Khá vậy thuyết minh nho nhỏ tiên tinh trong vòng thật lớn, đây là hấp thu chứa đựng pháp lực lực lượng. Cũng là tiên tôn tu luyện pháp lực căn cơ.
Dương Nghị Vân đem 5 loại ngũ hành lực lượng dẫn đường tiến vào tiên tinh lúc sau, cũng không có như thế nào ở bên nhau, mà là có thể phân tán một mình ngưng tụ một chút, không ngừng đi áp xúc rèn luyện, cái này quá trình đó là pháp lực tinh luyện. Nháy mắt 5 loại ngũ hành chi lực ở tiên tinh trong vòng hình thành 5 cái gạo tiểu nhân điểm, rồi sau đó là chen chúc tới, cuồn cuộn không ngừng hấp thu rèn luyện tích lũy. Trên thực tế tu luyện đến hắn cái này trình tự đã không cần cố tình đi vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa chi lực, tiên tinh vận chuyển sinh sôi không thôi tự nhiên sẽ hấp thu thiên địa chi lực, nhưng hôm nay Dương Nghị Vân có thể phân loại ngũ hành, một lần nữa hấp thu tu luyện. Chờ đến 5 loại ngũ hành lực lượng ở tiên tinh trong vòng ổn định cũng không có xuất hiện tương hướng lúc sau, Dương Nghị Vân đem ý thức lại lần nữa đặt ở quanh mình thiên địa chung. Chậm rãi lại cảm thụ. Có cường đại nguyên thần ở, đối thiên địa chi gian biến hóa liền có nhạy bén. Hô hô! Hắn tựa hồ cảm nhận được một trận gió nhẹ, ngay sau đó là cuồng phong, như là thân ở mưa rền gió dữ chung, lại như là thân ở phong vân thế giới. Bản thân phía trước liền lĩnh ngộ đến quá phong pháp tắc, lúc này đi cảm thụ phong thuộc tính lực lượng tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Đây là phong vân lực lượng. Dương Nghị Vân bắt đầu chậm rãi dẫn đường nhập thể. Không trong chốc lát, phong thuộc tính lực lượng ở tiên tinh trong vòng xuất hiện, đồng dạng hình thành một cái gạo kê viên, bắt đầu hội tụ áp xúc rèn luyện. Nhiều thuộc tính lực lượng đồng thời ở trong cơ thể là phi thường nguy hiểm sự tình, lúc này yêu cầu đó là cường đại nguyên thần chi lực cùng ý chí lực cùng với kiên cố tiên tinh tới ổn định. Cũng may ba người Dương Nghị Vân đều không tồi. Bản thân hắn liền vượt qua cùng cảnh giới điều kiện rất nhiều, giờ phút này vận chuyển dựng lên, đảo cũng không tai nạn trên không. Đương nhiên chủ yếu là trước kia hắn đều tiếp xúc quá này đó lực lượng. Hiện giờ khống chế lên đảo cũng quen thuộc, thuộc tính chính là này đó lực lượng thuộc tính. Lúc sau Dương Nghị Vân bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ vang. Răng rắc, đây là lôi đình chi lực. Đương nhiên chỉ là hắn mới vừa đóng lại nghe được lôi đình tiếng động. Lôi đình chi lực hắn trước kia liền từng có, này sẽ cảm giác nhập thể ngựa quen đường cũ. Trong chốc lát lôi đình chi lực ở tiên tinh trong vòng thành công ngưng tụ ra gạo kê viên. Lúc sau là Dương Nghị Vân bắt đầu cả người run, nhưng lại cười, bởi vì hắn biết đây là chí âm chi lực. Có quen thuộc cảm là bởi vì thần ma âm dương kính chung bản thân lực lượng chính là chí âm chí dương lực lượng. Trước sau chí âm cùng chí dương hai người tiếp tục đồng thời xuất hiện, bị hắn dẫn động tới rồi tiên tinh trong vòng ngưng tụ gạo kê viên thành công. Dư lại cuối cùng một loại đó là không gian chi lực. 10 đại lực lượng hội tụ 9 đại thuộc tính. Không gian thuộc tính lực lượng nhất quỷ dị, là lỗ trống, nhưng lại thật là tồn tại. Bất quá hắn có không gian chi lực căn cơ. Đảo cũng không ngại sự. Hắn cũng không sốt ruột, tu luyện đến bây giờ đã mau 1 vạn năm lâu, tâm cảnh thượng cũng trầm ổn xuống dưới. Càng biết có một số việc sốt ruột cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên mới là đại đạo. Chậm rãi hắn đột nhiên cảm nhận được tựa hồ bốn phía xuất hiện một đám bọt khí. Tới. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hỉ một tiếng. Bọt khí chính là lỗ trống đó là không gian. Đây là không gian thuộc tính lực lượng chẳng qua phi thường rất nhỏ mà thôi, bọt khí nhỏ chi tiểu cũng đến nỗi nguyên thần chi lực hạ lòng yên tĩnh xuống dưới mới có thể cảm nhận được. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Nghị Vân rốt cuộc đem không gian lực lượng thành công ngưng tụ ở tiên tinh trong vòng ngưng tụ thành gạo kê viên. Ý thức nội coi dưới nhìn tiên tinh trong vòng ngũ quang thập sắc 10 viên gạo kê viên tản ra các loại bất đồng sắc thái vầng sáng, giống như là 10 viên hạt giống giống nhau, Dương Nghị Vân có loại ảo giác, hắn tựa hồ ở trong cơ thể mình gieo chính là 10 viên lực lượng hạt giống, có một ngày sẽ mọc rễ nảy mầm trưởng thành vì che trời đại thụ. Loại cảm giác này thực hoang đường nhưng đích xác chính là như vậy. 10 viên bất đồng thuộc tính lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vân, lôi đình, không gian, chí âm, chí dương. Hình thành gạo kê viên vần quanh thành một cái hình tròn, huyền phù ở tiên tinh trong vòng. Ý thức nội coi dưới vô cùng đồ sộ. Có cái lớn nhất biến hóa là, Dương Nghị Vân cảm giác hiện tại tiên tinh trong vòng chất chứa lực lượng, đâu chỉ là so trước kia tăng trưởng gấp 10 lần. Có lẽ gấp 100 lần đều có. Này không phải ảo giác, mà là chân thật cảm thụ. Tiên tinh chính là hắn pháp lực căn cơ. Giờ phút này tiên tinh trong vòng chất chứa pháp lực xa xa vượt qua hắn ngưng tụ 10 đại thuộc tính lực lượng trước kia. Cẩn thận cảm thụ hạ, Dương Nghị Vân chính mình đều cảm giác có chút sợ hãi. Hắn thậm chí nghĩ, tiên tinh có thể hay không kia một cái bạo. Dù sao cũng là 10 loại bất đồng thuộc tính lực lượng hội tụ ở trong đó. Bất quá lại đi quan sát thời điểm, hắn phát hiện chính mình nhiều lo lắng.
hắn phát hiện ở cuối cùng một loại không gian thuộc tính lực lượng ngưng tụ lúc sau, 10 loại thuộc tính lực lượng chi gian lẫn nhau cân bằng, giống như là ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc giống nhau, hơn nữa 10 loại lực lượng cân bằng trình độ, so với ngũ hành tương sinh tương khắc còn muốn ổn định. Liền giống như ngũ hành chi lực là tiểu cân bằng, mà 10 loại lực lượng ở bên nhau chính là một loại đại cân bằng. Ong, ầm vang, liền ở Dương Nghị Vân quan sát hết sức, đột nhiên đem tiên tinh trong vòng một tiếng ong nổ vang, thực sự đem hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ muốn nổ mạnh? Mồ hôi lạnh tại đây một khắc liền xuống dưới, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Hắn thậm chí một cái tìm đường chết ý niệm liền toát ra tới. Quả nhiên thuộc tính bất đồng lực lượng quá nhiều muốn xảy ra chuyện. Dương Mẫu Nhân nội tâm rung mạnh nghĩ. Nhưng đợi một hồi không bảo. Hắn sửng sốt, vội vàng đi nội coi tiên tinh trong vòng. Ngay sau đó lại là mở to hai mắt nhìn. 10 viên gạo thuộc tính lực lượng lẫn nhau chi gian liền ở cùng nhau, giống như là bị sâu chuỗi thành một chuỗi tay xuyến giống nhau. Hơn nữa mỗi một viên gạo tản mát ra một đạo cột sáng phóng lên cao, đương nhiên cái này phóng lên cao chỉ đến là tiên tinh bên trong hư không. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Nghị Vân Đại nhẹ nhàng thở ra, ý thức ra tiên tinh, kỳ thật ở cuồn cuộn đan điền thế giới thấy được hình thoi tiên tinh bộc phát ra 10 loại quang thải chiếu nhân vầng sáng, tán phát đi ra ngoài. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cả người mỗi một chỗ địa phương đều cảm nhận được thập phần ấm áp nhưng rồi lại tràn ngập tinh thần lực lượng. Hắn đột nhiên minh bạch. Tiên tinh trong vòng 10 loại thuộc tính lực lượng đạt tới đại cân bằng lúc sau, liền đã xảy ra hắn cũng chưa nghĩ đến lực lượng huyền bí thăng cấp, liền ở bên nhau cân bằng lúc sau, này 10 đại thuộc tính lực lượng phản hồi ở tiên tinh thượng, tiên tinh chính là một cái chuyển hóa khí giống nhau đại máy móc, lại đem 10 loại lực lượng phát ra tới rồi chính mình toàn thân mỗi một tấc địa phương. Cấp thân thể này tăng giá trị tài sản. Chẳng những không xảy ra việc gì, ngược lại làm trong cơ thể ngoại đã xảy ra biến đổi lớn. Càn khôn trong ngoài công lại là nhanh chóng vận chuyển so trước kia vận chuyển tốc độ nhanh gấp 10 lần, này cũng biểu thị hắn hấp thu năng lượng tốc độ so trước kia nhanh gấp 10 lần. Vốn dĩ thập toàn thập mỹ lại khuyết tật là so người khác hấp thu năng lượng tu luyện đều phải chậm gấp 10 lần, này đó hảo, không nghĩ tới giờ khắc này vấn đề này liền như vậy một chút giải quyết. Cảm nhận được tiên trong cơ thể ngoại tầm bổ ở thiên địa 10 đại năng lượng hạ thoải mái sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, giờ khắc này hắn hai tròng mắt chung có trước sau sáng rọi ở lưu chuyển. Chi ca, ngươi, đôi mắt hảo dọa người Nga. Điêu Nhi ngồi xổm Dương Nghị Vân bên người chớp động mắt to tử nói chuyện. Liền ở vừa rồi Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng phát hiện nhà mình ca ca trên người đột nhiên xuất hiện một cổ phi thường làm bọn hắn sợ hãi hơi thở, nhưng lại cũng gần là trong nháy mắt sau biến mất không thấy. Ở lúc sau lại cảm nhận được ca ca trên người phát ra hơi thở phi thường thoải mái, làm Điêu Nhi nhìn không được tưởng thân cận. Bất chi bất giác tiến đến Dương Nghị Vân bên người nhìn lại, lại là bị Dương Mẫu Nhân bỗng nhiên mở hai mắt khiếp sợ. Dương Nghị Vân nghe Điêu Nhi nói chuyện chớp một chút đôi mắt, cười nói, người ca ta không ăn ngươi, có cái gì sợ quá. Điều này cũng đúng, bất quá ca, người vừa rồi đột nhiên bạo phát một cổ hơi thở, thật đáng sợ Nga. Nhưng chỉ chớp mắt trên người của ngươi lại có một cổ hơi thở, làm ta cảm giác thực thoải mái, còn có a, ngươi trong ánh mắt vừa rồi bộc phát ra 10 loại sắc thái, hoàn toàn nhìn không tới đôi mắt bản sắc, chính là một loại. Một loại, ai dù sao ta không thể nói kỳ quái, ca ngươi có phải hay không muốn biến thành quái vật? Điêu Nhi chớp động mắt to nói. Đông. Dương Nghị Vân ở Điêu Nhi trên đầu bắn ra nói, ngươi đầu nhỏ tưởng cái gì đâu? Ngươi ca ta chỉ là tu luyện thiên địa chi lực. Bất quá có lẽ đi, sau này còn nói không chừng thật sẽ biến thành quái vật, ha ha. Lời này là trêu ghẹo Điêu Nhi, nhưng kỳ thật cũng là Dương Mẫu Nhân nội tâm biểu đạt. Đích xác, hắn từ giờ trở đi, tu luyện phương hướng đã cùng bất luận kẻ nào bất đồng, sau này sẽ biến thành bộ dáng gì, hắn kỳ thật cũng là không biết, nói không chừng thật sẽ biến thành quái vật. Đương nhiên mặc kệ thế nào, lộ đều là chính mình tuyển chính mình đi ra, hắn cũng không hối hận. Tu đạo đến nay hắn trực giác còn không có ra sai lầm, lần này lựa chọn hấp thu trong thiên địa 10 đại lực lượng là lựa chọn tin bản tâm, hắn tâm nói cho hắn, làm như vậy là đúng. Thập toàn thập mỹ thể chất, bản thân liền ở trên đời này là độc nhất vô nhị tồn tại, tu luyện phương thức cũng cùng những người khác bất đồng, điểm này lão nhân năm đó liền đối hắn nói qua. Cũng nói qua bất luận cái gì nói, là chính mình lựa chọn, đại đạo 3000 mỗi người đều có đạo của mình. Lựa chọn chính là bản tâm thuận theo. Dương Nghị Vân biết hắn hiện tại cũng chỉ là thuận theo chính mình bản tâm mà thôi. Đến nỗi kết quả sẽ như thế nào, hắn không biết, nhưng cũng không nghĩ đi đã biết.
chỉ cần trước mắt là đúng, có chờ mong, có hy vọng chính là tốt, chính là chính xác. Đây là thay đổi, hắn cho rằng đây là tốt thay đổi. Hắn cũng cần thiết thay đổi. Nếu không thực xin lỗi càn khôn hồ, cũng thực xin lỗi càn khôn tạo hóa công, càng thêm thực xin lỗi thần đạo người thừa kế cái này thân phận. Rõ ràng các phương diện điều kiện đều ưu việt, nhưng là tổng ở nơm nớp lo sợ chung một đường mà đi, hắn không thích loại cảm giác này, thực buồn bực. Hắn yêu cầu chính là cường đại, đối mặt bất luận cái gì địch nhân thời điểm, có một trận chiến chi lực, có nghiền áp sức chiến đấu. Sư phụ hồi tiên giới chém giết báo thù, hắn trước hỗ trợ, không thể giúp, đi lên trời lộ, hắn muốn đi tìm chết lão nhân, cũng không năng lực, hạ giới vân môn thân nhân bằng hữu phi thăng, phân tán ở tiên giới, hắn muốn đi tìm kiếm, càng thêm không có năng lực, chỉ có thể hao tổn tâm cơ phát triển thế lực đi tìm. Nhưng mà, có đôi khi liền tính tìm được rồi, cũng không năng lực đi cứu ra. Đây là cảm giác Dương Nghị Vân không thích. Cho nên hắn thay đổi chính mình. Hắn khát vọng càng cường đại hơn thực lực, đi tìm rơi dụng ở tiên giới các nơi những cái đó thân nhân bằng hữu, hắn yêu cầu cường đại thực lực, tới bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu. Tới bảo hộ vân môn đệ tử, tới phát triển lớn mạnh vân môn. Chờ có một ngày nhìn thấy lão nhân thời điểm, hắn tương đối lão nhân kiên cường nói một câu, chết lão nhân. Ngươi nhìn xem ta đem vân môn phát triển lớn mạnh, ta bảo hộ vân môn, chưa cho ngươi mất mặt. Lục Tuyết Hy cái kia từ địa cầu liền đi theo hắn bên người kiên cường nữ tử, không thấy, hắn ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý sốt ruột, muốn mau chóng tìm được nàng, tiên giới to lớn đi nơi nào mới có thể tìm được. Tử Hoàng, nghe con từ từ thần thú dị thú, cái nào không phải tiềm lực vô hạn tồn tại. Còn không có tin tức, hắn sốt ruột trong lòng. Liễu Lanh Canh. Cả đời này hắn nhất thua thiệt nữ nhân, hắn yêu cầu đi tìm đến U Minh giới, muốn đem Liễu Lanh Canh cấp tìm được, hắn phát quá thề. Nhưng này hết thảy đều yêu cầu cường đại tu vi cùng thực lực. Nhưng, từ tu luyện đến nay mau vạn tái, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình vẫn luôn đều ở trưởng thành, cũng ở nỗ lực, thậm chí còn hắn nỗ lực so người khác đều khắc khổ gấp 10 lần gấp 100 lần, nhưng hữu dụng sao? Này hết thảy làm hắn trong lòng vô cùng buồn bực, cho nên hắn làm ra thay đổi. Lần này hấp thu 10 đại lực lượng, kỳ thật mạo nguy hiểm to lớn, liền chính hắn cũng không biết, là cái không biết, có lẽ đây là một cái chết không có chỗ chôn đại đạo. Nhưng ít ra hiện tại sẽ không, đó là về sau sự tình. Chỉ cần hiện tại có thể thay đổi, có thể tìm được hắn người muốn tìm, có thể bảo hộ phải bảo vệ người, với hắn mà nói là đủ rồi. Thật sự không nghĩ, ở như thế buồn bực tu luyện phương thức. Nếu là có được vô thượng chí bảo càn khôn hồ người. Nếu là tu luyện thần đạo người thừa kế, vậy hẳn là có được cùng chi xứng đôi thực lực. Đây là hắn hiện tại sở theo đuổi mục tiêu. Mà cái này mục tiêu, từ mấy ngày khởi, bắt đầu thực hiện. Hắn Dương Nghị Vân phải làm cường giả, phải làm chết lão nhân kia chờ đỉnh thiên lập địa chí cường giả. Mà không phải đối mặt các loại địch nhân thời điểm, hoặc là trốn hoặc là trốn, hoặc là dựa bên người người tới bảo hộ kẻ yếu. Trong lòng nghĩ này đó ý niệm, ánh mắt nhìn về phía Điêu Nhi. Điêu Nhi trên người lông tóc phía trước với cùng huyết ưng chờ đại yêu một trận chiến bị bỏng, còn không có khôi phục lại, thoạt nhìn lấm tấm cháy đen. Có chút đau lòng đem Điêu Nhi bế lên tới, duỗi tay ở Điêu Nhi lông tóc thượng nhẹ nhàng một mạt, hắn bàn tay phía trên 10 ánh sáng màu chớp động, đây là trong cơ thể 10 đại lực lượng nguyên tố, là trong thiên địa hết thảy lực lượng. Nhẹ nhàng vuốt ve Điêu Nhi lông tóc, Dương Nghị Vân đối với Điêu Nhi nói, hương hương về sau ca ca tới bảo hộ ngươi, thiết không thể ở cường xuất đầu. Ngươi hẳn là đãi ở ca ca trong lòng ngực được sủng ái, trước kia là ca ca không năng lực, nhưng từ hôm nay khí, ca có năng lực bảo hộ các ngươi bất luận cái gì một cái. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân bàn tay thượng 10 ánh sáng màu vựng hoặc là nói 10 đại trong thiên địa thuộc tính lực lượng lưu chuyển dưới, Điêu Nhi trên người bị đốt trọi lông tóc, nhanh chóng bóc ra, ngay sau đó lại là sinh trưởng ra hoàn toàn mới lông tóc tới, so với trước kia càng thêm kim hoàng nhu thuận. Mà Điêu Nhi còn lại là vào giờ phút này thoải mái nhắm lại hai mắt, thực hưởng thụ Dương Nghị Vân bàn tay hạ bực này khẽ vuốt. Kỳ thật đây là 10 đại lực lượng đạt tới đại cân bằng lúc sau sở sinh ra hoàn toàn mới lực lượng. Một loại vượt quá Dương Nghị Vân sức tưởng tượng lượng, từ hắn đem 10 đại lực lượng nạp vào tiên tinh lúc sau liên thành một mảnh thời điểm, liền phát hiện bực này lực lượng huyền bí. Phất tay chi gian nhưng sinh cơ bừng bừng, cũng có thể yên tĩnh đều diệt, khả nhu khả cương, nhưng âm nhưng dương. Luôn là một câu, Dương Nghị Vân cảm thụ được trong cơ thể lực lượng biến hóa, cũng ở cân nhắc động thái, hắn nội tâm sinh ra chính là một loại khống chế thế gian vạn vật khổng lồ chi tin tưởng. Thực huyền diệu,
rõ ràng không có tiếp xúc quá, nhưng rồi lại là đột nhiên nhanh trí mà đến. Loại này huyền diệu cảm giác, vào giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng, rất khó hình dung, nhưng lại rõ ràng tồn tại, cuối cùng hắn tổng kết, đây mới là thần tiên chi lực đi. Trong thiên địa sở phát hiện tồn tại 10 đại lực lượng, tất cả đều bị hắn dung với nhất thể, rồi sau đó biến hóa, là thiên biến vạn hóa. Ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được Dương Nghị Vân cả người tựa hồ đều thay đổi, nhịn không được lo lắng đặt câu hỏi. Dương Nghị Vân cười cười nói, ca không có việc gì, không cần lo lắng, ca hẳn là biến cường đại rồi, San Hồng ngươi trong mắt ca ca thay đổi sao? Là bộ dáng gì? Hắn hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng chớp động sáng ngời đẹp mắt phượng, trầm tư một hồi, lắc đầu nói, không thể nói tới, ta. Nhìn ca ngươi vẫn là ngươi, nhưng, lại không phải ngươi, trên người của ngươi hơi thở thay đổi, biến giống như ngươi rõ ràng ở ta trước mắt, rồi lại cảm giác không tồn tại, thật giống như là. Ngươi dung nhập tới rồi bốn phía thiên địa chung giống nhau, rất cường đại đến ta cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng chợt vừa thấy đi, ngươi lại thực nhỏ yếu đến ngươi như là một cái tro bụi. Cơ hồ không tồn tại, nói không rõ cảm giác, rất nhiều, bất quá ta tựa hồ càng thêm tưởng thân cận ca ca. Theo Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, nghe nàng đối chính mình đánh giá cảm giác, Dương Nghị Vân cũng ở trầm giọng, thường thường gật đầu, hắn kỳ thật chính mình cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng lại cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng đánh giá thực chuẩn xác, cũng lại không chuẩn xác. Bất quá nói đến cùng, này hết thảy biến hóa, đều nơi phát ra với hắn hấp thu trong thiên địa 10 đại lực lượng biến hóa. Không có việc gì, không cần lo lắng, ca chỉ là lựa chọn ra chính mình sau này phải đi đại đạo, có lẽ này một là một cái không giống người thường đại đạo, nhưng mặc kệ thế nào, ta đều là các ngươi ca ca, sẽ bảo hộ của các ngươi. Nghĩ không ra nguyên cớ tới, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ, đối Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, làm nàng không cần lo lắng. Ca, ta kỳ thật hiện tại thực, nếu dựa theo yêu tộc cùng nhân tộc tu luyện cảnh giới tới nói, ta hẳn là yêu tôn cấp bậc thông ngộ 4 ngũ trọng thiên tu vi thực lực. Về sau ta sẽ bảo hộ ca ca. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Nhà đầu ngốc, ta là ca ca, nào có muội muội bảo hộ ca ca, làm như vậy ta cái này ca ca chẳng phải là quá phế đi, bảo hộ các ngươi mới là ta nên làm, yên tâm đi, ca ca ta hiện tại cảm giác rất cường đại, ít nhất tiên giới trong vòng rất cường đại. Dương Nghị Vân cười cười nói. Cá trạch đi xuống đi. Cùng Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi nói một hồi lời nói, Dương Nghị Vân làm cá trạch phi rơi xuống đi. Hắn ở cá trạch trên lưng lần này một phen tu luyện kỳ thật cũng không trường, cũng chính là 10 ngày thời gian, mà cá trạch đã sớm bay đến dị vực giới phương Đông, sư tử vương địa bàn, chờ hắn 3 ngày. Dị vực giới phương Đông đồng dạng là núi non liên miên, mênh mông vô bờ, bất quá nơi này rừng rậm diện tích chính là toàn bộ dị vực giới lớn nhất, càng nhiều mãnh thú yêu tộc chiếm cứ ở dị vực giới phương Đông địa giới. Sư tử vương, dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, đồng dạng là đi lên trời lộ yêu tộc cường giả. Đồng dạng là cũng chưa về cái loại này, thủ hạ yêu chúng rất nhiều, thế lực cường hãn, địa bàn to lớn. Nhưng hiện tại lại là các lộ đại yêu từng người vì trận trạng thái, huyết ưng tia, a được hắc ám yêu hoàng, chính là lợi dụng sơ hở đoạt địa bàn, hoặc là nói cướp đoạt tu luyện tài nguyên càng vì thích hợp. Ngay từ đầu là điệu thấp tiến hành, nhưng sau lại chậm rãi trồi lên mặt nước, kinh động sư tử vương ngồi xuống các lộ đại yêu, đến cuối cùng diễn biến thành sở hữu đại yêu công kích hắc ám yêu hoàng. Dựa theo huyết ưng cách nói, sư tử vương ngồi xuống 12 lộ đại yêu, các nhưng đều là thông ngộ cấp bậc, hắc ám yêu hoàng bị 12 lộ đại yêu liên thủ công kích, nhưng ăn không tiêu, trốn vào đạo tràng. Nhưng mà trêu chọc này đó đại yêu lúc sau, há có thể bỏ qua. Lại nói đây là sư tử vương địa bàn, cũng chính là 12 lộ đại yêu địa bàn, giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Hắc ám yêu hoàng là gần mấy ngàn năm tới đột nhiên toát ra đại yêu. Tự nhiên là bị 12 lộ đại yêu sở bất dung, cứ việc hoàn toàn lộ đại yêu trong mấy năm nay tới bởi vì sư tử vương không hề cùng nổi lên tranh chấp, ai đều tưởng ngồi thống lĩnh dị vực giới phương Đông đầu sỏ, do đó lẫn nhau chi gian có khoảng cách cùng tranh đấu, nhưng hắc ám yêu hoàng như vậy một nháo, ngược lại làm 12 lộ đại yêu tạm thời ngưng tụ lên, liên hợp đối phương hắc ám yêu hoàng. Hắc ám yêu hoàng tuy rằng cũng là một phương đạo hạnh thông huyền đại yêu, chính là bất luận cái gì cường đại cũng là có cực hạn. Đối mặt 12 lộ đại yêu tấn công, cũng là chống đỡ không được. Này không, bị 12 lộ đại yêu chắn ở hang ổ. Mang theo một hàng đại yêu rừng ở trên mặt đất, nơi xa đã được đến tin tức huyết ưng cùng thử vương chờ mà đến. Bái kiến môn chủ huyết ưng tiến lên thăm viếng. Mà thử vương còn lại là, chủ nhân.
hai yêu đối Dương Nghị Vân xưng hô bất đồng, thần sắc ngữ khí cũng bất đồng. Người trước huyết ưng xưng hô môn chủ, đây là bởi vì Dương Nghị Vân không ban cho hắn sinh mệnh chi thủy, càng là bởi vì huyết ưng đi theo thần phục là bởi vì Tiểu Phượng Hoàng, cho nên Dương Nghị Vân không có căn bản liền không cần đi khống chế huyết ưng, có Tiểu Phượng Hoàng ở đều không phải vấn đề. Phi ưng sơn một mạch trừ bỏ chim đại bàng than đen, mặt khác đại yêu đều là bởi vì Tiểu Phượng Hoàng gia nhập vân môn, cho nên xưng hô Dương Nghị Vân vì môn chủ. Mà thử vương còn lại là càng quen thuộc, kêu cửa chủ ngược lại càng thân thiết. Đứng lên đi, không cần đa lễ, nói các ngươi chính là xác định kia hắc ám yêu hoàng chính là tử hoàng. Hỏi chuyện nhìn về phía thử vương, cho rằng thử vương cùng tử hoàng đều là ngũ hành chuột, tử hoàng càng là thử vương tổ nãi nãi. Xác định có phải hay không tử hoàng chỉ có thử vương tới xác định chuẩn xác nhất. Thử vương khom người nói, chủ nhân chúng ta căn bản là chưa đi đến đi, sư tử vương tọa hạ 12 lộ đại yêu bày ra cấm chế kết giới, vây công hắc ám yêu hoàng đạo tràng, cho nên ta không xác định có phải hay không tử hoàng, không đủ ta trực giác nói cho ta, cái kia hắc ám yêu hoàng nhất định với tổ nãi nãi tử hoàng thoát không được can hệ. Vậy tự mình đi nhìn xem đi, dẫn đường đi Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói. Là thử vương gật đầu. Tiếp được đoàn người đi vào một mảnh cổ xưa rừng rậm. Huyết ưng nói, môn chủ xuyên qua khu rừng này chính là hắc ám yêu hoàng đạo tràng nơi. Sư tử vương ngồi xuống 12 lộ đại yêu tu vì tình huống đều là tình huống như thế nào có biết. Dương Nghị Vân biên đi liền hỏi. Huyết ưng nói, cường đại nhất đại yêu cùng thuộc hạ giống nhau là thông mộ tam trọng thiên đỉnh một đầu cọp răng kiếm, dư giả nhị trọng, một trọng đều có, hơn nữa sư tử vương tọa hạ thủ vệ. Cùng phi ưng thánh vệ giống nhau tồn tại, số lượng so phi ưng thánh vệ còn muốn nhiều ước chừng có mấy trăm, bất quá có thể thông ngộ giả hẳn là chỉ có 1/3, nhưng liền tính là như thế, cũng so phi ưng sơn cao thủ yêu tộc muốn nhiều một ít. Đảo cũng không sao, đi trước nhìn kỹ hãng nói Dương Nghị Vân nói. Mà huyết ưng cùng thử vương nghe Dương Nghị Vân nói chuyện khẩu khí, lại đều là ngây người. Nói như vậy đâu, loại này ngữ khí thật giống như là chẳng hề để ý. Hoặc là thuyết phục mộ tam trọng thiên đại yêu trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới ngữ khí. Ở huyết ưng trong mắt, Dương Nghị Vân tuy rằng lợi hại, cần phải đối mặt thông mộ tam trọng thiên đại yêu kia vẫn như cũ là không đủ xem thích, hắn sở dĩ có hại là thua ở Tiểu Phượng Hoàng trên tay cũng không phải là chân chính thua ở hắn Dương Nghị Vân trong tay. Đang ngẫm lại Tiểu Phượng Hoàng, đúng rồi, hắn quên Tiểu Phượng Hoàng, có Tiểu Phượng Hoàng ở, Dương Nghị Vân đích xác không cần sợ hãi thông mộ tam trọng thiên đại yêu. Thử vương cùng mặt khác yêu chúng cũng là như thế tưởng. Nhưng bọn họ không biết chính là, Dương Mỗ Nhân còn đúng là không nghĩ tới muốn dựa Tiểu Phượng Hoàng. Hắn nói chính là chính hắn. Hiện tại hắn có nắm chắc có thực lực ứng đối tiên giới hết thảy thông ngộ cao thủ. Chỉ chớp mắt thử vương cùng huyết ưng mang theo Dương Nghị Vân một hàng xuyên qua một tảng lớn rừng rậm, tiến vào một chỗ đại hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi hai sườn đều là cao ước ngàn trượng tuyệt bích. Lẫn nhau chi gian độ rộng chỉ có 500-600 mét, càng là hướng bên trong mà đi, liền càng là có vẻ tối tăm. Môn chủ phía trước không xa chính là hắc ám yêu hoàng động phủ, trên thực tế là sơn cốc cuối một chỗ đại sơn động, chẳng qua hiện tại bị 12 lộ đại yêu bày ra kết giới cấm chế, chuẩn bị lấy đại pháp lực dẫn thủy phòng độc đem hắc ám yêu hoàng bước ra tới. Huyết ưng giải thích nói, cái này biện pháp sợ là đối đại yêu không có tác dụng đi. Dương Nghị Vân nói, đúng vậy. Dùng thủy yêm dùng độc biện pháp đích xác đối hắc ám yêu hoàng kia cấp bậc khác đại yêu khởi không đến cái gì đại tác dụng, bất quá đối mặt khác tiểu yêu liền không nhất định, nghĩ đến hắc ám yêu hoàng thủ hạ có rất nhiều tiểu yêu tồn tại, những cái đó tiểu yêu là ngăn không được. Còn nữa thì pháp giả đồng dạng là đại yêu, đạo hạnh cao tu vi thâm, không thể khinh thường, những cái đó đại yêu không dám dễ dàng xông vào hắc ám yêu hoàng động phủ đi, cho nên liền dùng bực này biện pháp. Nghe nói đã vây đổ vài thiên, đánh giá hắc ám yêu hoàng sớm hay muộn muốn ra tới. Oanh! Huyết ưng chính nói chuyện hết sức một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên đánh gãy nói chuyện. Chi! Ngay sau đó đó là một tiếng đâm thủng màng tai thét dài thanh cùng mắng vang lên, ngươi chờ khinh người quá đáng, thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ không thành. Có động tính huyết ưng nói. Chủ nhân, là tử hoàng thanh âm, thử vương nói chuyện có chút kích động. Hắn cùng tử hoàng chi gian là huyết mạch sâu xa, tự nhiên một chút là có thể nghe ra tới là tử hoàng thanh âm. Dương Nghị Vân cũng là trong lòng vừa động, đích xác thanh âm là tử hoàng thanh âm, hắn nghe được ra tới. Ngay sau đó dưới chân vừa động tiếp đón một tiếng, biến mất tại chỗ nhanh chóng mà đi. Sơn cốc chỗ sâu trong.
Giờ phút này một tiếng hắc y tím phát nữ tử, huyền phù xuất hiện ở thật lớn cửa động, phía sau là mấy trăm đại yêu, nhưng đa số là yêu tôn, thông ngộ cấp bậc đại yêu cũng liền bốn cái, hai cái nhị trọng thiên, hai cái nhất trọng thiên. Mà ở đối diện cửa động trăm mét ra, còn lại là sư tử vương ngồi xuống 12 lộ đại yêu, cầm đầu đại yêu còn lại là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh gọp răng kiếm đại yêu. Này đó đại yêu thêm lên mấy trăm, trong đó thông ngộ cấp bậc trừ bỏ 12 lộ đại yêu ở ngoài, thông ngộ nhất trọng thiên đều có 30 chi số, đội hình cường đại, mặc kệ là từ số lượng thượng vẫn là cao thủ chất lượng thượng nhìn qua đều có thể nghiền áp đối phương. Dương Nghị Vân nếu giờ phút này lại lần nữa, tất nhiên sẽ nhận ra được, hắc y tím phát nữ tử, đúng là năm đó hắn tại hạ giới vân môn tứ đại yêu soái chi nhất tử hoàng, không chỉ có như thế tử hoàng bên người còn có một đám quen thuộc gương mặt tồn tại, thanh nghiêu, ngũ sắc thần nghiêu, cùng với năm đó ở vân môn tam vạn yêu chúng bên trong rất nhiều yêu chúng đều ở trong đó. Chẳng qua tử hoàng hiện tại cùng thanh nghiêu hiện tại cục diện ở vào hạ phong mà thôi. Thanh nghiêu đồng dạng là năm đó hạ giới vân môn tứ đại yêu soái chi nhất, hắn lại là thông ngộ nhị trọng tu vi, đạo hạnh nhưng thật ra cao thâm nhiều. Giờ phút này thanh nghiêu đối tử hoàng mở miệng nói, tử hoàng để ta ở lại cản hắn nhóm, ngươi mang theo các huynh đệ xung phong liều chết đi ra ngoài, đến này mọi người đi tiên giới, trước đó vài ngày ta đi một chuyến giao long thành, từ trước tới tiên giới thượng thương nhân trong miệng nghe được một tin tức. Có cái kêu hỗn loạn tiên vực địa phương, nói là xuất hiện một cái vân môn, không biết có phải hay không thật sự, dù sao này dị vực giới là không thể đãi, mang theo đại gia lao ra đi, có lẽ hỗn loạn tiên vực vân môn nói không chừng chính là chủ nhân thành lập vân môn. Tử Hoàng cười lạnh nói, lão nghiêu ngươi câm miệng đi, phải đi cũng là ngươi mang theo đại gia đi, này đó vương bát đản mục tiêu là lão nương ta, luận đạo hành ta nãi thông ngộ tam trọng thiên, bám trụ bọn họ không thành vấn đề, ngươi mới nhị trọng thiên. Đi lên chính là chịu chết, nhớ kỹ có thể trốn nhiều ít tính nhiều ít, đi tìm Dương Nghị Vân, nói cho hắn, lão nương ta lần này lúc sau liền không nợ hắn. Thanh Nghiêu nhíu mày nói, tử hoàng ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phản bội chủ nhân không thành? Tử hoàng A cười nói, ha ha, ngươi có phải hay không ngốc A, chúng ta năm đó tại hạ giới đều là bị hắn dùng sinh mệnh chi thủy khống chế, bất đắc dĩ thần phục, phi thăng tiên giới thời điểm đúc lại tiên thể, kia một phần chế ước đã không có. Lão nương đem nàng hai nữ nhân ôm lấy, cũng giúp hắn thu nạp năm đó hạ giới vân môn thủ hạ, xem như còn thượng huyết mạch tiến hóa nhân quả. Hôm nay ta ngăn trở này đó vương bát đản, người mang theo năm đó những cái đó phi thăng yêu tộc lao ra đi, đi đem Dương Nghị Vân hai nữ nhân mang đi, đến lúc đó giao cho hắn, này phân nhân quả liền không có, hôm nay một trận chiến mặc kệ sinh tử cùng không, dù sao lão nương không nợ hắn chính là, ngươi nếu là tưởng tiếp tục cùng hắn tự tiện đi. Thanh niên mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng lại cũng biết tử hoàng nói không sai, nhưng là như cũ nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta lão nghiêu đời đời kiếp kiếp đó là chủ nhân người, đích xác năm đó hắn dùng sinh mệnh chi thủy khống chế chúng ta, khá vậy đúng là sinh mệnh chi thủy thành tựu chúng ta, nếu không sao có thể sẽ phi thăng tiên giới trở thành yêu tiên. Như thế nào có thể có hôm nay thông ngộ cấp bậc tu vi, như thế nào có thể huyết mạch phản tổ, làm ta lão nghiêu đạt tới tổ tiên cấp bậc. Hoàn thành ta tổ lịch đại đều tưởng thành tựu tồn tại. Một khi đã như vậy, người ta hôm nay liền thứ đừng quá, bất quá ta lão nghiêu cũng không chiếm người tiện nghi, nếu là cùng nhau sát đó là, ta long chủng thanh nghiêu huyết mạch cũng trên thực tế bày ra thể hiện rồi. Thanh niên nói xong, lại là toàn thân thanh quang lập lòe, ngay sau đó hóa thành ra bản thể. Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Thanh niên hóa thành long đầu nghiêu thân long đuôi, đầy người màu xanh lá lân giáp thanh quang lập lòe. Lại là có khắc văn lưu chuyển dựng lên. Ngay sau đó đối với sư tử vương tọa hạ 12 lộ đại yêu giống giận thét dài, bỗng nhiên xông ra ngoài. Mà ở thanh nghiêu hóa thân lúc sau, phía sau mấy trăm đại yêu cũng sôi nổi hóa ra bản thể, đi theo xông ra ngoài. Tử hoàng đại nhíu mày mắng nói, thật là một đầu xuẩn nghiêu a. Dứt lời tử hoàng đối với bên người hai cái thông ngộ đại yêu cùng mấy chục cái mệnh yêu tôn quát nhẹ, sát. Các nàng hai cái năm đó phi thăng lúc sau lại là trùng hợp đụng phải cùng nhau, thuộc hạ muốn tìm được rồi một ít phi thăng mà đến cấp dưới, hai đại yêu phi thăng không lâu, lại là biết đến tiên giới hiểm ác, không có thực lực sẽ chết thực mau, tìm nơi này sơn động làm động phủ chiếm cứ xuống dưới tu luyện. Cũng dần dần tìm được rồi một ít cũ bộ, từng người dẫn dắt một chi yêu quân, phát triển thế lực, đi bước một tu luyện đến nay. Nhưng cũng đắc tội sư tử vương địa bàn thượng 12 lộ đại yêu thế lực. Bởi vì bọn họ phát triển quá nhanh, cướp đoạt tu luyện tài nguyên, rốt cuộc dẫn phát rồi hôm nay 12 lộ đại yêu bao vây tiễu trừ cục diện.
Mấy ngàn năm qua Thanh Ngưu cùng Tử Hoàng ôm đoàn, lại là quá tự tại, đi tìm Dương Nghị Vân nhưng ở dị vực giới căn bản là không đi ra ngoài, căn bản liền không tin tức. Biết trước đó không lâu, Thanh Ngưu mới đi ra ngoài một chuyến, hỏi thăm một ít mơ hồ tin tức, hỗn loạn tiên vực xuất hiện một cái vân môn, hắn nhận định chính là chủ nhân Dương Nghị Vân sáng tạo vân môn. Cấp Tử Hoàng làm tư tưởng rời đi dị vực giới, đi hỗn loạn tiên giới tìm Dương Nghị Vân, nhưng Tử Hoàng không hé răng, không chờ bao lâu, đã bị 12 lộ đại yêu vây công. Hôm nay tới rồi khốn cảnh, Thanh Ngưu mới biết được Tử Hoàng tâm tư, nguyên lai nàng không phải không rời đi dị vực giới, mà là không nghĩ ở hồi chủ nhân bên người. Nếu như thế vậy đường ai nấy đi đi. Hắn Thanh Ngưu cũng không nợ ngươi Tử Hoàng nhân tình, làm ngươi Tử Hoàng tới bám trụ địch nhân, bản thân chạy trốn, có thể lao ra đi liền lao ra đi, hướng không ra đi đó chính là mệnh. Thanh Ngưu đầu óc một cây gân, bị Tử Hoàng nói chọc giận, dù sao ngươi Tử Hoàng nói chính là phản bội chủ nhân. Ta không nợ ngươi nhân tình. Một hồi chém giết bắt đầu rồi. Đây là thông ngộ cấp bậc chém giết đại chiến, Thanh Ngưu bên người liền hai cái thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu mặt khác đều là yêu tôn, mà Tử Hoàng bên người cũng không sai biệt nhiều. Một đối mặt đã bị 12 lộ đại yêu cấp chiếm cứ thượng phong. Bất quá tu vi ở thông ngộ nhị trọng thiên Thanh Ngưu, hóa thân bản thể long chủng Thanh Ngưu lúc sau lại cũng thực sự sinh mãnh, ngạnh sinh sinh đối thượng đi thông tam trọng thiên đại yêu không rơi xuống phương, cứ việc bị vây công, trên người ăn vài đánh, nhưng lại là đứng vững công kích. Toàn thân khắc văn lưu chuyển, thanh quang bùng nổ dưới trong lúc nhất thời vây công đại yêu cũng thượng không đến hắn, hơn nữa miệng phun long tức dưới, còn bị thương một cái đại yêu. Tử Hoàng thét dài hóa thành tử kim ngũ hành chuột, một ngụm cắn nuốt thần thông, thiên địa ngũ hành chi lực dung chuyển, ngũ hành pháp tắc đều xuất hiện, trực tiếp đối thượng 12 lộ đại yêu trung cường đại nhất là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu cọp răng kiếm, lấy thông ngộ tam trọng thiên lúc đầu áp chế đỉnh cọp răng kiếm. Vân môn năm đó hai đại yêu soái, thực lực thiên phú đều không tầm thường, nhưng thật ra đánh nhau uy phong lẫm lẫm, nhưng bọn họ bên người mặt khác yêu tộc lại không có bọn họ sinh mãnh, không ngừng ở ngã xuống. Ngao! Thanh Ngưu phát hiện cái này tình huống lại là bỗng nhiên thét dài long minh, cổ đủ khí phun ra một mồm to long tức, toàn thân ánh sáng xanh bừng lên hóa ra trăm nói thanh quang như mũi tên nhọn như đao kiếm khí, một chút oanh ra một cái lộ, làm vây công hắn 5-6 cái thông ngộ đại yêu tránh lui mở ra. Thậm chí thương tới rồi 3 cái thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu, trực tiếp ở thanh quang cùng long tức dưới ngã xuống. Lão con báo đi, sau khi ra ngoài đi nơi đó tìm được khổng tước đại soái đi hỗn loạn tiên vực tìm vân môn, đi mau. Thanh Ngưu cơ hồ là cuồng loạn đại hán, trên người hắn thanh quang bạo tăng. Nhìn qua ở đua mạng già. Một người thông ngộ nhất trọng thiên hắc báo nhìn Thanh Ngưu than khóc một tiếng, nhảy sông ra ngoài, hắn biết giờ phút này đến lao ra đi, nếu không liền cô phụ Thanh Ngưu. Hắn nhiệm vụ là đi tìm khổng tước thống soái, khổng tước không chỉ có là năm đó hạ giới vân môn thống soái, càng là chủ nhân Dương Nghị Vân nữ nhân chi nhất, cho nên khổng tước rất quan trọng. Chẳng qua khổng tước không hề nơi này, mà là ở một chỗ bí địa tu luyện, chỉ có Tử Hoàng, Thanh Ngưu cùng bọn họ mấy cái biết, như vậy là vì bảo hộ khổng tước. Giống, hắc báo một tiếng thét dài bay vọt mà đi, xem như chạy ra khỏi 12 lộ đại yêu vòng vây. Ha ha, muốn chạy. Thật sự chúng ta 12 lộ đại yêu liên thủ mà đến là ăn chay không thành. Một phương vô danh tiểu yêu, ở ta chờ địa bàn náo loạn mấy ngàn năm lâu, còn tưởng ở ta chờ dưới mí mắt rời đi, chê cười, hôm nay cho các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Lại là cọp răng kiếm nhất chiêu bức lui Tử Hoàng cười lạnh. Ngay sau đó hử lạnh nói, ngăn lại kia chỉ con báo. Ra lệnh một tiếng chính là bên ngoài 30 danh thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu nháy mắt cản lại hắc báo. Này 30 cái đại yêu nãi sư tử vương ngồi xuống thân vệ, đại chiến dựng lên bọn họ ở bên ngoài còn không có động, động thủ chính là 12 lộ đại yêu. Ngươi chờ đáng chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Lại là ở bên ngoài vang lên. Lôi đình. Ngay sau đó lại lần nữa vang lên nói chuyện thanh, hô lên lôi đình hai chữ. Ầm vang, răng rắc sát. Sơn cốc trên không phía chân trời bỗng nhiên tiếng sấm chân chính. Tối tăm sơn cốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy trăm nói lôi đình tia chớp. A a a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại là những cái đó sư tử vương thân vệ một đám đi chặn lại hắc báo, bỗng nhiên bị lôi đình tia chớp đánh trúng, hóa thành cháy đen thi thể tin tức ở đại địa, lôi đình mấy trăm nói rớt xuống, không chỉ có riêng công kích 30 cái thông ngộ nhất trọng thiên sư tử vương thân vệ còn có những cái đó đạo hạnh tương đối nhỏ yếu yêu tộc, xem như 12 lộ đại yêu thủ hạ.
một đám ở lôi đình dưới kêu thảm ngã xuống tất cả đều thành than cốc. Thình lình xảy ra trời giáng lôi đình, rừng ở sơn cốc thật là dọa người, giữa sân tử hoàng cùng thanh nghiêu, 12 lộ đại yêu chém giết đều không khỏi dừng lại, chấn động vô cùng. Thực hiển nhiên là có cường giả buông xuống. Bởi vì phía trước mọi người đều nghe được kia một tiếng, lạnh băng nói, ngươi chờ đáng chết. Cọp răng kiếm cả người run lên, hắn bỗng nhiên vang lên tiên giới hai đại siêu cấp thế lực tới, hơn nữa là nhân tộc thế lực, toàn bộ tiên giới có thể triệu hoán lôi đình chi uy, chỉ có trong truyền thuyết tiên giới cơ gia cùng lôi phạt thiên tôn thế lực. Như thế khổng lồ lôi đình triệu hoán, có lẽ cũng chỉ có này hai nhà thế lực cường giả mới có thể thi triển ra đến đây đi. Bất quá nơi này là dị vực giới, cơ gia cùng lôi phạt thiên tôn thế lực đều là nhân tộc. Mà nhân tộc cường giả thế lực cùng dị vực giới năm đại đầu sỏ nhưng đều từng có ước định, hai bên sẽ không quá giới chém giết, nếu không sẽ là hai tộc đại chiến. Chẳng lẽ là nhân tộc muốn toàn diện tiến công dị vực giới? Liền ở cọp răng kiếm trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lôi đình chi uy bình ổn đi xuống, nhưng lại là giữa sân nửa ngày không đột nhiên bộc phát ra ngũ quang thập sắc chói mắt quang mang tới, ngay sau đó một bóng người từ giữa mà ra. Là cái đầu bạc thanh niên chắp tay sau lưng huyền phù ở thiên. Cọp răng kiếm nheo lại mắt nói, các hạ chính là lôi phạt thiên tôn thế lực người. Nhân tộc cùng ta yêu tộc dị vực giới nhưng có ước định, người chẳng lẽ là muốn khơi mào hai tộc đại chiến không thành. Lôi phạt thiên tôn thế lực tính cái rắm. Đầu bạc thanh niên tuôn ra một tiếng thô khẩu, thiếu chút nữa bị sặc chết cọp răng kiếm, hắn cũng là đường đường thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu, tu luyện năm tháng xa xăm, kiến thức bất phàm, là sống thấy lâu cái loại này cấp bậc yêu, nhân tộc cường giả tự nhiên gặp qua. Cũng đánh quá giao tế, chưa từng thấy quá người như vậy. Nhưng chính là lúc này, một tiếng kích động mang theo khóc nức nở thanh âm vang lên, chủ. Chủ nhân, lão nghiêu nhưng tính nhìn thấy ngài. Lão nhân tự nhiên là chạy tới Dương Mẫu Nhân. Thanh nghiêu thấy rõ ràng từ ngũ quang thập sắc trung đi ra Dương Nghị Vân, ngao gào lên, vèo một chút phi thân mà đi, hóa thành hình người quỳ gối ở trên hư không. Bái kiến chủ nhân. Hắc báo cùng giữa sân một ít đại yêu nhận ra Dương Nghị Vân. Một đám kích động thăm viếng. Tại đây chờ bị người, Nga không bị yêu khi dễ dưới tình huống, nhìn đến môn chủ xuất hiện, liền tính là yêu cũng kích động. Hơn nữa tại hạ giới vân môn thời điểm, Dương Nghị Vân mang theo bọn họ cùng nhau chinh chiến quá, lại là đều đối Dương Nghị Vân có sùng bái chi tình, mấy ngàn năm không gặp, lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là ở bọn họ bị khi dễ thời điểm xuất hiện, này đó đại yêu tự nhiên kích động. Nói thật Dương Nghị Vân cũng đồng dạng kích động a. Nguyên bản cho rằng lần này tìm được là tử hoàng một cái, không nghĩ tới thanh nghiêu cũng ở, còn có một ít ngày xưa đại yêu cũng ở, một đám quen thuộc gương mặt có 100 nhiều hào. Nghe này đó đại yêu thăm viếng nhìn bọn họ biểu tình kích động chi sắc, Dương Nghị Vân nâng thanh nghiêu lên, cũng đối với những cái đó quỷ gối đại yêu đạo, hảo hảo hảo, có thể nhìn thấy ngươi chờ, ta thực vui mừng, đều đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân, thanh nghiêu đi đầu đứng dậy. Giờ phút này thanh nghiêu ngẩng đầu lên. Dương Nghị Vân mới phát hiện thanh nghiêu khóe miệng có vết máu. Hiển nhiên là bị thương. Nhìn như uy vũ thanh nghiêu lại lợi hại, cũng chỉ là thông ngộ nhị trọng thiên đạo hạnh, cũng kinh không được vài cái cùng cấp bậc đại yêu công kích a, bị thương không thể tránh được. Dương Nghị Vân ánh mắt mị lên, vươn tay ở thanh nghiêu bả vai một phách, tức khắc bàn tay hạ 10 ánh sáng màu vượng đại tác phẩm. Mà thanh nghiêu lại là trừng lớn trong mắt. Đôi mắt nhìn về phía Dương Mẫu Nhân thời điểm ở mạo ngôi sao a. Hắn thương thế là nội thương a, vừa rồi ngạnh sinh sinh kháng hạ vài cái thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu đả kích, nội cốt đều chặt đứt vài căn, hơn nữa yêu lực còn thừa không có mấy, nhưng lại ở chủ nhân phất tay chi gian, hắn thương thế nhanh chóng khôi phục, vừa rồi tiêu hao không còn pháp lực cư nhiên cũng nháy mắt khôi phục. Này, thanh nghiêu thập phần xác định chủ nhân không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, mà gần là phất tay chi gian bàn tay hội tụ pháp lực, liền như vậy nhẹ nhàng một phách bờ vai của hắn. Sau đó hắn thương thế khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể tiêu hao pháp lực cũng khôi phục lại đây. Thanh nghiêu tự tu luyện tới nay đối với chữa thương khôi phục pháp lực nhận chi đều là thiên tài địa bảo đan dược thượng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giơ tay chi gian pháp lực thế nhưng cũng có thể so với cao giai tiên đan nông nỗi. Hắn thực xác định chủ nhân này giơ tay chi gian chính là hội tụ pháp lực, không phải cái gì thiên tài địa bảo cùng đan dược. Thiên nột. Mấy ngàn năm không thấy chủ nhân khi nào trở nên như thế lợi hại. Thanh nghiêu trong lòng kích động a. Dương Nghị Vân thấy được thanh nghiêu kia lửa nóng ánh mắt, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản là vừa mới chính mình phất tay chi gian giúp hắn chữa thương khôi phục pháp lực thủ đoạn mà thôi.
Sở Lời nói thật đối với hắn vừa rồi thủ đoạn, liền tính là chính hắn cũng là không nghĩ tới quá, có một ngày hắn còn có thể như thế chữa thương khôi phục pháp lực. Này hết thảy đều nguyên tự với trong cơ thể hấp thu cất chứa trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng duyên cớ. Này đó năng lực chính hắn cũng chưa nghĩ đến quá, nhưng hiện tại đều biến thành sự thật. Bất quá này cũng không khó lý giải. Sở hữu trong thiên địa thiên tài địa bảo, bản chất đều là thiên địa chi gian các loại thiên địa thuộc tính lực lượng dựng dục tầm bổ mà xuất hiện, thiên địa vạn vật căn nguyên chính là thiên địa chi gian lực lượng chi nguyên. Mà hắn lại là đem thiên địa chi gian ngũ hành thuộc tính chi lực, không gian, phong vân, lôi đình chí âm cùng chí dương 10 đại thuộc tính lực lượng cất chứa với trong cơ thể, bực này cùng với đem dựng dục cùng tầm bổ vạn vật năng lực dọn vào trong cơ thể. Thế cho nên trong thân thể hắn tự nhiên mà vậy có được bực này vượt quá tìm siêu, vượt qua tưởng tượng lực lượng cùng năng lực. Đương nhiên mới đầu hắn không biết, nhưng lại ở 10 loại thiên địa chi lực dung hợp cùng thể sau, chậm rãi thể hiện rồi ra tới, kỳ thật 10 đại thiên địa chi lực công hiệu hòa hảo chỗ hắn suy đoán không đơn giản chỉ là chữa thương như vậy một chút, còn có rất nhiều hắn không phát hiện, cái này đảo cũng không nóng nảy, có rất nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu phát hiện ra tới. 10 loại thiên địa thuộc tính bất đồng lực lượng dung hối ở bên nhau liền đã xảy ra cự đại hóa học phản ứng. Chỗ tốt là Dương Nghị Vân làm 10 loại lực lượng lẫn nhau chi gian đạt tới lẫn nhau khắc chế lại ở đồng thời lẫn nhau phụ trợ đại cân bằng, cho nên mới bình yên vô sự, hơn nữa đã xảy ra hắn không nghĩ tới rất tốt chỗ. Hắn không biết chính là, này đó lực lượng trừ bỏ tiểu cân bằng ngũ hành lực lượng ở ngoài, nhiều một loại hoặc là thiếu một loại, bị hấp thu tiến trong cơ thể sau nhẹ thì trọng thương, nặng thì chí mạng. Cũng may hắn may mắn chính là hắn bản thân chính là thập toàn thập mỹ căn cơ thể chất. Hoàn toàn là đối với thể chất tới hấp thu 10 loại lực lượng, không nhiều không ít, cũng đều cảm ứng được sau thành công hấp thu tiến vào trong cơ thể, mới không có phát sinh không thể khống chế sự tình. Đây cũng là các loại điều kiện hội tụ ở bên nhau đại cơ duyên, có thể nói là hắn may mắn. Thập toàn thập mỹ thể chất, siêu việt tiên giới trình tự tu luyện công pháp, càn khôn trong ngoài công, cường đại nguyên thần từ từ nhân tố thêm ở bên nhau, mới có hắn như vậy một cái quái vật, thiếu liếc mắt một cái đều không được. Thiên địa chi gian cũng chỉ phải có hắn như vậy một cái quái vật mới có thể làm được, cũng đủ điều kiện làm được. Cho nên Dương Mẫu Nhân không biết chính là, hắn thật sự là cái rất may vận người. Cùng Thanh Ngưu nói chuyện qua lúc sau, Dương Nghị Vân ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tử Hoàng. Hắn từ lúc bắt đầu liền thấy được Tử Hoàng, ở Thanh Ngưu chờ đại yêu hành lễ thời điểm, Tử Hoàng cũng không có lại đây, mà là một hồi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến giờ phút này. Hắn nhìn về phía Tử Hoàng thời điểm, Tử Hoàng lại là không có khôi phục hình người, mà là như cũ là tử kim chuột bản thể, căn bản nhóm liền nhìn không tới nàng biểu tình là cái dạng gì. Bất quá Dương Nghị Vân lại là nhiều ít đoán được. Đối với kết cục như vậy, hắn sớm nghĩ đến quá. Chỉ là chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là hiện lên một tia mất mát, hắn rõ ràng, Tử Hoàng đây là cùng hắn phân rõ giới tuyến. Nhưng này một sợi mất mát cũng gần là chợt lóe mà qua liền thản nhiên. Bởi vì lúc trước tại hạ giới đụng tới Tử Hoàng thời điểm, bản thân Tử Hoàng chính là tiên giới cường đại sinh linh hạ giới trùng tu cường đại tồn tại, hiện giờ nhìn đã là thông ngộ tam trọng thiên tu vi Tử Hoàng, Dương Nghị Vân một chút đều không kỳ quái. Sinh mệnh chi thủy tác dụng ở các nàng mỗi một cái phi thăng tiên giới thời điểm cũng đã biến mất, các nàng chi gian chủ tớ quan hệ cũng ngoài ý muốn biến mất. Tử Hoàng có nàng chính mình lựa chọn, này thực bình thường. Hắn Dương Nghị Vân cũng không phải cái loại này chân chính ở phương diện này lòng dạ hẹp hòi người. Đã từng tại hạ giới lấy sinh mệnh chi thủy đi khống chế này đó đại yêu, đó là bởi vì hắn không có biện pháp, bị lúc ấy tu chân giới mấy đại tông môn bức bách, hắn yêu cầu cường đại thế lực cùng thủ hạ, cho nên mới đi khống chế Tử Hoàng từ đại yêu, có thể nói cũng là tình thế bắt buộc. Nói đến cùng Tử Hoàng chờ này đó đại yêu đều là hắn năm đó tại hạ giới vân môn công thần, có công lao cũng từng có khổ lao. Hiện giờ Tử Hoàng làm ra chính mình lựa chọn, Dương Nghị Vân không lý do đi quái nàng. Đương nhiên nguyện ý lưu lại hắn càng cao hứng, không muốn lưu lại hắn cũng không bắt buộc. Mà Tử Hoàng trên thực tế chính là cái loại này tâm cao khí ngạo hạng người, nàng ở nào đó thời đại nhất định là cái có chuyện xưa người, sử dụng không nghĩ ở cùng Dương Nghị Vân chi gian có chủ tớ quan hệ, điểm này Dương Nghị Vân lý giải nàng. Và lại, hiện giờ hắn tâm thái tâm cảnh thượng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cũng ở vận mệnh chú định ngây thơ cảm ứng đã biết một tia thiên đạo biến hóa, liền càng sẽ không đi có cái gì oán trách. Nhìn Tử Hoàng Dương Nghị Vân cười cười nói, Tử Hoàng mấy ngàn năm không thấy, như thế nào mới lạ. Ta chưa từng có đem các ngươi trở thành quả nô bộc,
lão bằng hữu gặp nhau ngươi không lời gì để nói sao? Những lời này chính là ở nói cho Tử Hoàng, ngươi tưởng như thế nào làm, ta Dương Nghị Vân tuyệt đối không miễn cưỡng, đều tôn trọng ngươi lựa chọn, hơn nữa ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu, ta cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi không cần như thế một bộ không dám đối mặt ta bộ dáng. Tử Hoàng nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là cả người run lên. Lúc này Thanh Nghiêu nhịn không được tức giận nói, chủ nhân Tử Hoàng nàng. Cầm miệng Dương Nghị Vân đánh gãy Thanh Nghiêu, hắn tự nhiên biết Thanh Nghiêu muốn nói gì. Là Thanh Nghiêu ngoan ngoãn cầm miệng. Lúc này Tử Hoàng nhìn Dương Nghị Vân toàn thân màu tím kim quang lập lòe, ngay sau đó hóa thành hình người, cùng năm đó gương mặt bất đồng, lại là một cái một thân áo tím lãnh diễm nữ tử, mở miệng ngắn gọn nói, nhiều. Đa tạ ngươi lý giải, ta, có chính mình đại đạo phải đi. Tử Hoàng nói xong, dừng một chút còn nói thêm, Khổng Thước cùng Hỷ Thước còn có một ít năm đó vân môn yêu tộc ta an bài ở một cái khác địa phương, các nàng đang bế quan tu luyện, Thanh Nghiêu biết địa phương. Dương Nghị Vân biết Tử Hoàng đây là ở còn người một nhà tình, năm đó sinh mệnh chi thủy tăng lên nàng huyết mạch nhân tình, cũng là ở hiểu biết hắn cùng nàng chi gian nhân quả. Cứ việc sinh mệnh chi thủy là khống chế nàng, khá vậy thành tựu nàng. Ân lớn hơn oán, đây là tu luyện nhân quả quan hệ. Đa tạ Dương Nghị Vân xem như tiếp nhận rồi này phân nhân quả, hiểu biết hắn cùng Tử Hoàng chi gian ngày xưa nhân quả. Tử Hoàng đa tạ đạo hữu thành toàn, ngày nào đó lên trời lộ, Tử Hoàng chờ đợi cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Giờ phút này Tử Hoàng trong lòng như là buông xuống một khối tảng đá lớn, nói chuyện nhẹ nhàng lên, nhưng cũng như là cấp ra một cái hứa hẹn. Hảo, ta cũng có câu nói cho ngươi. Dương Nghị Vân cười cười nói. Mời nói, Tử Hoàng hơi hơi khom người. Vân môn đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ta Dương Nghị Vân bằng hữu, vĩnh viễn có ngươi Tử Hoàng một vị trí. Dương Nghị Vân đồng dạng nhẹ nhàng nói chuyện. Đa tạ Tử Hoàng cả người run lên. Đúng lúc này, một bên 12 lộ đại yêu, chịu không nổi, mẹ nó đột nhiên toát ra này nhân tộc tiểu tử, là cái quỷ gì, hiện tại nhìn qua chính là một cái tiên tôn đỉnh không có nhập thông ngộ tiểu gia hỏa mà thôi. Cọp răng kiếm hiện tại đều tại hoài nghi, vừa rồi kia dọa người lôi đình có phải hay không tiểu tử này làm ra tới. Nhân tộc tiểu tử ngươi tới ta sư tử vương địa bàn giết ta yêu chúng, là ý gì? Hôm nay không cho một cái cách nói, bổn tọa ăn ngươi đương điểm tâm. Cọp răng kiếm cuồng ngạo nói chuyện, bày ra ra yêu tộc thô cuồng phong cách hành sự. Hắn nhìn cả buổi cái này đầu bạc tiểu tử chính là cái tiên tôn mà thôi, không phải thông ngộ, trong lòng yên tâm. Cho nên cũng mở miệng cuồng ngạo lên. Dương Nghị Vân đạm đạm cười nói, tới tìm yêu, cũng tới sát yêu. Hắn tự nhiên biết này đầu cọp răng kiếm trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản là nhìn đến hắn là cái tiên tôn đại đỉnh, thông ngộ tu vi đều không đến sau, lá gan lớn lên. Mà hiện tại hắn căn bản liền không cần đối này đó yêu tộc có cái gì che giấu. Thực minh bạch nói cho bọn họ, anh em trong lòng khó chịu liền phải giết các ngươi. Cuồng ngạo tự đại, nho nhỏ nhân tộc tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Chính là các ngươi nhân tộc cao giai thông ngộ tiến đến ta dị vực giới, cũng đến ước lượng, ngươi xem như thứ gì, cho ta sát, một cái đều đừng buông tha. Cọp răng kiếm hạ lệnh, bốn phía đại yêu lại một lần sủng sủng muốn động mà thôi. Bất quá bên ngoài yêu tộc đều bị Dương Nghị Vân một hồi lôi đình đánh chết, hiện tại giữa sân dư lại chính là 12 lộ đại yêu, cũng đều xem như cường giả đại yêu. Pi, một tiếng phượng minh vang lên, tiểu phượng hoàng xuất hiện ở giữa sân. Ngay sau đó là Huyết Ưng, Miêu Ưng, Anh Vũ, Thử Vương, Than Đen cùng tám đại phi ưng thân vệ xuất hiện. Trừ bỏ Thử Vương, tất cả đều là thông ngộ cấp bậc đại yêu. Tiểu Phượng Hoàng hơi thở càng là cường đại vô cùng, uy áp phát ra toàn trường, càng là hóa thành bảy màu Phượng Hoàng, đẹp thả lại uy phong. Đây là Phượng Hoàng. Cọp răng kiếm trên mặt biến đổi, lại đi xem Huyết Ưng, càng là ánh mắt trầm xuống. Huyết Ưng ngươi không ở Phi Ưng Sơn mang theo tới ta sư tử vương đế địa bàn muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi Phi Ưng Sơn muốn cùng chúng ta sư tử vương khai chiến? Đều là dị vực giới đầu sỏ dưới tòa đại yêu, cọp răng kiếm tự nhiên nhận được Huyết Ưng chờ đại yêu, chỉ là không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện một con thần cầm Phượng Hoàng. Đang nói chuyện đồng thời cọp răng kiếm trong tay một phen một đạo yêu khí mịt mờ thả ra tận trời mà đi, hắn đây là lại viện binh, sư tử vương sàn xe tỏa chấn cường giả bên ngoài thượng là hắn. Nhưng chân chính tọa trấn chính là sư tử vương nhất tộc. Ở sư tử vương đạo tràng hàng năm bế quan tu luyện còn có tam đầu sư tử, kia mới là chân chính sư tử vương tọa hạ đạo tràng cường giả. Thần cầm Phượng Hoàng xuất hiện, hắn trong lòng giống không được, thậm chí có chút sợ hãi lên,
giữa sân Phượng Hoàng phát ra uy áp hơi thở tuyệt đối có thông ngộ bốn trọng thiên tu vi, có lẽ còn muốn cao. Hắn tính toán đâu ra đấy mới là tam trọng thiên đỉnh, liền tính là hơn nữa mặt khác đại yêu sợ là cũng không đủ xem, càng nhưng khí chính là Phi Ưng Sơn đại yêu thoạt nhìn toàn thể xuất động, đây là muốn làm gì? Muốn toàn lực tấn công sư tử vương đạo tràng không thành. Dù sao cọp răng kiếm cùng giữa sân mặt khác đại yêu hư. Đây là muốn làm gì a? Thần cầm Phượng Hoàng ra tới khi dễ người a, Nga không phải yêu a. Thế giới này cư nhiên mẹ nó còn có thần cầm Phượng Hoàng tồn tại, đây là làm gì nha? Khi dễ yêu a. Trọng điểm là này hết thảy còn quay chung quanh ở cái này đầu bạc nhân tộc tiểu tử trên người a. Cọp răng kiếm không biết này đó Phi Ưng Sơn đại yêu cơ hồ như thế nào sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn xuất hiện vẫn luôn thần cầm Phượng Hoàng, đều quay chung quanh ở cái này nhân tộc tiểu tử bên người, có phải hay không Phi Ưng Sơn cùng nhân tộc đại thành cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Một chút có khả năng a. Mặc kệ là tiên giới những cái đó đầu sỏ vẫn là dị vực giới năm đại đầu sỏ, đều đi lên trời lộ không ở trở về, này cũng biểu thị về sau sẽ xuất hiện không thể đoán trước đại loạn tử. Dị vực giới yêu tộc cùng tiên giới nhân tộc chi gian quan hệ ước định, trong đó cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Trong tay viện binh tín hiệu đã phát ra đi, cọp răng kiếm trong lòng cũng kiên định, hắn biết tọa trấn kia ba vị đại gia Nga không lớn sư tử nhất định trở về. Bởi vì dị vực giới phương Đông là sư tử vương địa bàn, là bọn họ hỏa diễm sư tử nhất tộc căn cơ, nếu là hôm nay mặc kệ, làm Phi Ưng Sơn diệt bọn hắn 12 lộ đại yêu, chẳng khác nào là điên đảo bọn họ hỏa diễm sư tử căn cơ. Tuy rằng sư tử vương không hề, nhưng đạo tràng vẫn là muốn bảo hộ. Kế tiếp, cọp răng kiếm trong lòng cân nhắc hẳn là làm sao bây giờ. Phi Ưng Sơn này đó bẹp mau xúc sinh đến lúc đó hảo thuyết, nhưng kia đầu Phượng Hoàng hiển nhiên hắn là không nắm chắc đối phó. Nhìn tới nhìn lui chỉ có trước mắt Dương Nghị Vân là cái tiên tôn mà thôi, liền tính là tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, nhưng chung quy là cái tiên tôn mà thôi, không phải thông ngộ. Hắn cọp răng kiếm chính là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh cường đại yêu tiên, đối phó này nhân tộc tiểu tử hẳn là không khó. Xem thế cục, xuất hiện Phượng Hoàng cùng Phi Ưng Sơn này đó đại yêu đều cùng tiểu tử này có điểm quan hệ. Nếu là đem tiểu tử này bắt lấy đâu? Thế cục có thể hay không hảo điểm? Chờ tam đại sư tử đã đến, vậy ổn thỏa. Cọp răng kiếm trong lòng như vậy cười, ngay sau đó liền nghe đầu bạc tiểu tử nói, san hồng các ngươi đừng động, cho ta gác. Đừng làm cho một cái chạy đi, nơi này ta có thể ứng phó. Gì, cọp răng kiếm tức khắc vui sướng, tiểu tử này lời này vừa nói ra, chẳng phải là càng thuyết minh, hắn cùng tiểu Phượng Hoàng cùng với này đó Phi Ưng Sơn đại yêu có quan hệ. Quả nhiên Dương Nghị Vân một mở miệng, Phượng Hoàng cùng Phi Ưng Sơn những cái đó đại yêu đều ngừng lại. Càng chứng minh rồi này đó yêu tộc cùng tiểu tử này quan hệ, cũng thuyết minh này đó đại yêu nghe tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có cái gì sắc bén thủ đoạn? Không khỏi cọp răng kiếm trong lòng lại có chút phạm nói thầm, hắn hai mắt tụ thần lại lần nữa xem Dương Nghị Vân. Lấy hắn thông ngộ tam trọng thiên đỉnh tu vi cơ hồ đem Dương Nghị Vân nhìn thấu triệt, này tiểu như cũ là tiên tôn đại đỉnh, không có nhập thông ngộ. Không tật xấu a, cái này yên tâm. Hảo liền lấy tiểu tử này khai đao, chỉ cần đem tiểu tử này bắt lấy, này đó Phi Ưng Sơn đại yêu cùng Phượng Hoàng. Khả năng sẽ ném chuột sợ vỡ đổ đi. Nghĩ đến đây cọp răng kiếm bỗng nhiên động. Không hề có cường giả phong phạm cùng thể diện, hoàn toàn chính là đánh lén a. Quá không biết xấu hổ. Huyền phù ở mấy chục mét ở ngoài Huyết Ưng tức khắc giận dữ, gào giống, môn chủ cẩn thận, bệnh lão hổ ngươi mẹ nó vô sỉ a. Nhưng mà cọp răng kiếm là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu, lúc này nhắc nhở Dương Nghị Vân tựa hồ cũng đã muộn. Huyết Ưng trong lòng buồn bực a. Nói thầm Dương Nghị Vân, ngươi nói ngươi làm cái gì yêu a, trang cái gì bức a, ngươi làm chúng ta thượng, tốt xấu có thể một trận chiến a, một hai phải làm chúng ta dừng lại, cái này không hảo, cọp răng kiếm đánh lén dưới, ngươi muốn xong đời tích. Huyết Ưng đang xem một bên đã hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng tiểu Phượng Hoàng tựa hồ cũng không bất luận cái gì lo lắng. Đừng lo lắng, ta ca không thiệt thòi được tiểu Phượng Hoàng nói thực đạm nhiên. Huyết Ưng sửng sốt, nhưng ánh mắt trước sau lưu ý ở đây chung. Hắn là ở không rõ Dương Nghị Vân như thế nào tránh thoát cọp răng kiếm đánh lén. Nhưng mà, ngay sau đó Huyết Ưng liền sợ ngây người, bốn phía sở hữu đại yêu đều sợ ngây người. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng vang lên, a như thế nào nhưng. Mặt sau một cái, có thể tự không ở phát ra tới. Lại là ở đây mặc kệ là Phi Ưng Sơn đại yêu,
vẫn là sư tử vương tọa hạ 12 lộ đại yêu mau chừng ra trong mắt. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến cọp răng kiếm vèo một chút biến mất nhằm phía Dương Nghị Vân, đối Dương Nghị Vân đánh lén. Này ở cho nên đại yêu trong mắt, đừng nói Dương Nghị Vân đây là một cái tiên tôn, liền tính là cùng cọp răng kiếm đạo hạnh tề bình thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu, cũng tránh không khỏi cùng cấp bậc đánh lén. Chính là, quỷ dị xuất hiện. Giữa sân Dương Nghị Vân trên người bùng nổ ngũ quang thập sắc vầng sáng, chói mắt vô cùng dựng lên. Ngay sau đó đó là hét thảm một tiếng vang lên. Vầng sáng ngay lập tức tan đi. Nhưng đại gia lại nhìn đến, đường đường sư tử vương tọa hạ bên ngoài ngồi chấn đệ nhất cao thủ cọp răng kiếm, thông ngộ tam trọng thiên đỉnh cường đại cao thủ, lại là, bị Dương Nghị Vân trắng nõn như ngọc tay, một tay nhéo vào trong tay. Là, một tay a, sao có thể, chúng yêu cho rằng đôi mắt hoa, xuất hiện ảo giác. Nhưng bỗng nhiên dụi mắt lúc sau, trong sân biến hóa như cũ không thay đổi. Dương Nghị Vân một tay bóp cọp răng kiếm cổ hình ảnh như là dừng hình ảnh giống nhau, động cũng chưa động. Ngô ngô ngô. Ngay từ đầu đi, cọp răng kiếm còn nói ra bốn chữ, sao có thể, Nga không đúng, cuối cùng một cái có thể tự cũng chưa ra tới, đã bị Dương Nghị Vân một tay bóp chặt cổ ở cũng nói không ra lời, hiện tại chỉ có thể phát ra ngô 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 thanh. Đôi mắt đi, tràn ngập không thể tin tưởng cùng hoảng sợ chi sắc, cả người đều đang run rẩy. Tựa hồ là gặp quỷ giống nhau. Hắn không ngừng một lần xem xét quá Dương Nghị Vân chính là một cái không có thông ngộ tiên tôn mà thôi, nhưng lại là giờ phút này nắm cổ hắn. Lại sau đó nữa cổ hắn tuy rằng đều có thể bị Dương Nghị Vân cắt đứt. Cọp răng kiếm lúc này hình người là cái bưu hãn đại hán, cái đầu ước chừng đạt tới 3 mét cao, yêu tộc hóa hình thân thể dị thường cao lớn, mà Dương Nghị Vân còn lại là gầy yếu đáng thương, nhưng lại một tay bắt được cọp răng kiếm cổ, hình ảnh là đánh sâu vào rất nhiều đại. Cọp răng kiếm trong mắt vốn dĩ liền đại, lúc này bị Dương Nghị Vân một tay nhéo lớn hơn nữa, hai mắt tràn ngập tơ máu, này song mắt to chung sợ hãi, hối hận. Hắn hồi ức vừa rồi, cả người đều ở lạnh lẽo a. Chỉ nhớ rõ vừa rồi hắn đánh lén Dương Nghị Vân, ở sắp tiến vào Dương Nghị Vân bên người 3 mét thời điểm, liền thấy Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra ngũ quang thập sắc vầng sáng, chói mắt đến không mở ra được hai mắt, theo bản năng nhắm lại hai mắt, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy thân thể một trọng. Thân thể giống như là lọt vào vũng bùn. Cọp răng kiếm vội vàng đi giãy giụa, nhưng càng là giãy giụa thân thể liền càng nặng, chẳng sợ hắn thúc giục cả người pháp lực cũng đều không làm nên chuyện gì, không chờ phản ứng lại đây hết sức, một bàn tay có chút lạnh lẽo tay liền véo ở hắn trên cổ. Toàn thân trong vòng chen chúc vào được vô cùng khổng lồ thiên địa chi lực, đáng sợ là cư nhiên ước chừng đạt tới 10 loại nhiều, ngay lập tức chi gian đem trong thân thể hắn rót mãn, hơn nữa phong ấn lên. Hắn biết rõ trong cơ thể vọt vào 10 loại bất đồng thuộc tính lực lượng sẽ phát sinh chuyện gì, thiếu một chút hướng loạn hắn yêu đan, nhiều muốn đan nổ mạnh đều có khả năng. Đương nhiên thông ngộ cấp bậc cũng không phải là yêu đan mà là yêu hạch. Như vậy hạ, hắn yêu hạch trong vòng liền vọt vào đi 10 loại bề bộn khổng lồ cuồn cuộn thiên địa chi lực. Cuồn cuộn không ngừng a. Cái này xong đời. Cọp răng kiếm phát ra âm thanh tới. Toàn tỉnh trong ngoài đều là một cổ chưa từng có tiếp xúc quá lực lượng cấp bao vây lấy phong ấn, trong cơ thể còn ở chui vào 10 loại thuộc tính lực lượng, chính là theo Dương Nghị Vân cánh tay từ hắn cổ cứng sinh sôi đi vào. Cọp răng kiếm ánh mắt tràn ngập cầu xin nhìn về phía Dương Nghị Vân. Nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân đạm đạm cười nói, đối với địch nhân, tay của ta mềm không được, tưởng ngươi đường đường thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu cư nhiên cũng không biết xấu hổ đánh lén, vốn dĩ ta còn nghĩ cùng ngươi chính diện một trận chiến đấu. Chính là chính ngươi tìm đường chết không biết xấu hổ, vậy chớ có trách ta. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi, đến nỗi ngươi vừa rồi phóng xuất ra một tia yêu lực bay đi ra ngoài, hẳn là viện binh đi đi. Ha ha, không quan hệ, ta đâu, thật tốt lĩnh ngộ ra một ít hoàn toàn mới đồ vật tới, cũng yêu cầu tìm người Nga không, tìm yêu nghiệt thử xem tay, tới cũng hảo, hảo nói xong, đưa ngươi lên đường đi. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói xong, ở giữa không trung buông lỏng ra cọp răng kiếm cổ. Ngay sau đó cọp răng kiếm thân thể xuống phía dưới tin tức mà đi. Bốn phía sư tử sơn đại yêu nhìn đến Dương Nghị Vân buông ra cọp răng kiếm trong lòng lỏng một khắc khởi, tức khắc có một người thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu bay vọt mà đi, một chút đem cọp răng kiếm tin tức thân thể tiếp được. Đã có thể ở ngay lúc này, tên này đại yêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng buông ra cọp răng kiếm, lập tức liền phải trốn, bởi vì hắn phát hiện cọp răng kiếm trong cơ thể ẩn chứa một cổ làm hắn kinh hồn táng đảm hơi thở. Tựa hồ muốn nổ mạnh. Kết quả xong rồi a. Ầm vang.
A. Cọp răng kiếm thân thể nổ mạnh. Đầy trời huyết vụ A. Tên kia thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu cũng bị lan đến, kêu thảm thiết một tiếng, bị này cọp răng kiếm nổ mạnh sống sờ sờ nổ thành dập nát. Toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, Dương Nghị Vân thế nhưng cường hãn như vậy. Đường đường thông ngộ tam trọng thiên đỉnh cọp răng kiếm một bàn tay bị thanh bị bắt lấy, phiên tay chi gian buông ra, lại là thân thể nổ mạnh. Nổ mạnh còn chưa tính, còn kéo một cái thông ngộ nhị trọng thiên đại yêu đệm lưng. Người sau là chết thật oan uổng. Đi cứu cọp răng kiếm, kết quả bị cọp răng kiếm tự bạo dưới, chính hắn đều đáp đi vào. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là toàn trường sở hữu đại yêu đều không có thấy rõ ràng Dương Nghị Vân là như thế nào ra tay. Chỉ là thấy được hắn toàn thân bùng nổ 10 ánh sáng màu màu, có chút nhạy bén đại yêu lại là cảm nhận được, 10 loại sắc thái là trong thiên địa 10 loại thuộc tính chi lực. T. Nhịn không được hít hà một hơi, 10 đại thiên địa thuộc tính chi lực dung với một thân. Thiên, hắn là làm như vậy đến, như thế nào không nổ tan xác mà chết. Quái vật A. Tiểu tử này mới là yêu đi. Đường đường cọp răng kiếm liền như vậy cho hắn lồng chết. Sư tử vương tọa hạ rất nhiều đại yêu khó có thể tin. Đừng nói bọn họ, liền tính là Phi Ưng Sơn này nhất bang đại yêu đều rất khó tin tưởng hai mắt của mình. Phía trước cùng Dương Nghị Vân ở Phi Ưng Sơn cấm địa tiếp xúc quá, hắn là có điểm quái, thủ đoạn có sắc bén, nhưng cũng không có đạt tới có thể nghiền áp cọp răng kiếm trình độ A. Huyết Ưng, Miêu Ưng, Anh Vũ. Than đen thậm chí tiểu phượng hoàng thử vương từ từ nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm cũng đều là đồng tử co rút lại. Quá không thể tưởng tượng. Chi chi ca ca uy vũ. Giờ phút này lại là điêu nhi hoan hô một tiếng, đánh vỡ toàn trường yên tĩnh. Chủ nhân khí phách. Không hổ là Ngô chủ, lợi hại. Bất luận cái gì thời điểm đều là không thiếu vua nịnh nọt, liền không bằng than đen cùng thử vương. Ta nói các ngươi còn không dưới quỷ thần phục sao. Chẳng lẽ cũng muốn chết vô toàn thây? Than đen lúc này có điểm cáo mượn oai hùng hướng về phía 12 lộ đại yêu liền giống. Đương nhiên, lúc này 12 lộ đại yêu dư lại 10 cái. Đi theo Dương Nghị Vân lúc sau, Hắc Nham liền hiểu biết đến, chủ nhân ở hỗn loạn tiên vực có cái vân môn, yêu cầu một ít thông ngộ cấp bậc cao thủ đi chấn bãi, cho nên hắn biết này đó đại yêu có thể trở thành giống hắn giống nhau tồn tại. Lời này một chỗ, giữa sân dư lại 10 cái đại yêu lại là sắc mặt biến đổi. Cao ngạo yêu tộc đại yêu, đi thần phục một nhân tộc, đây là đối bọn họ vũ nhục. Nhưng, không thần phục nói, sẽ chết a. Dương Nghị Vân phiên tay chi gian liền cường đại cọp răng kiếm đều cấp chấn áp tan thành mây khói, huống chi là bọn họ. 10 cái đại yêu chung 4 cái thông ngộ nhất trọng thiên, 3 cái thông ngộ nhị trọng thiên, 2 cái tam trọng thiên lúc đầu, hai mặt nhìn nhau, lại là sắc mặt khó coi vô cùng. Là thần phục vẫn là liều mạng. Thần phục liền ý nghĩa muốn giao ra yêu hồn ấn ký cấp này nhân tộc tiểu tử, từ đây lúc sau sinh tử đều giao cho người khác, nhưng chỗ tốt là có thể tồn tại. Không thần phục, kia hiển nhiên chính là tử lộ một cái. Không nói đến này nhân tộc cường đại quỷ dị căn bản không phải bọn họ có thể phỏng đoán, liền nói bốn phía Phi Ưng Sơn này đó đại yêu cũng đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thoạt nhìn tất cả đều nghe lệnh với này nhân tộc, bọn họ liều chết phỏng chừng kết cục đồng dạng là cái chết a. Nhưng là... hiển nhiên bọn họ này 10 cái đại yêu không lựa chọn. Có thể tu luyện đến bây giờ, liền tính là yêu, cũng biết quý trọng sinh mệnh a. Hoặc là còn có cơ hội, đã chết mới là xong hết mọi chuyện. Ở sinh tử trước mặt, tiết tháo tính cái rắm. Thần đi phục đi, thần phục còn có thể tồn tại, như vậy nhiều nữ yêu tinh còn không có. Kia gì đâu, một ít tiết tháo bạc nhược đại yêu, trong lòng dao động, như vậy nghĩ đến. Sau đó lẫn nhau liếc nhau, liền phải thăm viếng thần phục, giao ra yêu hồn ấn ký. Nhưng mà liền vào giờ phút này, một tiếng hừ lạnh vang lên, làm 10 cái đại yêu cả người chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hừ, tặc tử thật lớn gan. Tới ta sư tử vương địa bàn, giết ta sư tử vương tọa hạ đại yêu, nho nhỏ nhân tộc, ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao, A Phi không lời này, khụ khụ. Nhân tộc tiểu tử ngươi quá giới, nơi này là dị vực giới. Không phải ngươi nhân tộc nơi. Ầm ầm ầm. Phía chân trời 3 tiếng nổ vang, 3 đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trống rỗng toát ra, hình thành 3 đạo môn hộ. Ngay sau đó lại là 3 cái một đầu hỏa hồng sắc tóc lão giả xuất hiện, đều là hóa hình chi lão giả, nhưng lại các thân thể hùng tráng. Hơn nữa ở Dương Nghị Vân nhìn lại, chính là Tam Bảo Thai A. Rất có Kim Mao sư vương Tạ Tốn phong phạm,
Nga không, là dị vực phiên bản Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Giống nhau như đúc. Hơi thở cũng là giống nhau như đúc. Cường đại hung hãn, uy áp che trời lấp đất phát ra toàn trường, làm giữa sân Thông Ngộ một vài trọng thiên đại yêu đều kế tiếp bại lui, tránh né bọn họ uy áp hơi thở. Tiểu Phượng Hoàng trở lên tới, đi vào Dương Nghị Vân bên người, sắc mặt túc mục nói, ca, bọn họ ba cái đều là Thông Ngộ bốn trọng thiên đỉnh. Phía trước Tiểu Phượng Hoàng đối cọp răng kiếm kia chờ đại yêu không biểu hiện ra quá bất luận cái gì yêu sắc, nhưng hiện tại xác thật có chút nghiêm túc. Dương Nghị Vân hỏi qua Tiểu Phượng Hoàng thời điểm, nàng nói có thể ứng đối bốn ngũ trọng thiên đại yêu, hiện tại xem ra, Tiểu Phượng Hoàng thực lực khả năng chính là Thông Ngộ bốn trọng thiên đỉnh đến ngũ trọng thiên bồi hồi. Mà đối mặt tam đại sư yêu, ba cái thuần một sắc bốn trọng thiên đỉnh, Tiểu Phượng Hoàng có thể là trong lòng không đế có thể toàn bộ bắt lấy đi, hoặc là nói nàng cũng chỉ có thể là đối phó trong đó một cái đi. Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, hắn biết Tiểu Phượng Hoàng ở lo lắng cho mình, trước tiên xuất hiện ở hắn bên người. Hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy, thật là rất mạnh, bất quá ngươi phải tin tưởng ca ca, chờ một lát đưa bọn họ toàn bộ tấu nằm sấp xuống, hẳn là có thể, đi thôi, qua bên kia bảo vệ tốt điêu nhi bọn họ, mặt khác giao cho ta, tam đầu hỏa diễm sư tử, hẳn là sư tử vương tộc nhân, nhìn qua đến là có chút thiên phú dị bẩm, vân môn lại mấy cái trông cửa, đơn giản liền bọn họ tam. Ca, ngươi có thể được không? Thật không cần ta hỗ trợ. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc, nàng cảm thụ nhà mình ca ca từ ở cá trạch trên lưng tu luyện lúc sau, hơi thở cùng cả người đều thay đổi, biến nàng cảm giác rất cường đại, nhưng là... cũng không có cường đại đến đi khiêu chiến ba cái thuần một sắc Thông Ngộ bốn trọng thiên đỉnh đại yêu đi. Ngay cả nàng cái này thần cầm Phượng Hoàng trước mắt mới thôi cũng không nắm chắc đi một lần đối mặt tam đại Thông Ngộ bốn trọng thiên đỉnh đại yêu, huống chi nàng cảm giác trung tam đầu sư tử còn không phải tầm thường hạng người, cũng là cái loại này thiên phú dị bẩm tồn tại. Nhà mình ca ca từ ngày đó lúc sau, cho hắn cảm giác tâm thái đều không giống nhau, đối mặt hết thảy giống như đều là một bộ phong khinh vân đạm, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia hắn phi thường có gấp gáp cảm, nhưng hiện tại Tiểu Phượng Hoàng ở Dương Nghị Vân trên người một chút đều cảm thụ không đến đối mặt cường địch khẩn trương. Đây là thật cường đại. Vẫn là, đầu óc, hỏng rồi. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng nghĩ như vậy đến. Ở nói như thế nào ở Tiểu Phượng Hoàng trong mắt nhà mình ca ca chỉ là tiên tôn A, dù sao còn chưa tới Thông Ngộ đâu, tiên giới tu luyện chi cường giả rừng rậm ngạch cửa, chính là Thông Ngộ, điểm này mặc kệ là người là yêu, thậm chí là mặt khác tu luyện sinh linh đều là chung nhận thức, không đến Thông Ngộ giả nhưng sát Thông Ngộ cường giả, bực này sự, ở Tiểu Phượng Hoàng truyền thừa trong trí nhớ cũng có, nhưng cũng tuyệt đối là lông phượng sừng lân, hơn nữa cũng không có khả năng quá thái quá. Nhà mình ca ca có thể lấy tiên tôn đại đỉnh chém giết Thông Ngộ tam trọng thiên đỉnh, ở nàng nghĩ đến đã là phá lệ hành động vĩ đại, nhưng hiện tại là ba cái thông phòng bốn trọng thiên đỉnh hỏa diễm sư tử, thuần một sắc tu vi, hơn nữa tuyệt đối là có cái loại này thiên phú dị bẩm đại yêu. Thông Ngộ chi cảnh một trọng cao hơn nhất trọng thiên, đây là sở hữu tu luyện giả chung nhận thức. Tiểu Phượng Hoàng thật sự lo lắng, ca ca có phải hay không tu luyện lúc sau đầu óc ra vấn đề. Bất quá đang nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng nhìn đến chính là cường đại tự tin, thực sáng ngời thực thanh triệt, cũng có chân thật đáng tin. Cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng mở miệng nói, ca ngươi cẩn thận một chút. Nàng lui, lựa chọn tin Dương Nghị Vân, bởi vì loại này tràn ngập cường đại tự tin ánh mắt ở nàng trong trí nhớ xuất hiện quá. Ân, đi thôi. Dương Nghị Vân cười cười ý bảo, hắn nếu biết Tiểu Phượng Hoàng trong lòng nghĩ như thế nào hắn, phỏng chừng sẽ hộc máu đi. Bất quá đâu, Dương mẫu nhân chính là tưởng trang bức mà thôi. Hắn tu luyện tới nay, kỳ thật đa số thời điểm đều là bị các loại địch nhân cấp áp chế, trong lòng buồn bực miễn bản có bao nhiêu sâu, mỗi lần đối mặt cường đại địch nhân không phải trốn, chính là có bên cạnh người trợ giúp, tuy rằng đều giải quyết vấn đề. Nhưng thời điểm hắn thật là thực buồn bực. Dần ra này đó buồn bực chi khí, tất cả đều tích lũy ở nội tâm chỗ sâu nhất. Hiện giờ đi. Hắc hắc, cơ hội tới, hắn nếu là không đem này đó tích lũy xuống dưới buồn bực cấp phóng xuất ra tới, khả năng sẽ hộc máu mà chết. Rõ ràng có Tiểu Phượng Hoàng cùng một chúng đại yêu ở, liền tính đối mặt tam đầu sư tử, trận này chém giết kết quả cuối cùng khả năng như cũ hắn thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có tổn thương. Cho nên có thể chính mình giải quyết sự, chính mình giải quyết. Trang, ân, kia gì vẫn là chính mình tới sảng không phải. Hắn áp lực lâu lắm. Thật vất vả có thuận thông ý niệm cơ hội, há có thể buông tha, tâm cảnh đại biến lúc sau,
Dương Mỗ Nhân vẫn là thực thích bị thủ hạ đại yêu dùng lửa nóng sùng bái ánh mắt xem xét, Nga không đối là ngưỡng mộ thích. Đương nhiên hắn tự nhiên biết đối mặt tam đầu Kim Mao sư vương Tạ Tốn, không phải, là tam đầu đại sư tử, hắn sẽ có áp lực, nhưng cũng chỉ là có điểm áp lực, mà thôi mà thôi. Anh em hiện tại nghiêu bức tự tin Vì sao đâu? Bởi vì thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng, bởi vì hắn là thập toàn thập mỹ thể chất căn cơ. Có cái cường đại, hoặc là nói nghịch thiên chỗ tốt là, hắn phát hiện 10 đại thuộc tính lực lượng nhập thể cảm giác, đồng thời tự mang thuộc tính pháp tắc Cái này mới là thật lớn nghịch thiên tự tin. Chẳng qua pháp tắc không viên mãn, không cường đại, nhưng hơn nữa cùng nhau lúc sau phát sinh hóa học hiệu ứng tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng thích. Cho nên hắn cự tuyệt Tiểu Phượng Hoàng hỗ trợ. Trong lòng là Mỹ tư tư. Đối mặt tam đầu đại sư tử, Dương Mỗ Nhân giờ phút này phát hiện chính mình có chút tiện tiện. Ngẩng đầu, mắt lé nhìn lại. Không ngẩng đầu không được tam đầu đại sư tử ở so với hắn cao nhị 30 mét địa phương ở cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Đến nỗi mắt lé, đó là muốn tỏ vẻ đối tam đầu đại sư tử đồng dạng coi rẻ. Dùng quái khang hô, hải Tạ Tốn, phi, ba cái Kim Mao sư vương, phi không phải, dù sao kia ba con lão sư tử, các người xuống dưới đi, các người đừng chạm như vậy cao, ta xương cổ không tốt, nói chuyện mệt. Xuống dưới chúng ta tán gẫu đi, không xuống dưới, chờ hạ ta liền phải tấu các ngươi, ta hiện tại rất lợi hại thích. Dương Mỗ lời này vừa nói ra, tam đầu sư tử mặt già thượng trừ trừ lên, đầy mặt hắc tuyến. Nghĩ thầm thứ này là cái não tàn đi. Không thấy được lão phu Nga không, lão sư nhóm là cường đại hỏa diễm sư tử một mạch, cao quý dị vực giới phương đông đầu sỏ sư tử vương tộc người, là thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh trí cường giả sao. Hơn nữa là tam huynh đệ, tam. Ân, thuần một sắc tiểu tử ngươi hiểu hay không tôn trọng người? Phi tôn trọng sư Còn mẹ nó xương cổ bệnh. Là cái quỷ gì? Còn tưởng tấu chúng ta? Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, liền tính ngươi giết cọp răng kiếm cái kia ngu xuẩn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chúng ta? Chê cười. Liền ở Dương Nghị Vân cùng ba con lão sư tử đối thoại thời điểm, giữa sân dư lại 10 cái đại yêu chung có người mở miệng hô. Ba vị đại vương, tiểu tử này muốn giết chúng ta đúng vậy, tiểu tử này còn muốn cho chúng ta thần phục đâu. Đây là muốn tiêu diệt vong sư tử vương một mạch Đại gia cùng nhau thượng, xử lý tiểu tử này. Lần này 10 cái đại yêu thật giống như là chịu khi dễ tiểu hài tử thấy được gia trưởng tiến đến, có người chống lưng, sau đó đi, khoe khoang lên, ồn ào muốn xử lý Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân vừa nghe gì, dựa theo kịch bản bắt đầu diễn kịch Bất quá hắn ngay sau đó ha hả cười lạnh nói, ta còn chưa nói cho các ngươi thần phục đâu, than đen ngươi về sau đừng nhiều làm, đỡ phải này những tiểu yêu quái khoe khoang, liền này đó rác rưởi tưởng cho ta thần phục làm nô lệ, ta còn chướng mắt đâu, các ngươi nhìn xem đều là gì mặt hàng một đám dưa vẹo táo nứt, nhiều khó coi ngươi khinh người quá đáng, Nga không khinh yêu quá đáng khinh thường chúng ta sao? Chúng ta mẹ nó nhưng đều là thông ngộ đại yêu đâu. Trong đó còn có thông ngộ tam trọng thiên đâu, người đây là người mắt thấy yêu đế. Tức khắc 10 cái đại yêu liền nổi giận. Thật là nam yêu nhưng nhẫn, nữ yêu không thể nhẫn Ba vị đại vương ở đây, người đều lớn như vậy mặt, quá trong mắt vô yêu. Có yêu quái liền nói, ba vị đại vương này tôn tử là khinh thường chúng ta, chính là khinh thường các ngươi ba vị Lời phía sau chưa nói, nhưng ở rõ ràng bất quá, đây là không thể nhẫn, mau làm đi. Tam đầu sư tử cũng thật là ngực phập phồng không chừng Gặp qua nhân tộc người, gặp qua nhân tộc cường giả, nhưng là như vậy không biết xấu hổ, cuồng vọng tự đại thật chưa thấy qua, đây là lần đầu tiên. 10 đại thông ngộ đại yêu ở hắn trong miệng đều là, rác rưởi. Chúng ta đây ba cái là cái gì? Đại rác rưởi. Muốn tức giận. Tam đầu sư tử vừa muốn động thủ thời điểm, lại là Dương Nghị Vân dẫn đầu động, lại một lần đánh gãy bọn họ. Rác rưởi chính là rác rưởi, nói chính là các ngươi, như vậy muốn tìm cái chết, anh em liền thành toàn các ngươi đi. Lại thấy Dương Mỗ Nhân nói chuyện chung, đối với 10 cái đại yêu vươn đôi tay ngón tay, ân là cái loại này lòng bàn tay hướng về phía trước, uốn lượn ngón tay, có điểm như là tay hoa lan uốn lượn. Sau đó, nhẹ giọng mở miệng, mang theo tùy tiện chi nhất đạo, đạn, ta đạn, ta đạn đạn đạn. Theo hắn mở miệng, ngón tay phi đạn chỉ gian, từng đạo 10 sắc màu quang. Chính là ngón tay phẩm chất từ ngón tay tiêm phát ra tới, mỗi nói đều đối với một cái đại yêu mà đi,
10 xuống tay chỉ phi đạn đi ra ngoài. Dương Mẫu Nhân cái này động tác thật giống như là ở một cái ngoan đồng ở chơi đùa giống nhau. Bất quá 10 đạo 10 sắc cầu vồng lại là nháy mắt biến mất không thấy, tựa hồ hư không tiêu thất giống nhau, căn bản là không có dừng ở 10 cái đại yêu trên người liền biến mất không thấy. Dương Mẫu Nhân phía trước trở tay giết cọp răng kiếm quỷ dị thủ đoạn, làm 10 cái đại yêu chính là đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ, đương hắn phi đạn ngón tay tuôn ra 10 đạo màu quang thời điểm, 10 cái đại yêu đều là run lên, làm tốt phòng ngự, như lâm đại địch. Nhưng ngay sau đó 10 đại màu quang không tới bọn họ trên người liền trực tiếp biến mất. Đối diện cách mấy chục mét 10 cái đại yêu, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái đậu bỉ sao? Chúng ta mẹ nó chính là 10 đại thông ngộ A. Người dùng ngón tay phi đạn có ý tứ gì? Có người như vậy coi rẻ sao? 10 cái đại yêu chịu không nổi, nội tâm đã chịu thật lớn vũ nhục. Sát! Rốt cuộc một đầu thông ngộ tam trọng thiên đại yêu nhìn không được hướng về Dương Nghị Vân phóng đi. Làm nửa ngày ngươi đặc miêu chính là trò đùa dai, cố ý trêu đùa chúng ta a. Một cái đại yêu đi đầu, dư lại chín tất cả đều động, nháy mắt là cái đại yêu nhằm phía Dương Nghị Vân. Dù sao ở bọn họ nghĩ đến, này nhân tộc tiểu tử thật sự là quá trong mắt vô yêu, quá tiệt, bọn họ chính là sư tử vương tọa hạ 12 lộ đại yêu trung đại yêu, ở toàn bộ dị vực giới cũng đều nhất hảo yêu vật, như thế trêu đùa bọn họ, như thế nào có thể nhẫn. Hơn nữa một bên còn có 3 cái sư tử vương áp trận, 10 cái đại yêu tự tin ước chừng, đằng đằng sát khí đối với Dương Nghị Vân động thủ. Cách đó không xa tam đầu lão sư tử trong đó một cái muốn động thủ, lại là bị trung gian một cái mở miệng nói, tam lão thả từ từ, làm cho bọn họ mấy cái thử xem tiểu tử này sâu cạn lại nói, một cái có thể giết chết cọp răng kiếm nhân tộc, tuy rằng nhìn là cái tiên tôn, nhưng nhân tộc quỷ dị, chúng ta vẫn là cẩn thận. Đại ca nói không tồi. Nhân tộc có câu nói kêu, biết người biết ta bách chiến bách thắng, tiểu tử này tuy rằng có thể sát thông ngộ tam trọng thiên đỉnh cọp răng kiếm, nhưng muốn đối mặt chúng ta, hắn còn muốn kém hơn một mảng lớn, bất quá, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Tam sư tử trung lão nhị cũng nói chuyện. Vậy nhìn xem ở động thủ, nhưng đừng cống ngầm lật thuyền. Lão tam đồng ý. 3 cái lão sư tử có thể tu luyện đến nay, vô số tuế nguyệt thời gian tôi luyện, kia chính là so người đều tinh tồn tại, tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Đến nỗi là cái đại yêu sao? Tuy rằng là bọn họ sư tử vương tọa hạ thủ hạ, tự nhiên là muốn bảo, bất quá làm cho bọn họ đi thăm dò một chút cũng là không sao, rốt cuộc 10 cái đại yêu lại không phải hỏa diễm sư tử một mạch, chết thượng mấy cái đảo cũng không sao. Hơn nữa này đó đại yêu, ở sư tử vương đi lên trời lộ lúc sau, liền một đám sủng sủng muốn động dã tính bừng bừng, bọn họ tam huynh đệ há có thể không biết. Vừa lúc nương này nhân tộc đi gõ gõ cũng hảo. Cuối cùng bọn họ 3 cái lại ra tay, xử lý nhân tộc, như thế mới có thể đạt tới lớn nhất uy hát Iota. Nghĩ đến đây tam đầu lão sư tử bắt đầu xem diễn. Mà cùng thời gian, thử vương hỏi tiểu phượng hoàng nói, chúng ta muốn hay không ra tay? Không cần, ca ca hẳn là có thể ứng phó, nhìn chăm chăm khẩn kia tam đầu sư tử, bọn họ mới là uy hát Iota lớn nhất, chờ một lát nếu là 3 cái sư tử động thủ, chúng ta đồng thời ra tay. Ngăn trở bọn họ, đừng làm cho bọn họ 3 cái thương đến ca ca. Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, bên người thử vương cùng huyết ưng đều âm thầm gật đầu. Còn có chính là bên kia tử hoàng mang theo mấy chục cái yêu tộc nhìn, cũng là nhìn chằm chằm tam đại sư tử, ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm là phức tạp. Nàng hôm nay cùng Dương Nghị Vân tỏ thái độ, giờ phút này cũng biết là có đúng hay không. Hiện giờ Dương Nghị Vân bày ra tới thực lực thủ đoạn, tử hoàng là một chút đều nhìn không thấu hắn. Rõ ràng là cá nhân tộc tiên tôn đại đỉnh cảnh giới, nhưng cư nhiên phất tay chi gian diệt cọp răng kiếm, bực này thủ đoạn quả thực làm nàng trong lòng sông cuộn biển gầm. Khắp nơi yêu tộc đều nhìn chằm chằm giữa sân, không biết Dương Nghị Vân có thể hay không ứng phó. Lúc này kỳ thật ai cũng không biết Dương Nghị Vân sâu cạn, nhưng có một chút, đều có thống nhất nhận đồng cảm. Đó chính là vừa rồi Dương Nghị Vân vươn ra ngón tay đối với 10 cái đại yêu phi đạn ngón tay, chính là ở trêu đùa 10 cái đại yêu. Căn bản là không phải ở đối phó 10 cái đại yêu. Nhưng là, sự thật thật là như thế sao? Ngay sau đó thời điểm, toàn bộ hành trình lớn nhỏ yêu quái, lại lần nữa lâm vào chấn động chung. Chỉ thấy 10 cái đại yêu khoảng cách Dương Nghị Vân 2-30 mễ khoảng cách, xoay người phóng đi, tới rồi khoảng cách Dương Nghị Vân trước người 10 mét thời điểm. Dương Nghị Vân đột nhiên quỷ dị cười, biểu tình khoa trương nói, ai nha, các ngươi thật đúng là dám liều mạng a.
10 cái đại yêu nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, bộ mặt dữ tợn mà cười, còn tưởng rằng là Dương Nghị Vân sợ hãi, cầm đầu thông ngộ tam trọng thiên đại yêu âm lãnh cười nói, liền biết ngươi cái tặc tử là trêu đùa ta chờ, kế tiếp sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, sát. Yêu khí tận trời a. Dương Nghị Vân lại là cười hắc hắc nói, đều nói các ngươi là rác rưởi. Mà thôi một khi đã như vậy, ta liền phải bắt đầu biểu diễn, ân, bắt đầu rồi. Dương Mỗ Nhân dứt lời giơ lên tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ một rúm, trong miệng còn phối âm nói, leng keng. Hảo đi. Theo Dương Mỗ Nhân trong miệng phát ra một tiếng leng keng, bốn phía thiên địa bỗng nhiên ngũ quang thập sắc đại lược, 10 loại bất đồng thiên địa sắc thái, hoặc là nói sứ đoàn 10 sắc sắc thái trống rỗng xuất hiện ở 10 cái đại yêu bốn phương tám hướng, tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới đem 10 cái đại yêu vây quanh ở trong đó. Giống như là một cái thật lớn hình tròn màu sắc rực rỡ hình cầu, lẫn nhau chi gian liên thành đường cong, phác họa ra từng khối hình thoi. Dù sao chính là sẽ là cái đại yêu bao vây ở khởi trung, ngũ quang thập sắc a, trông rất đẹp mắt. Nhưng giữa sân không có một cái yêu tộc cười ra tới. Bao gồm tam đầu lão sư tử. Bởi vì bọn họ cảm nhận được chính là trong thiên địa sở hữu thuộc tính lực lượng ở trong đó. Lập tức rất nhiều đại yêu nghĩ tới vừa rồi Dương Nghị Vân phi đạn ngón tay màu quang điểm. Phía trước biến mất, không phải chân chính biến mất, hiện tại xem ra là sớm đã có dự mưu, cấp 10 cái đại yêu biên chế xuống dưới như vậy một cái đầu sỏ hình tròn hình cầu A, ân là màu sắc rực rỡ vẫn là trong suốt cái loại này, có thể nhìn đến bên trong tình huống. Hắc hắc, còn khá xinh đẹp Tích Nga Dương Mẫu Nhân tự nói một tiếng. Ầm ầm ầm, 10 cái đại yêu sợ hãi, điên cuồng công kích. Đương chính là từ cái này thật lớn banh vải nhiều màu chung ra không được. Lúc này Dương Mẫu Nhân nhếch miệng, tiện hề hề cười nói, ta nói các ngươi 10 cái rác rưởi, đừng dẫy dụa, các ngươi lực lượng ở đại pháp lực thần thông ở cường đại, còn có thể cùng thiên địa đối kháng không thành a. Lời này vừa nói ra, bên trong 10 cái đại yêu sắc mặt đại biến, đích xác bọn họ ra không được, đánh không phá cái này màu sắc rực rỡ hình cầu a. Ác mộng mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó liền nghe Dương Nghị Vân mở miệng nói, phong tới. Hô hô, a a a a, màu sắc rực rỡ hình cầu chung 10 cái đại yêu kêu thảm thiết. Từng đạo trống giống gió to hóa thành lưỡi dao gió ở hình cầu trong vòng như vạn đao chém lung tung thêm thân, một hồi đi xuống chính là máu tươi đầm đìa a. Lôi đình, răng rắc sát, hỏa khởi, thủy yêm, đăng trừ, kim thạch, âm sát, thuần dương. Dương Mỗ Nhân ngữ tốc bay nhanh mà ra. Hắn nói chuyện tổng, thật lớn màu sắc rực rỡ hình cầu trong vòng, nhiều ra ngọn lửa, nước đá, đằng mộc từ từ tàn phá. Dù sao đều là trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành hình, giờ phút này hắn đang ở thiên địa chi gian, điều động 10 đại thuộc tính chi lực, một phen banh vải nhiều màu trong vòng chính là hắn pháp tắc chi gian, hết thảy thuộc tính lực lượng nguyên tố tùy tâm sử dụng mà dùng. Trọng điểm là cái này màu sắc rực rỡ thật lớn hình cầu chính là 10 loại thuộc tính thiên địa chi lực dung hợp ở bên nhau đại cân bằng đại khủng bố lực lượng, 10 cái đại yêu căn bản là không chiêu, hắn tương đương là ở mượn thiên địa chi uy mà chiến đấu. Cho nên phía trước nói một câu, các ngươi 10 cái rác rưởi còn tưởng cùng thiên địa đối kháng nói. Lời này đặt ở Dương Mỗ Nhân trên người chính là một chút đều không khoa trương. Một hơi trước sau thì triển ra 9 đại thuộc tính lực lượng công kích. Kỳ thật hắn cũng chính là ở nếm thử chính mình tu luyện thay đổi lúc sau uy lực. 9 đại lực lượng công kích qua đi, kêu thảm thiết đều mỏng manh tiểu đi. Cho nên bốn phía đại yêu cả người phát run nhìn, biết 10 cái bị nhốt ở banh vải nhiều màu trong vòng đại yêu đã xong rồi. Nhưng là còn không có xong a. Dương Mỗ Nhân còn có cuối cùng một loại lực lượng không ra tới. Yên tĩnh chung chỉ nghe được Dương Mỗ Nhân một tiếng, không gian tiêu diệt đi. Theo hắn nói lạc. Banh vải nhiều màu miệng vết thương một cái không gian môn hộ mở ra, ngay sau đó Dương Nghị Vân vung tay lên, vèo một tiếng, thật lớn banh vải nhiều màu bị mất hết không gian môn hộ. Không gian môn hộ tiêu tán, banh vải nhiều màu biến mất, bao vây lấy 10 cái không biết sinh tử đại yêu biến mất vô tung vô ảnh. Ai cũng không biết bị Dương Mỗ Nhân ném tới nơi nào đi. Bạch bạch, thanh thúy thanh âm vang lên. Lại là Dương Mỗ Nhân sợ bàn tay thanh âm, đương nhiên hắn giờ phút này vỗ tay trưởng. Chính là cái loại này làm cái gì việc nặng sau, chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm uống nước vỗ tay, một bộ bé nhỏ không đáng kể bộ dáng. Trong miệng còn nói thầm nói, thật là không một chút kỹ thuật hàm lượng a, không kính quá không kính, tiểu rác rưởi quá yếu. Này nhất chiêu đến khởi cái tên a, ân, ta ngẫm lại, chính là búng tay gian hôi phi yên diệt đi. Vẫn là tìm ba cái lão,
không đối là đại rác rưởi chơi đi. Này buổi nói chuyện chính là toàn trường đại yêu rất đều nghe được rành mạch. Ba cái sư tử vương đang run rẩy, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là bị dọa. Trên thực tế tam đầu sư tử là bị dọa run rẩy, cũng là bị chọc tức run rẩy. Tiểu tử này, tam đầu sư tử trong lòng kêu rên. Chưa từng có gặp qua có người có yêu tộc sẽ có này chờ thủ đoạn. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn thần thông a? Vừa rồi nghe kia tiểu tử nói thầm cái gì búng tay gian hôi phi yên diệt, sợ là không chỉ có như thế a. Hắn đều đứng ở tại chỗ động cũng chưa động quá một chút, sau đó chính là cái gì phong tới, sau đó liền có lưỡi dao gió công kích, ở lúc sau cái gì thủy yêm lửa đốt, mộc đằng quất đánh, kim thạch thêm sinh, lôi đình sét đánh. Cuối cùng đã trực tiếp mở ra không gian môn hộ, là cái đại yêu bao vây ở bên nhau ném đi vào biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa tiểu tử này mở ra không gian còn không phải tầm thường không gian đơn giản như vậy, bọn họ ba cái nhìn đến không gian trong vòng một mảnh hắc ám hư vô, đó là đại giới xé rách lúc sau mới có thể nhìn đến hắc ám hư không a. Kia ngoạn ý kỳ thật có thể dễ dàng xé rách mở ra. Đại giới vách tường a. Hắn sợ là so với bọn hắn càng cao giai mấy trọng thiên đại yêu đại pháp lực đều làm không được, trong hư không vô biên hắc ám, càng có mới thôi, đi vào liền tính là không bị trong hư không tồn tại không biết cấp vỡ vụn, cũng đừng nghĩ ra tới, đó là sống sờ sờ lưu đày. Đương nhiên tam đầu lão sư tử cũng biết không lưu đầy 10 cái đại yêu sợ là cũng không sống được, bởi vì phía trước kia một hồi oanh sát đã sớm muốn bọn họ yêu mệnh. Là cái gì thần thông a? Quá chấn động, nghe sợ nghe hỏi, chưa từng nhìn thấy. Bất quá có một chút bọn họ cảm nhận được, là trong thiên địa 10 đại thuộc tính chi lực, thậm chí là 10 đại pháp tắc hơi thở đều tồn tại. Tự cổ chí kim chưa từng thấy quá mức đến nghe qua có người có thể thân cụ 10 đại thuộc tính lực lượng 10 đại thuộc tính pháp tắc. Này nhân tộc đầu bạc tiểu tử, tuyệt đối là cái quái vật, cũng tuyệt đối không phải nhìn qua tiên tôn đại đỉnh tu vi. Quái vật a, nói là làm ngay sao? Tam đầu lão sư tử tâm can đều đang run rẩy. Phi ưng sơn một chúng đại yêu bao gồm tiểu phượng hoàng từ từ cũng đều lẳng lặng nhìn Dương Nghị Vân, tâm linh chấn động a. Dương mỗ nhân khi nào như thế lợi hại? Huyết ưng lòng đang nghĩ mà sợ, nhớ tới ngày đó hắn cùng Dương Nghị Vân chiến đấu. Nếu ngày đó Dương Nghị Vân dùng bực này thủ đoạn, hắn đã sớm chết một vạn lần. Chẳng lẽ là ngày ấy ở Phi Ưng Sơn cấm địa là bởi vì pháp lực bị áp chế nguyên nhân hắn không thi triển ra tới? Ngẫm lại cũng không quá khả năng a. Bực này thủ đoạn đã vượt qua hắn nhận chi. Kia một ngày có lẽ Dương Nghị Vân còn không có bực này thủ đoạn thần thông. Nhưng nếu không phải nói, lần này đi qua bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy không đến 2 năm đi. Nhìn không thấu. Tưởng không ra Dương Nghị Vân là người nào. Không đúng, ở huyết ưng trong lòng, Dương mỗ nhân đã không thích hợp xưng là người. Hắn mới là yêu a. Yêu nghiệt yêu. Dương mỗ nhân nói thầm xong, ngẩng đầu nhìn về phía tam đầu lão sư tử, thét to nói, thái tam đầu đại rác rưởi, lặp lại lần nữa, lăn xuống tới nói chuyện a không phải, xuống dưới đánh nhau, đều nói ta xương cổ không tốt, chạm kia cao làm yêu a. Ầm ầm ầm. Tam đầu lão sư tử trái tim kinh hoàng a. Dương mỗ nhân kêu bọn họ đại rác rưởi, xích quả quả mắng coi rẻ. Nhưng hiện tại đi, bọn họ ba cái sư tử là chút nào không dám chửi đi qua. Này nhân tộc tiểu tử, quá yêu. Tam huynh đệ liếc nhau, trốn. Ngay lập tức chi gian toàn thân quang mang đả tọa, liên thủ đồng thời mở ra không gian môn hộ, giờ phút này không trốn càng đãi khi nào. Quá dọa người Nga không phải, là quá dọa lão yêu. Tiểu tử này căn bản không phải người, hắn bày ra tới thần thông thủ đoạn, bọn họ ba cái căn bản liền không có bất luận cái gì nắm chắc ứng đối, thậm chí có thể nói là không thể nào ứng đối. Tuy rằng, cứ việc bọn họ ba cái là thông ngộ 4 trọng thiên đỉnh sắp sẽ bước vào 5 trọng thiên đại yêu, nhưng như cũng không dám cùng người này tộc tiểu tử một trận chiến. Chạy nhanh trốn đi, càng già càng thích mệnh, sư tử vương đi lên trời lộ, bọn họ trên đầu thật vất vả không có đại yêu đè nặng. Mắt thấy liền phải quá thượng vạn yêu phía trên yêu sinh, còn có như vậy nhiều mẫu sư tử không kia kia gì, không đáng cùng cái này quỷ dị nhân tộc tiểu tử liều mạng. Đến nỗi chết 12 lộ đại yêu. Chết thì chết đi, dù sao bọn họ làm theo ý mình, đã chết cũng hảo, thu nạp thủ hạ hiệu lực, bằng bọn họ ba cái thực lực thủ đoạn, mấy trăm năm sau muốn nhiều ít sẽ có bao nhiêu. Tóm lại một câu đổi, không mạo hiểm. Trốn đi. Vì thế tam đầu lão sư tử. Mở ra không gian môn hộ liền phải chạy. Bọn họ ba cái tốc độ thực mau,
cơ hồ là dùng hết toàn lực liên thủ mở ra không gian môn hộ, ngay sau đó liền phải chui vào đi, chuồn mất. Nhưng mà, ầm vang, một tiếng nặng nề. Ngay sau đó bọn họ ba cái mở ra không gian môn hộ bỗng nhiên một tiếng nổ vang, lại là quang mang chói mắt, ngũ quang thập sắc đại tác phẩm. Tam sư tử đại kinh thất sắc. Bọn họ tránh ra không gian môn hộ không có. Chuẩn xác mà nói là bọn họ ba cái mở ra không gian môn hộ bị ngũ quang thập sắc cấp cắn nuốt rớt. Ngũ quang thập sắc là cái gì? Quá quen thuộc. Chính là người kia tộc tiểu tử mới có thể làm ra tới trong thiên địa 10 đại thuộc tính chi lực sắc thái. Ba cái tao lão nhân hư tích thực, không tán gẫu không đánh nhau muốn đi a, đây là không được tích. Đang lúc tam đầu lão sư tử kinh ngạc thời điểm, một đạo xấu xa ngữ khí thậm chí mang theo trêu chọc lời nói vang lên, bỗng nhiên bọn họ nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét, sắc mặt đều dọa trắng. Bởi vì, ở bọn họ trước mặt, ở bọn họ mở ra không gian môn hộ vị trí, thật là đầu bạc tiểu tử đi bên trong đi ra. Trời xanh a, vô thanh vô tức. Tiểu tử này như thế nào làm được? Giờ phút này tam đầu sư tử không chút do dự liền xoay người chạy như bay. Nhưng là... Ai ai ai, đừng sợ a, lại chạy tự gánh lấy hậu quả, quản sát mặc kệ chôn, không chạy có thể sống chạy một cái liền chết. Lại là cái kia đáng giận tiểu tử đang nói chuyện. Tam lão sư tử. Tại hạ một khắc ngạnh sinh sinh dừng. Không ngừng không được a. Quái biết kia tiểu tử. Ngẫm lại vừa rồi kia chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thủ đoạn, vẫn là đừng chạy. Vạn nhất đâu? Vạn nhất kia tiểu tử thật sự cái gì thủ đoạn ra tới, bọn họ ba cái còn không thể hiểu được chết. Giờ khắc này, tam đầu sư tử là tâm can run rẩy ngay cả trứng trứng đều ở run a. Ai làm kia tiểu tử thủ đoạn dọa thắng đâu? Ai, này liền đối điểu, nghe lời hảo hài. A à, không nghe lời sư tử mới là hảo sư tử sao, lời nói thật nói đi. Anh em ta là coi trọng các người điểu, nếu không các người sớm chết một vạn thứ điểu, tin hay không a? Dương Mỗ Nhân sân vắng xoải bước từ ngũ quang thập sắc không gian môn hộ đi ra, đi bước một đi hướng tam đầu sư tử. Nhưng tam đầu sư tử nghe Dương Mỗ Nhân nói chuyện, cả người phát run a. Cái gì? Ngươi còn coi trọng chúng ta? Sư nhưng sát, không thể nhục, chúng ta thể sống chết sẽ không từ ngươi thích. Tam đầu sư tử vẻ mặt bi phẫn xoay người nhìn về phía Dương Mỗ Nhân. Rất có một bộ tiểu tử ngươi nếu là dám xâm phạm chúng ta liền tự bạo tư thế. Bất quá đâu, tiếp theo bọn họ nghe được Dương Mỗ Nhân lại mở miệng nói chuyện sau, tức khắc trong lòng tặng một hơi, biết là hiểu sai ý. Khụ khụ, đừng như vậy, bi phân, được không, ta là hỗn loạn tiên vực vân môn chi chủ, ta vân môn cổng lớn còn kém ba con trông cửa, ta xem các ngươi cao lớn uy mãnh, rất thích hợp, có nguyện ý hay không đi ta vân môn xem đại môn a, đi nói cho các ngươi sinh. Không đi cho các người chết, chính là như vậy sự tình, như thế nào? Suy xét, Dương Mỗ Nhân nói cho hết lời, tam đầu sư tử sắc mặt có bạch chuyển thanh ở thành đỏ bừng chi sắc. Đã chịu thật lớn vũ nhục. Xem đại môn, mệt tiểu tử ngươi nghĩ đến ra tới. Bọn yêm cao quý hỏa diễm sư tử nhất tộc, là dị vực giới sư tử vương tộc huynh đệ, ngươi làm chúng ta xem đại môn. Tam đầu sư tử cả người đều ở phát run a, bị chọc tức phát run. Lão đại trầm giọng nói, nhân tộc cường giả, chúng ta là sư tử vương tộc huynh đệ, lần này mạo phạm, ta chờ nguyện ý lấy ra thành ý làm bồi thường, còn thỉnh ngài phóng chúng ta rời đi. Cao ngạo sư tử cúi đầu, cắn răng nói chuyện, dọn ra sư tử vương tên tuổi tới, đây là bọn họ duy nhất lợi thế, nếu này nhân tộc không đồng ý, vậy chỉ có thể liều chết một bác, dù sao đều không có đánh quá, ai thua ai thắng còn chưa nếm cũng biết đâu. Vừa rồi xoay người chạy trốn. Hoàn toàn là trong lòng tác dụng thật lớn kết quả, bị dọa tới rồi. Lúc này lại là ánh mắt dám định lên. Gì như vậy kiên cường, vừa rồi không phải một ngụm một cái tiểu tử còn đứng như vậy cao nhìn xuống ta sao? Hiện tại gọi người tộc cường giả, ai cường giả không dám nhận, ta là siêu cấp cường giả, cũng có tên nhớ kỹ, nghe hảo, đứng thẳng, ta Dương Nghị Vân, ân, các ngươi sẽ thật sâu nhớ kỹ tên của ta tích. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân chính là thật không biết xấu hổ a. Còn cho chính mình tự phong siêu cấp cường giả. Tam đầu lão sư tử khóe miệng ở thẳng chiều chiều, lại là không nói chuyện, bọn họ lời nói chờ Dương Nghị Vân cuối cùng quyết định đâu. Dương Mỗ Nhân tự nhiên xem ra tới, tam đầu lão sư tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua sao. Từ tam đầu lão sư tử chạy trốn một khắc khởi, hắn liền biết nên như thế nào đi đối phó bọn họ, liều mạng. Môn đều không có.
anh em không đem các ngươi hù chết liền không họ Vân, A Phi, là Dương. Dương Mỗ Nhân nhìn tam đầu lão sư tử, nâng lên đôi tay, sau đó đầu ngón tay moi đầu ngón tay, chậm gì gì nói, các ngươi phía trước cũng thấy được, các ngươi kia 10 cái thủ hạ đại yêu, bị ta búng tay gian hôi phi yên diệt, kỳ thật ta gần mới dùng tam thành công lực mà thôi. Hiện tại các ngươi 3 cái đi, làm ta có điểm khó làm, nhìn dáng vẻ các ngươi là không muốn làm ta Vân Môn trông cửa cậu Nga không phải nói sai rồi nói sai đừng nóng giận, các ngươi là sư tử, ân, không muốn làm ta Vân Môn trông cửa sư tử, vậy chỉ có thể đánh một trận. Ân các ngươi 3 cái rất cường đại a, cho nên ta quyết định. Nói tới đây Dương Mỗ Nhân thanh âm kéo trường, sau đó. Đối diện tam đầu sư tử, nghe Dương Mỗ Nhân nói bọn họ rất mạnh, tức khắc liền có chút đắc ý, trong đó lão tử thấy Dương Nghị Vân không có bên dưới, chính là cái tính nôn nóng nói, cho nên ngươi có phải hay không bất hòa chúng ta là địch. Dương Nghị Vân mang theo tà tà mỉm cười, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, không phải thích, cho nên ta chuẩn bị dùng 10 thành 10 công lực đối với các ngươi. Dương Mỗ Nhân nói chuyện chi gian làm ra 10 ngón muốn phi đạn động tác, rồi sau đó lại sâu kín nói, trước đó các ngươi trước nhìn xem các ngươi phía sau đi, nếu cảm thấy thật muốn đánh vậy đến đây đi. Tam đầu lão sư tử nghe Dương Nghị Vân nói chuyện không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại đều là cả người run lên, mạc danh trong lòng sinh ra lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ 3 cái thấy được phía sau là 10 viên thật lớn 10 sắc quang cầu thể. Cùng phía trước Dương Mỗ Nhân sát 10 cái đại yêu 10 sắc hình cầu giống nhau như đúc, nhưng có một chút bất đồng, cũng là làm tam đầu sư tử trong lòng kinh hoàng nguyên nhân nơi. Đó chính là lần này xuất hiện hình cầu phía trước đại, lớn mấy chục mấy trăm lần. Phải biết rằng phía trước Dương Nghị Vân đối phó 10 cái đại yêu thời điểm hình cầu mới là hạch đào như vậy điểm tiểu, nhưng hiện tại cư nhiên lớn mấy chục mấy trăm lần, ước chừng đường kính đều có 3 mét tả hữu. Suốt là cái ngũ quang thập sắc màu sắc rực rỡ hình cầu, huyền phù ở bọn họ phía sau, che trời. Vừa rồi Dương Mỗ Nhân đối phó 10 cái đại yêu thời điểm, liền vận dụng hạch đào như vậy tiểu nhân một chút, khiến cho 10 cái đại yêu hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả sức phản kháng, bị Dương Mỗ Nhân cấp ngược thành cầu. Cái này tiểu tử này không biết khi nào, cư nhiên ở bọn họ phía sau làm ra như thế 10 viên thật lớn màu sắc rực rỡ hình cầu, đây là muốn làm gì? Đây là muốn một lần làm cho bọn họ hôi phi yên diệt sao? Bọn họ tam đầu lão sư tử tuy rằng so với 10 đại yêu cường đại nhiều, là thông ngộ 4 trọng thiên đỉnh đại yêu, nhưng mà giờ phút này đối mặt Dương Mỗ Nhân phong khinh vân đạm, bọn họ 3 cái là thật bình tĩnh không được. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi Dương Mỗ Nhân nói, đối phó 10 cái đại yêu thời điểm hắn chỉ dùng tam thành lực lượng, mà hiện tại còn lại là đối bọn họ 3 cái 10 thành. Này! Đây là muốn hướng đã chết chỉnh, thoạt nhìn muốn so hôi phi yên diệt còn nghiêm trọng a. Làm sao bây giờ? Cùng Dương Nghị Vân liều mạng. Chính là liều mạng quá sao? Vừa rồi Dương Mỗ Nhân kia chờ thủ đoạn bọn họ chính là đều thấy được, chưa bao giờ có gặp qua kia chờ thần thông thủ đoạn. Đối tam đầu lão sư tử tới nói hoàn toàn không có trải qua quá, trong lòng cũng không có bất luận cái gì tự tin tồn tại. Tuy rằng thông ngộ cửu trọng thiên, 9 đại cảnh giới cấp bậc, mỗi tam trọng chính là một cái thiên trảm, bọn họ 3 cái là 4 trọng thiên đỉnh, vừa vặn qua cái thứ nhất thiên trảm, tương đương bước vào ngày hôm sau trảm giai đoạn. Trên thực lực tuyệt đối không phải 3 ngày trọng có thể so sánh với. Nhiên, tam đầu lão sư tử trong lòng chính là một chút tự tin đều không có. Bởi vì đối mặt Dương Mỗ Nhân, bọn họ một chút ít đều nhìn không thấu sâu cạn. Phía sau 10 sắc đại banh vải nhiều màu là cái gì? Đó là thiên địa chi gian 10 đại thuộc tính lực lượng, mỗi một viên banh vải nhiều màu thể chung nhưng đều dung hợp 10 đại thuộc tính lực lượng, bực này vì thế đem trong thiên địa sở hữu tồn tại lực lượng đều dung hợp ở cùng nhau. Này chờ thủ đoạn ai có thể làm được? Phía trước ở tam đầu lão sư tử trong trí nhớ, chưa từng có gặp qua bực này quỷ dị thủ đoạn. Có thể đem trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng dung với một thân, hơn nữa cư nhiên còn có thể tùy tâm sở dục thi triển ra tới, trọng điểm là cư nhiên không có nổ tan xác mà chết. Thật sự là kỳ tích. Bất luận cái gì một cái tu luyện sinh linh đều biết một cái nếm thử, bất đồng thuộc tính lực lượng là không thể tương dung ở bên nhau, muốn đạt tới một cái cân bằng vậy chỉ có thể là thiên địa ngũ hành chi lực đồng thời hấp thu nhập thể cân bằng. Nhưng ai có thể làm được? Ngũ hành thuộc tính lực lượng đều khó. Huống chi là trừ bỏ ngũ hành ở ngoài, còn có 5 đại thuộc tính lực lượng. Tiểu tử này quả thực liền không phải người. Dù sao ở tam đầu lão sư tử trong mắt, Dương Nghị Vân chính là một cái quỷ dị, chính là một cái quái thai, không nên xuất hiện ở trong thiên địa quái thai.
Tam đầu lão sư tử nội tâm rối rắm giãy giụa lên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn thần phục ở cái này nhân tộc tiểu tử dưới chân, đi cho hắn làm trông cửa cầu? Nga không phải trông cửa sư tử. Cái này làm cho bọn họ cao quý hỏa diễm sư tử như thế nào có thể làm được? Chẳng phải là so chết còn muốn khó chịu. Nhưng không thần phục nói, cùng tiểu tử này đại, bọn họ trong lòng là thiệt tình không đế. Tam huynh đệ đối diện giống nhau, lão nhân truyền âm cấp lão tam nói, lão tử ngươi thử xem thủy đi. Đại ca như thế nào là ta a à, lão tam không vui truyền âm. Bởi vì ngươi là lão ấu, liền ngươi đi. Lão nhị truyền âm. Ách ta là lão ấu, không nên là lão đại đi sao? Lão tam oán niệm thực trọng, mỗi lần xuất đầu sự đều là hắn. Đừng vô nghĩa mau ra tay, ngươi ra tay thử, chúng ta áp sau, còn có thể có đường lui, chúng ta tổng không thể bị tiểu tử này hù dọa liền túng đi. Ngươi thật đúng là cam tâm cho nhân tộc trông cửa không thành. Nhanh lên đi. Người có nguy hiểm ta cùng lão nhị lập tức nhận túng, như vậy ngươi liền không có việc gì. Lão nhân trầm giọng truyền âm. Ta, các ngươi thật là ta hảo ca ca, lão tam nói thầm, nhưng lại như cũ ra tay, bởi vì bọn họ ba cái đều minh bạch đây là biện pháp tốt nhất. Thử một chút này nhân tộc thủ đoạn, nhìn xem thường thường ở hù dọa bọn họ, nếu là, như vậy bọn họ tam huynh đệ sẽ không chút do dự đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Mà nếu tiểu tử này thật sự không thể đối địch, như vậy liền ở trước tiên nhận túng. Đến nỗi hỏa diễm sư tử cao quý tôn nghiêm. Thôi bỏ đi, đó chính là cái rắm. Cùng mạng già so sánh với, tôn nghiêm tính cái gì, nếu là đã chết, mới là chân chính không hề tôn nghiêm. Giống bọn họ bực này sống lâu lão sư tử, nếu không phải thật sự tới rồi tuyệt cảnh, không có bất luận cái gì lựa chọn nông nỗi, há có thể sẽ đi liều mạng. Ít nhất tiểu tử này ý đồ thực rõ ràng. Cho bọn hắn ba cái lựa chọn là trông cửa cầu, à không phải. Trông cửa sư tử. Này liền không phải tuyệt cảnh. Giống. Lão tam nháy mắt thét dài một tiếng. Toàn thân bùng nổ hỏa hồng sắc vầng sáng, lại là hóa ra bản thể. Một đầu thân hình 8-9 mễ thân hình, toàn thân thiêu đốt màu vàng đất mang bạch ngọn lửa đá xuất hiện. Ở Dương Nghị Vân trong mắt này đầu sư tử tự nhiên là cùng tầm thường sư tử bất đồng, uy phong lẫm lẫm, uy áp cường đại, yêu khí tận trời. Trừ bỏ cổ một vòng là hỏa hồng sắc lông tóc ở ngoài, toàn thân địa phương khác lại là từng mảnh lân giáp, hơn nữa có ẩn ẩn khắc văn hiện ra. Mà mặt khác hai đầu sư tử không nhúc nhích. Hắn biết tam đầu sư tử là tưởng thử hắn, nhưng cũng thuyết minh tam đầu sư tử, kỳ thật nội tâm đối hắn là không tự tin. Mà hắn đâu? Trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra cười. Giảng nói thật, hắn thành công hấp thu dung hợp trong thiên địa 10 đại chi lực sau, đích xác xem như nghịch thiên. Nhưng nơi này nghịch thiên, đó là tương đối. Cũng không phải một chút liền ở thiên địa chi gian toàn vô địch. Vạn sự vạn vật đều là có độ, đều không phải là vô hạn chế. Dương Nghị Vân rất rõ ràng chính mình tình huống, đích xác 10 đại thuộc tính lực lượng hấp thu lúc sau, đạt tới đại cân bằng, đích xác đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, được đến chỗ tốt cũng là hắn vạn lần không ngờ. Nhưng là trong đó che giấu biến hóa, với hắn mà nói hoàn toàn là một cái tán thế giới mới. Rất nhiều huyền ảo đều không có biết rõ ràng. Bất quá có một chút lại là thực rõ ràng. Đó chính là hắn thực lực cực hạn. Kỳ thật liền ở thông ngộ tam trọng thiên cấp bậc, hắn biết rõ mỗi tam trọng chính là một cái thiên trảm đạo lý. Hắn dung hợp 10 đại lực lượng lúc sau, tiên tinh biến đổi lớn lúc sau lực lượng đại trướng, nhưng cực hạn liền ở thông ngộ tam trọng thiên cấp bậc, bất quá này chỉ là lực lượng trình tự. Trên thực tế 10 đại lực lượng chi gian thuộc tính lẫn nhau chi gian còn có rất nhiều huyền diệu tồn tại. Liền tỷ như vừa rồi hắn đối phó 10 đại yêu hình cầu, thậm chí còn có hắn không phát hiện diệu dụng, như thế thêm cùng nhau liền cũng đủ dây thông ngộ tam trọng thiên đỉnh đại yêu. Đến nỗi thông ngộ 4 trọng thiên đại yêu, cùng tam trọng thiên chi gian có một cái cảnh giới thiên trảm, hoàn toàn không thể so sánh với. Hắn cảm thụ đến, đối mặt thông ngộ 4 trọng thiên đỉnh đại yêu, hắn là lực có không bằng. Nhưng là nếu chỉ là trong đó một cái nói, kia hắn có rất nhiều thủ đoạn chấn áp. Đúng là như thế, cho nên hắn kỳ thật hù dọa tam đầu lão sư tử thành phần chiếm đa số. Thật lớn banh vải nhiều màu thể chất chứa 10 đại thuộc tính lực lượng thật là thực dọa người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chỉ cần hắn tưởng tùy tay chi gian là có thể bày ra đầy trời tới. Đương nhiên này cũng không phải đơn thuần hù dọa tam đầu sư tử, hắn ở phía trước liền đột phát kỳ tưởng, dùng 10 đại thiên địa chi lực bày ra trận pháp đối địch, cho nên 10 đại yêu bị hắn nháy mắt giết chết. Bất quá nhà mình là nhà mình rõ ràng, hắn biết chờ thủ đoạn, bản chất lực lượng không thay đổi,
đối phó tam đầu thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh sư tử là không đủ. Cho nên có thể hù dọa liền hù dọa. Nhưng mà càng biết tam đầu lão sư tử cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, tất nhiên thì hội thăm. Quả nhiên từ hắn trong lòng tới. Mặt khác hai đầu lão sư tử không nhúc nhích, ra tới một đầu tới thử hắn. Dương Nghị Vân rõ ràng, lần này thử, chỉ cần hắn đem này một đầu sư tử cấp làm nằm sấp xuống, mặt khác hai đầu lão sư tử tất nhiên sẽ trước tiên nhận túng. Tương phản hắn nếu là làm không ngã, như vậy mặt khác hai đầu lão sư tử đồng dạng sẽ ở trước tiên sơ cấp, cho hắn hung mãnh tuyệt sát. Cho nên hắn cần thiết lấy lôi đình thủ đoạn xử lý này một đầu lão sư tử. Đối này, Dương Nghị Vân trong lòng đang cười. Luận pháp lực, hắn sở hữu lực lượng thêm cùng nhau cũng chính là miễn cưỡng có thể cùng thông ngộ bốn trọng thiên chém giết, nhưng này gần mới là hắn 10 đại lực lượng giai đoạn. Đừng xong rồi hắn còn có càn khôn hồ tồn tại, còn có thần ma âm dương kính từ tử pháp khí phụ trợ tồn tại. Vận dụng này đó lực lượng tổng hợp nói, ha ha thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh lại như thế nào? Hắn làm theo có thể đem chi làm nằm sấp xuống đi. Trước mắt mới thôi hắn cảm giác chính mình cho nên thủ đoạn thêm lên. Cũng liền ở thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh cấp bậc, nếu là xuất hiện ngũ trọng thiên tồn tại, vậy khác nói. Đối mặt này lão đầu sư tử hóa hình lúc sau thét dài mà đến, Dương Nghị Vân phất tay chi gian ngũ quang thập sắc đại lược, lại là khẽ quát một tiếng, nguyên thần pháp tương, hiện. Ong! Ngay sau đó hắn phía sau xuất hiện chính mình nguyên thần pháp tướng, hoặc là cũng gọi là bản mạng thần tượng, lúc trước dung hợp tiến vào nguyên thần, nhưng cũng không đại biểu biến mất, giống như là chuông đông hoàng. U đều chi môn từ từ nguyên thần thần thông giống nhau, tuy rằng dung hợp ở thân thể, nhưng không đại biểu biến mất. Tu luyện chi đạo có một pháp vạn pháp toàn thông cách nói. Dương Nghị Vân biết chính mình tình huống hiện tại chính là như thế. Dung hợp trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng lúc sau, hắn chậm rãi phát hiện, rất nhiều trong cơ thể đồ vật rõ ràng lên, hắn sẽ ở vô tình cùng có ý thức chung phóng xuất ra tới. Giờ phút này bản mạng thần tượng đó là như thế. Tóm lại cho hắn cảm giác giống như là mở ra tự thân thân thể bảo khố đại môn giống nhau, phi thường kỳ diệu huyền ảo. Hắn bản mạng thần tượng như cũ là chính hắn bộ dáng. Trong lòng vừa động dưới, lại vẫn là bám vào phía sau, ong một tiếng lúc sau, ngũ quang thập sắc đứng dậy ở thiên địa chi gian, thật lớn tới rồi ngàn trượng, thần thánh mà trang nghiêm. Xuất hiện là lúc, lại là một tay véo pháp quyết hình thái, hai mắt nhắm nghiền. Chấn! Dương Nghị Vân một tiếng quát nhẹ hạ, đối với phát lại đây lão sư tử, hư không một trưởng chụp được, mà bản mạng thần tượng động lên, đồng dạng là một trưởng mà đi. Trên thực tế hắn chính là ở thúc dục bản mạng thần tượng. Tức khắc theo một trưởng này đối với lão sư tử chụp được, thiên địa đem bốn phương tám hướng thuộc tính lực lượng một loại không ít hội tụ hướng về phía bản mạng thần tượng một trưởng này. Vốn dĩ chỉ là hư ảnh trạng thái, nhưng ở thiên địa đem 10 đại lực lượng hội tụ lúc sau. Toàn bộ thiên địa đều tại đây một trưởng dưới chấn động lên, hơn nữa bộc phát ra ngũ quang thập sắc chói mắt quang mang, khoảnh khắc chi gian thiên địa chi gian đại lượng dựng lên. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang. Giống. Lão sư tử tựa hồ cảm nhận được uy hát yêu ta, phát ra một tiếng thét dài, lại là đối với chân áp mà xuống một trưởng này trong miệng hộc ra một búng máu quang. Oanh. Sư tử miệng phun huyết quang hóa thành thật lớn đỏ như máu ngọn lửa cột sáng. Dương Nghị Vân che trời bản mạng thần tượng chụp được cự trường, cùng hỏa diễm sư tử huyết sắc ngọn lửa nháy mắt chạm vào nhau. Ầm vang, toàn bộ thiên địa chấn động dựng lên. Dương Nghị Vân sắc mặt giống nhau, trong lòng thầm nghĩ, thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh đại yêu quả nhiên bất phàm, ngọn lửa uy lực trước đây chưa từng gặp a. Này một kích dưới hắn bản mạng thần tượng hội tụ thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng một trường, lại vẫn là bị ngọn lửa nháy mắt thiêu xuyên một cái động lớn tiêu tán. Hơn nữa hắn cảm nhận được không chỉ là ngọn lửa lợi hại, yêu lực cũng là vô cùng cường đại, đích xác so với hắn cường đại, hỏa thuộc tính pháp tắc cường mãnh đến cực điểm. Lần này hắn biết hắn thua nửa chiêu. Nhưng không sao cả. Ở trong dự liệu, cũng không có làm nghĩ tới này một kích liền đem lão sư tử trấn áp xuống dưới, chỉ là tranh thủ một cái thời gian mà thôi. Lần này đủ rồi. Ở lão sư tử miệng phun ngọn lửa hết sức, Dương Nghị Vân thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Hắn muốn thử xem, trong cơ thể khoảng cách biến đổi lớn lúc sau càn khôn thần điện chi lực, có hay không cái gì biến hóa. Hoặc là nói phản phệ chi lực có thể đạt tới tình trạng gì, dựa theo hắn hiện tại trong cơ thể dung hợp 10 đại quen thuộc lực lượng thể chất, sẽ như thế nào mắt. Hoặc là nói suy yếu trình độ như thế nào, hắn bực này điều kiện có thể thúc giục vài lần càn khôn thần điện chi lực. Cho ta chấn.
bỗng nhiên thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Oanh! Ngay sau đó hắn đối với lão sư tử phương hướng cách không chém ra một quyền, càn khôn thần điện chi lực bùng nổ mà ra, trên cánh tay trái kim quang đại tác, lại vẫn là ngũ quang thập sắc mang theo 10 đại thuộc tính sắc thái. Một tiếng nổ vang chi gian, trên nắm tay bộc phát ra khí hắn mắt thường có thể thấy được một đạo 10 sắc khí lãng. Giống! Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát giống nhau, này một đạo khí lãng như là vận tốc ánh sáng nhộn nhạo mà đi. Diện tích to lớn ước chừng đạt tới hơn 1.000 mét phạm vi. Nháy mắt ba tiếng kêu thảm thiết. Che ở đằng trước hóa hình sư tử, kêu thảm thiết mà kêu, bay ngược đi ra ngoài. Mặt sau cách đó không xa lão đại cùng lão nhị, rõ ràng thấy được này một đạo khí lãng mà đến, lại là căn bản lão không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, trực tiếp bị lan đến đồng dạng kêu thảm bay ngược ra. Ngay lập tức chi gian, vạn mét ở ngoài một đỉnh núi ầm vang một tiếng sập. Thành! Dương Mỗ Nhân sắc mặt mang theo đại hỉ. Giờ khắc này hắn cư nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì không khỏe xuất hiện. Nói cách khác, càn khôn thần điện phản phệ chi lực, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cùng ngày xưa bất đồng, cũng không có cảm thụ suy yếu, thậm chí hắn cảm giác còn có thể phát ra hai lần càn khôn thần điện chi lực tới. Nhìn tam đầu lão sư tử một kích vạn mét ở ngoài, Dương Nghị Vân nhìn xem chính mình nắm tay, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ 10 đại thuộc tính chi lực dung hợp hấp thu liền như thế nhiêu ích? Hắn biết hắn hoàn toàn mở ra thân thể bảo vật. Một pháp thông vạn pháp toàn thông. Phục hồi tinh thần lại, thân hình vừa động, Dương Nghị Vân nháy mắt xuất hiện ở vạn mét ở ngoài sụp đổ núi lớn ra. Giờ phút này như cũ bụi đất nùng liệt, tam đầu sư tử trực tiếp tạp vào sơn thể chung. Ha hả cười nói, xuất hiện đi, biết các ngươi không chết, còn chờ ta ở tới một kích không thành. Khụ khụ. Đừng đừng đừng, chúng ta thần phục, chúng ta thần phục. Ho khan chung mang theo hoảng sợ, ngay sau đó sơn thể bùn đất đá vụn nổ tung, tam đầu lão sư tử hóa thành hình người, từ giữa bay ra tới. Chẳng qua giờ phút này tam đầu sư tử nhìn qua tương đối thê thảm, toàn thân đều mang theo thương, khóe miệng máu chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Nhất thảm chính là vừa rồi thử Dương Nghị Vân lão tam, ngực trực tiếp xuất hiện một cái động lớn lại là bị Dương Nghị Vân một kích đánh xuyên qua. Ta chờ thần phục. Ngay sau đó tam đầu sư tử quỳ gối Dương Mỗ Nhân trước mặt, thân thể đang không ngừng phát run. Hô! Nhìn đến tam đầu lão sư tử quỳ xuống, Dương Nghị Vân trong lòng cũng mặc danh tặng khẩu khí. Kỳ thật hắn biết đây là tam đầu lão sư tử quá tích mệnh, cũng không tưởng chân chính đánh bạc mệnh tới cùng hắn chém giết, nếu không từ lúc bắt đầu tam đầu lão sư tử liền cùng hắn đánh bạc mệnh đi làm, thật đúng là không nhất định nhẹ nhàng. Có lẽ làm theo có thể bắt lấy. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, thậm chí hắn muốn trả giá rất lớn đại giới mới có thể bắt lấy tam đầu sư tử. Bởi vì bọn họ chung quy là thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh đại yêu, điểm này từ bọn họ ba cái thương thế thượng là có thể đến ra kết luận. Hắn thúc giục càn khôn thần điện lực lượng, chỉ là đem tam đầu lão sư tử cấp một chút đánh bay đi ra ngoài, cũng không phải một chút diệt sát, thuyết minh bọn họ cường đại. Nhìn như trên người thương thế nghiêm trọng thảm thiết. Kỳ thật không có chân chính thương đến bọn họ chí mạng căn bản. Có thể quỳ trước mặt hắn, kinh hách nguyên nhân chiếm đa số. Mà hắn có thể vận dụng càn khôn thần điện lực lượng số lần nhiều nhất chính là 3 lần, 3 lần lúc sau nếu là làm không xong tam đầu sư tử, chính là hắn xong đời. Đương nhiên liều mạng chém giết liền tính là hắn đối mặt ba cái thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh đại sư tử, cũng là có thể giúp được. Tự thân thực lực cực hạn cũng liền ở thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh. Lại hoặc là đối mặt sinh tử đại địch hắn có lẽ cực hạn, toàn thân thủ đoạn thi triển ra tới cũng là có thể đối thượng thông ngộ ngũ trọng thiên đi. Dù sao hắn nhiều bức, điểm này hắn biết. Rõ ràng không có nhập thông ngộ, lại có thể sát thông ngộ, từ nào đó góc độ tới nói, kỳ thật hắn tu luyện đã biến dị, ở trên người hắn thông ngộ không thông ngộ đã không quan trọng. Càng chuẩn xác một chút có thể nói, ở trên người hắn tu luyện cảnh giới đã vô pháp định nghĩa, giống như là Điêu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Cá Trạch. Tuyết miêu giống nhau, có thực lực, nhưng không có một cái lẽ thường cảnh giới cấp bậc định nghĩa. Tu luyện phương thức biến hóa lúc sau, vượt qua bình thường lý giải. Nói hắn biến thành quái vật, tựa hồ càng vì thích hợp. Trong cơ thể tiên tinh trong vòng 10 loại thuộc tính lực lượng đại cân bằng, dung với tiên tinh trong vòng, đây là bất luận cái gì một cái tu luyện sinh linh đều không thể tưởng tượng đi. Ít nhất ở tiên giới hẳn là không có. Trung điểm là Dương Nghị Vân phát hiện 10 loại thuộc tính lực lượng tồn tại cùng tự mang pháp tắc. Đây mới là nghiêu bức một chút, nếu không hắn cũng không có khả năng búng tay gian làm 10 cái đại yêu hôi phi yên diệt,
há mồm chi gian muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật đúng là thần tiên thủ đoạn. Đương nhiên này còn không phải nhất nghiêu, nhất nghiêu chính là, Dương Mẫu Nhân phát hiện 10 loại thuộc tính lực lượng dung hợp ở bên nhau lúc sau, sẽ có vô hạn khả năng xuất hiện, dự báo chính là hắn vô hạn tiềm lực. Liền giống như phía trước hắn ngưng tụ ra 10 viên lực lượng hình cầu, đột nhiên kỳ tưởng sử dụng trận pháp, kết quả trận pháp uy lực đại trấn, uy lực vô cùng. Rất nhiều như thế loại khai quật tin tưởng tương lai sẽ càng nhiều, cũng liền ngoài ý muốn thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Mà tiên tinh trong vòng 10 loại thuộc tính lực lượng hội tụ mà thành lực lượng hạt giống hiện tại mới là gạo kê viên giống nhau tiểu, hắn đã ở tùy thời tùy chỗ ở hấp thu thiên địa chi lực cùng thiên địa pháp tắc không ngừng ở ngưng tụ luyện hóa, nói cách khác hắn tu vi trưởng thành cũng không có bởi vì tiên tinh biến hóa mà đình chỉ, ngược lại ở nhanh chóng tăng lên. Bực này cảm giác quả thực không cần quá sảng. Tiên tinh trong vòng 10 viên gạo kê viên liền tương đương với là hoàn toàn mới căn cơ, thập toàn thập mỹ thăng cấp bản, bực này căn cơ không chỉ là lực lượng còn có 10 đại thuộc tính pháp tắc. Hoàn toàn mới biến đổi lớn. Cho nên Dương Nghị Vân mới có thể cảm giác chính mình đã biến thành quái vật. Hiện tại cũng đã có thể nháy mắt hạ gục thông ngộ tam trọng thiên, làm nằm sấp xuống 4 trọng thiên, hắn thật sự không biết về sau tu luyện ở trưởng thành một bước, lại ở trưởng thành đi xuống sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên này trong đó Dương Nghị Vân phát hiện một cái mấu chốt vấn đề. Cái này mấu chốt là trưởng thành tăng lên vấn đề, đó chính là công pháp. Càn khôn tạo hóa công tu luyện xưa nay chưa từng có thông thuận, cùng tiên tinh trong vòng 10 đại lực lượng căn cơ quả thực thiên y vô phùng, vận chuyển chi gian chân chính đạt tới tâm ý tương thông thiên nhân hợp nhất nông nỗi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, có lẽ lúc này mới chân chính thần đạo công pháp vận chuyển đi. Nhìn tam đầu lão sư tử quỳ xuống run rẩy thần phục, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, nâng lên há mồm. Nói chuyện bên trong tam tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện, trôi nổi hướng tam đầu lão sư tử. Tam đầu lão sư tử nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, nhìn hiện lên ở bọn họ trước mặt tam tích thủy tích, toàn thân đều là run lên, trong lòng mắng, gian trá nhân tộc A, chúng ta đều nói thần phục tự nhiên sẽ giao ra yêu hồn ấn ký, chịu ngươi sinh tử khống chế, ngươi mẹ nó còn không yên tâm sao? Đây là cho chúng ta uống thuốc độc không thành. Ở tam đầu lão sư tử trong mắt tam tích xanh biếc chung mang theo một tia màu tím giọt nước, chính là độc dược. Bất quá. Lại cũng tựa hồ nhìn không giống, thậm chí tam tích thủy tích chung ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng, nhịn không được muốn một ngụm nuốt vào. Nhưng đây là nhân tộc độc thủy sao? Tôn kính nhân tộc cường giả, chúng ta tam huynh đệ nguyện ý giao ra yêu hồn ấn ký, chẳng lẽ còn không bỏ một con đường sống sao? Lão sư tử trung lão đại mở miệng nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch này tam đầu lão sư tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Ha hả cười nói, ngu xuẩn A, tiểu gia ta muốn thu thập các ngươi đã sớm động thủ, giờ phút này tam tích thần thủy, có lẽ có thể chúc các ngươi huyết mạch ở tiến thêm một bước, đột phá đến thông ngộ ngũ trọng thiên, cẩn thận đi cảm thụ một chút, nội loại chất chứa chính là cái gì lực lượng. Yêu hồn liền không cần giao ra đây, từ các ngươi quỳ xuống một khắc khởi. Tiểu gia ta liền tiếp thu các ngươi thần phục, không cần thiết lại đối với các ngươi hạ độc, lời nói thật nói nếu không phải muốn nhìn một chút thần thủy hiệu quả, cũng coi trọng các ngươi thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh tu vi, tam tích thần thủy mới sẽ không bạch bạch cho các ngươi. Chủ nhân nếu bọn họ không cần cho ta đi, ta yêu cầu A. Đúng lúc này thử vương thanh âm mang theo kích động vang lên, lục soát một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Thứ này chính là biết tam tích thần thủy công hiệu. Cũng là đạt được quá chỗ tốt, hắn đi vào tiên giới lúc sau, đã từng còn ảo tưởng nhìn thấy chủ nhân lúc sau, lại hướng chủ nhân cầu một giọt sinh mệnh chi thủy, cũng đích xác ở ngày đó Dương Nghị Vân thu phục than đen thời điểm cầu quá, nhưng chủ nhân chưa cho hắn. Lúc này tam đầu lão sư tử cư nhiên còn trở thành độc dược, hơn nữa nghe được chủ nhân đối tam đầu lão sư tử nói chuyện lúc sau, hắn liền nhìn không được ra mặt dày thấu đi lên tác muốn. Đây là tiên giới, hắn thử vương cũng thành yêu tiên. Mà chủ nhân càng là tiên trung chi tiên, đều đi qua lâu như vậy, hiển nhiên chủ nhân trên người sinh mệnh chi thủy cũng có biến hóa. So năm đó hắn dùng quá thời điểm nhan sắc chính trực xanh biếc còn mang theo một tia màu tím ở trong đó, hiển nhiên chủ nhân cái này làm cho trí bảo cũng tiến hóa tới rồi càng cao trình tự, ăn vào lúc sau tất nhiên có lớn lao chỗ tốt. Thử vương là thiệt tình muốn. Nhưng là... Dương Mẫu Nhân lại một lần làm thử vương thất vọng rồi. Người thứ này, chờ xem. Một năm sau nhắc nhở ta cho ngươi tam tích. Dương Nghị Vân nhìn đến thử vương buông rèm ướt át bộ dáng cười mắng một tiếng. Đa tạ chủ nhân thử vương đại hỉ,
có chủ nhân cái này hứa hẹn vậy là đủ rồi, còn một lần cho hắn tam tích. Đừng nói tam tích, hắn cảm giác nếu là hiện tại cho hắn một giọt, hắn cũng có thể bước vào thông ngộ chi cảnh, đáng tiếc a, tiện nghi tam đầu lão sư tử. Mà tam đầu lão sư tử nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, hơn nữa thử vương như vậy một gián đoạn, nhưng cũng biết Dương Nghị Vân không có lý do gì đối bọn họ làm điều thừa hạ độc. Tam tích thủy tích trung đích xác ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, điểm này không lừa được bọn họ. Đối mặt Dương Nghị Vân cường đại, bọn họ là đánh tâm nhãn đều sinh không ra phản kháng ý niệm, một khi đã như vậy một ngụm nuốt vào đi. Ngay sau đó tam đầu sư tử ăn vào từng người trước mặt tam tích thần thủy. Đối, ở Dương Nghị Vân trong miệng chính là thần thủy. Giống, giống giống, đương tam đầu sư tử ăn vào tam tích sinh mệnh chi thủy sau, tức khắc thét dài lên, hóa thành bản thể, thét dài trung tràn ngập thống khổ. Bất quá, bọn họ xác thật cảm nhận được sinh mệnh chi thủy xuống bụng lúc sau chỗ tốt, cư nhiên huyết mạch ẩn ẩn bắt đầu tăng lên. Thân là yêu tộc, cái nào yêu quái không hy vọng chính mình huyết mạch phản tổ tiến hóa. Mỗi một lần tu luyện cường đại chính là một lần huyết mạch phản tổ, huyết mạch càng là phản tổ tiến hóa, liền khoảng cách tổ tiên bước chân càng gần, mỗi một cái yêu tộc quần thể lại cường đại vĩnh viễn là tổ tiên. Cứ việc thống khổ, nhưng bọn hắn trong lòng lại là ở mừng như điên. Thật xa nhìn lại tam đầu sư tử toàn thân huyết quang đại tác phẩm, yêu khí bạo phát mở ra, bọn họ trên người ngọn lửa đại tác phẩm, lại là càng thêm đỏ thắm. Sau nửa canh giờ, tam đầu sư tử trên người quang mang tan đi, ngọn lửa thiên phú lại là hoàn toàn thành đỏ như máu. Ầm ầm ầm, liền vào giờ phút này tam đầu sư tử trên người trước sau nổ vang dựng lên. Yêu khí lần thứ hai đại trướng, uy áp che trời lấp đất phát ra. Dương Nghị Vân nở nụ cười, quả nhiên như hắn sở liệu, tam đầu lão sư tử trước sau đột phá đạt tới thông ngộ ngũ trọng thiên. Cấp tam đầu sư tử sinh mệnh chi thủy, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất tự nhiên là không tin bọn họ thật sự sẽ thần phục, chẳng sợ bọn họ giao ra yêu hồn ấn ký, Dương Mỗ Nhân cũng không yên tâm bọn họ, cho nên sinh mệnh chi thủy chính là cần thiết phẩm, có sinh mệnh chi thủy khống chế hắn mới có thể chân chính an tâm. Đệ nhị, hắn ở ngày đó dung hợp 10 đại thiên địa chi lực sau, Càn Khôn Hồ cũng đã xảy ra một lần thoát biến, không có gì biến hóa lớn, nhưng là sinh mệnh chi thủy nhan sắc chung lại là nhiều một tia màu tím, hắn biết sinh mệnh chi thủy lần thứ hai tiến giai. Cho nên hắn yêu cầu thử xem hiệu quả, vừa lúc tam đầu lão sư tử chính là nhất thích hợp. Kết quả không ngoài sở liệu, hiện tại sinh mệnh chi thủy đối yêu tộc huyết mạch tiến hóa càng thêm cường đại. Không chỉ có làm tam đầu lão sư tử trên người thương thế khôi phục như lúc ban đầu, còn làm cho bọn họ huyết mạch tiến hóa, từ thông ngộ bốn trọng thiên đỉnh đột phá tới rồi thông ngộ ngũ trọng thiên. Ở hắn cảm giác chung sinh mệnh chi thủy cảm ứng cùng tam đầu sư tử chi gian càng thêm chặt chẽ, khống chế lực độ càng cường đại rồi rất nhiều, có sinh mệnh chi thủy khống chế hắn căn bản là không được muốn yêu hồn ấn ký. Yêu hồn ấn ký nhìn như là đem yêu tộc nguyên thần nhéo vào trong tay, nhưng chung quy chỉ là một sợi ấn ký mà thôi. Có chút thiên phú dị bẩm yêu tộc chính là có bí pháp thủ đoạn, nhưng tu vi cường đại lúc sau, xem có thể chặt đứt yêu hồn ấn ký khống chế. Dương Mỗ Nhân vẫn là tin tưởng sinh mệnh chi thủy khống chế, cho rằng trước nay liền không có làm hắn thất vọng quá. Ngay cả tạp mao điểu cùng lão cây liễu cũng khó có thể chạy thoát sinh mệnh chi thủy lực ảnh hưởng. Càng đừng nói tam đầu lão sư tử. Bái kiến chủ nhân, tạ chủ nhân ban tạo hóa, thuộc hạ chờ ngày sau chắc chắn vì chủ nhân máu chảy đầu rơi. Muôn lần chết không chối từ. Tam đầu lão sư tử chăm miệng một lời, bọn họ hiện tại cũng minh bạch, này thật là thần thủy a. Kích động không thể chính mình a, huyết mạch phản tổ tăng lên một tiết, tu vi cũng đột phá tới rồi thông ngộ ngũ trọng thiên, cảm giác này sảng bạo. Đương nhiên thân là thông ngộ đại yêu, cũng cảm thụ bực này thần kỳ thần thủy, cũng dung với tới rồi bọn họ toàn thân cùng yêu hồn chung, cùng Dương Nghị Vân chi sinh ra rõ ràng mãnh liệt cảm ứng. Mà loại cảm ứng này đó là vô pháp phản kháng cảm ứng. Tam đầu sư tử biết sinh tử của bọn họ hoàn toàn nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay. Nhưng huyết mạch phản tổ tăng lên cùng tu vi đột phá, làm cho bọn họ chỉ có thể đi xem nhẹ điểm này, dù sao ván đã đóng thuyền, không ý nghĩa đi để ý cái này, nếu đi theo một cái có thể làm cho bọn họ huyết mạch phản tổ tăng lên chủ nhân đảo cũng không tồi. Đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chờ tam huynh đệ, liền xưng là ta Vân Môn trông coi sư tử, ân. Cho các người ban danh, Kim Mao Sư Vương tạ lão đại, tạ lão nhị, tạ lão tam, nhưng có ý nghĩa. Dương Mỗ Nhân nhìn tam đầu hóa thành hình người lão sư tử, trừ bỏ tóc màu đỏ ở ngoài, tiến hóa lúc sau tuổi trẻ rất nhiều, thành trung niên bộ dáng,
sống thoát thoát điện ảnh kịch trung tạ tốn tiên giới phiên bản, thỏa mãn một ít ác thú vị. Đa tạ chủ nhân ban danh. Tam đầu sư tử cùng kêu lên nói lời cảm tạ, cảm giác chủ nhân ban cho cái này tên tuổi cùng tên đều không tồi a. Kim Mao sư vương, nghe so hỏa diễm sư tử vang dội nhiều, càng thêm khí phách, càng thêm phù hợp bọn họ, về sau bọn họ chính là Kim Mao sư vương nhất tộc. Cách đó không xa than đen cùng cá trạch nghe chủ nhân cấp tam đầu sư tử ban danh, quả thực trong lòng đố kỵ. Nghe một chút nhân ra tên, tạ lão đại tạ lão nhị tạ lão tam, chúng ta đâu? Một cái than đen, một cái cá trạch. Than đen cùng cá trạch đối dương mẫu nhân trong lòng oán niệm rất lớn, nhưng cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng không dám nói xuất khẩu tới. Đến tận đây dị vực giới phương đông đầu sỏ sư tử vương tọa hạ thế lực xem như bị dương mẫu nhân hoàn toàn tan rã. Rồi sau đó mục tiêu kế tiếp, hắn đặt ở dị vực giới phương Bắc, nơi nào là con TT nhất tộc địa bàn, là tử kim giáp hoàng địa bàn. Đương nhiên dương mẫu nhân năm đó lần đầu tiên tới dị vực giới thời điểm thu phục quá một cái tử kim giáp hoàng tư sinh tử, hơn nữa hứa hẹn quá muốn cho kia tiểu tử huyết mạch xưng là tử kim huyết mạch, thậm chí càng cao. Năm đó rời đi thời điểm, làm hắn đi tử kim gia tộc đi tìm hiểu tin tức, tuy rằng đến nay không tin tức truyền đến, nhưng Dương Nghị Vân cũng không chuẩn bị đợi, hiện giờ đã có thực lực, vậy tự mình đi đi. Dị vực giới mấy đại đầu sỏ dưới tòa thông ngộ đại yêu, hắn đều phải cướp đoạt mang đi. Này đi phương Bắc cũng là vì tìm dư lại đại yêu, thuận tiện cướp đoạt cao thủ. Dương mẫu nhân trước kia không thực lực không dám, nhưng hiện tại hắn dám ở dị vực giới đi ngang, không chuẩn bị chờ đợi, chủ động xuất kích đi. Thu phục một đám thông ngộ đại yêu là hắn mục tiêu, bởi vì hắn phải vì sau này đối phó tiên giới tam đại thiên tôn thế lực, tiêu giao cung, sao băng điện mà chuẩn bị. Này đó nhân tộc thế lực lớn, bên ngoài thượng cũng không có gì thông ngộ cao thủ, nhưng ai biết đâu. Đặc biệt là tam đại thiên tôn thế lực, có thể chúa tể tiên giới vô số năm, liền tính là bọn họ thiên tôn rời đi, bọn họ há có thể không nội tình. Đánh chết Dương Nghị Vân đều không tin. Cùng này mấy nhà đã kết thù, hóa giải không khai, không lộng chết bọn họ, hắn tâm bất an, Vân Môn cũng không an bình. Cho nên Dương mẫu nhân muốn cướp đoạt dị vực giới đại yêu. Tới dị vực giới vì tìm những cái đó bạn cũ, nếu hiện tại có thế lực, vậy đem dị vực giới phiên một lần đi. Dù sao là yêu tộc địa bàn, hắn mới mặc kệ loạn không loạn. Kế tiếp Dương Nghị Vân cấp tam đầu sư tử Nga không đúng, hiện tại hẳn là tạ ra tam huynh đệ một câu, mang theo nhà các ngươi bảo khố, chúng ta đi phương Bắc. Dương mẫu nhân như vậy chắc chờ tự nhiên cũng không quên lục soát qua thiên tài địa bảo, trên thực tế phi ưng vương hang ổ đã bị hắn rửa sạch một bên, thu hoạch vô số, sư tử vương địa bàn thượng tự nhiên cũng sẽ không quên. Vân Môn thành lập không lâu. Yêu cầu thiên tài địa bảo tới chống đỡ đệ tử môn nhân tu luyện. Một ngày lúc sau tạ gia tam huynh đệ thịt đau nộp lên sư tử vương hang ổ thiên tài địa bảo, Dương mẫu nhân mặt mày hớn hở, bàn tay vung lên, xuất phát, bắc phạt. Đương nhiên trước khi đi hắn cùng tử hoàng nói một ít lời nói cũng không biết nói gì đó. Là ở Dương mẫu nhân đi rồi, tử hoàng lấy thiết huyết thủ đoạn, đem sư tử vương địa bàn thượng lớn nhỏ yêu quái chỉnh hợp, lúc sau mang theo 7 yêu đi phi ưng sơn. Dương mẫu nhân chỉ mang đi thông ngộ cấp bậc đại yêu, thông ngộ một chút những cái đó yêu quái xem nhưng không mang đi, những cái đó yêu quái quần thể mới là khổng lồ. Thực rõ ràng Dương mẫu nhân thành toàn tử hoàng. Bởi vì hắn biết tử hoàng có dã tâm, kia hành, dị vực giới để lại cho ngươi lăn lộn đi, dù sao anh em ta không có hứng thú, chỉ cần những cái đó đại yêu. Đến nỗi ngày sau dị vực giới năm đại đầu sỏ nếu là trở về nói, đại náo dị vực giới này một cái nồi, ngươi tử hoàng liền đi bối đi. Cùng ta Dương mẫu nhân không quan hệ. Đương nhiên trở về khả năng tính xa vời. 10 ngày lúc sau, Dương mẫu nhân mang theo một chúng đại yêu minh mông cuồn cuộn xuất hiện ở phương Bắc, tử kim giáp hoàng địa bàn. Cùng địa phương khác đều không giống nhau chính là, tử kim giáp hoàng địa bàn, chỉ có con TT nhất tộc, không có ngoại tộc tồn tại. Mà ở dị vực giới năm đại đầu sỏ bên trong, nghe đồn tử kim giáp hoàng là thực lực mạnh nhất một cái, đương nhiên đây là bên ngoài thượng. Chân chính cường đại một vị đầu sỏ, dựa theo tạ gia tam huynh đệ cách nói kỳ thật là phương Nam đầm lầy cá mập trắng kinh hoàng, kia mới là một vị thần bí cường giả. Mặc kệ là minh là ám, hai vị này là xương hoàng tồn tại, hiển nhiên đều không thể khinh thường. Nhưng hiện tại bọn họ đều đi lên trời lộ, đảo cũng so không quá lo lắng. Mà lời nói mặt khác, dẫn đầu cường đại, nhận lấy yêu tự nhiên cũng sẽ không kém. Cho nên Dương Nghị Vân tới rồi tử kim giáp hoàng địa bàn sau. Đảo cũng bảo trì cảnh giác,
hơn nữa làm cá trạch dừng lại, chờ tin tức. Chờ đương nhiên là con TT, Xuyên Sơn Hiếu, tử kim giáp hoàng tư sinh tử, cũng là thứ 9 tử. Xuyên Sơn Hiếu là năm đó hắn cấp lấy tên, xem như rất nhiều yêu tiên linh sủng trung bình thường nhất một cái tên. Cửu hoàng tử Xuyên Sơn Hiếu, năm đó thiếu chút nữa đem Hầu Đậu Đậu cấp giết, dựa theo Dương Mẫu Nhân ý tứ, mặc kệ có phải hay không cái gì tử kim giáp hoàng tư sinh tử, đều hẳn là chết. Nhưng năm đó hắn không có giết. Liền bởi vì một chữ, Hiếu. Không sai, Xuyên Sơn Hiếu tên cũng là bởi vì này hắn mới lấy. Năm đó Dương Mẫu Nhân sở dĩ không có giết Xuyên Sơn Hiếu, chính là bởi vì nghe xong Xuyên Sơn Hiếu giảng thuật muốn cứu mẹ chuyện xưa, cho nên để lại hắn một mạng. Nếu không dựa theo Dương Mẫu Nhân tính cách Xuyên Sơn Hiếu đuổi giết Hầu Đậu Đậu, tuyệt đối giết hắn. Chẳng qua Xuyên Sơn Hiếu là vì cứu mẹ. Xuyên Sơn Hiếu thật là tử kim giáp hoàng tư sinh tử, nhưng lại huyết mạch không thuần, con tê tê nhất tộc chung lấy huyết mạch cao quý tử kim vi tôn, cũng là hoàng tộc, nhưng Xuyên Sơn Hiếu lại là tử kim giáp hoàng rượu sau với một nha hoàn sở sinh, cũng chính là Xuyên Sơn Hiếu mẫu thân. Hắn mẫu thân chính là con tê tê nhất tộc chung huyết mạch cấp bậc nhất đế hôi giáp tộc, dẫn tới ra đời Xuyên Sơn Hiếu huyết mạch không thuần, lân giáp là màu đỏ đậm, mà phi tử kim huyết mạch. Cho nên Xuyên Sơn Hiếu mẫu thân bị đánh vào tử kim gia tộc cấm địa cầm tù, tội danh là làm bẩn hoàng tộc huyết mạch, mà Xuyên Sơn Hiếu cũng không chịu tử kim nhất tộc đãi thấy, rời đi tử kim gia tộc. Cũng may dựa theo Xuyên Sơn Hiếu cách nói, tử kim giáp hoàng dựa theo vẫn là chiếu cố hắn, chỉ là ngại với những cái đó tộc lão cũng không có làm ra cái gì chân chính đền bù. Bởi vậy có thể thấy được tử kim gia tộc quy củ là nghiêm ngặt, ngay cả tử kim giáp hoàng cũng có bất đắc dĩ, nhưng ở Dương Nghị Vân xem ra. Này trong đó tử kim giáp hoàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, có lẽ cũng là cố ý vì này. Dù sao Xuyên Sơn Hiếu mục đích là đem mẫu thân từ cấm địa cứu ra, nhưng những cái đó trong tộc định ra quy củ là, hoặc là ngươi Xuyên Sơn Hiếu trở thành tử kim huyết mạch, hoặc là tu luyện đến yêu tôn. Này hai điều kiện đệ nhất đối Xuyên Sơn Hiếu tới nói, quả thực là không thể hoàn thành, tử kim huyết mạch đó là trời sinh, hắn không đến lựa chọn chỉ có cái thứ hai điều kiện, tu vi thượng trở thành tôn cấp. Xuyên Sơn Hiếu đích xác thực nỗ lực, năm đó Dương Nghị Vân gặp phải hắn thời điểm chính là đại yêu đế cấp bậc. Mà Dương Nghị Vân thu phục mặc vào Hiếu lúc sau, năm đó trước khi đi thời điểm ban cho quá Xuyên Sơn Hiếu một giọt sinh mệnh chi thủy, ở lúc sau liền mãi cho đến hiện tại. Lại là không biết hắn hiện giờ như thế nào mắt. Huyết mạch có hay không tiến hóa phản tổ, có hay không đột phá đến tôn cấp. Dựa theo hắn suy đoán, tôn cấp tất nhiên là đột phá, rốt cuộc đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Liền tính là không có hắn trợ giúp Xuyên Sơn Hiếu cũng thành công đột phá tới rồi tôn cấp. Nhưng là huyết mạch có hay không đột phá liền không xác định, rốt cuộc một giọt sinh mệnh chi thủy công hiệu muốn làm Xuyên Sơn Hiếu huyết mạch tiến hóa đến tử kim huyết mạch vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lúc ấy sinh mệnh chi thủy còn không có quá tiến giai. Xuyên Sơn Hiếu chính là hắn năm đó dựa vào trực giác chôn ở tử kim gia tộc một quả cái đinh. Vì chính là một ngày kia nếu là đối thượng tử kim gia tộc, cũng hảo có cái chuẩn bị. Hiện giờ này cái đinh có thể khởi động. Lần này tới, kỳ thật có một bộ phận, hắn là tới thực hiện đối Xuyên Sơn Hiếu hứa hẹn. Hiện giờ sinh mệnh chi thủy, một giọt cũng đủ làm Xuyên Sơn Hiếu huyết mạch tiến hóa đến tử kim. Hơn nữa hắn còn sẽ giúp Xuyên Sơn Hiếu cứu mẹ, như cần thiết, càng sẽ làm Xuyên Sơn Hiếu trở thành tử kim nhất tộc tân tử kim hoàng, đến lúc đó nhưng cùng tử hoàng tương hô ứng. Hắn làm này đó tự nhiên cũng là lợi kỷ. Tương đương cấp phân môn ở bên ngoài an bài minh hữu, ứng đối về sau khốn cảnh chi dùng. Thế gian việc ai cũng nói không chừng sẽ là cái dạng gì biến hóa. Cho nên Dương Mẫu Nhân ở dị vực giới bố cục cũng không có gì sai. Phòng ngừa chu đáo đi. Dù sao hắn lần này là chuẩn bị đem dị vực giới phiên một lần, tìm người cũng thu yêu. Tử kim con tê tê một phen hắn cũng không tính toán buông tha. Sinh mệnh chi thủy cảm giác biến cường đại rồi. Dương Mẫu Nhân cảm ứng được Xuyên Sơn Hiếu, cho hắn phóng xuất ra tin tức tới gặp hắn. Làm cá trạch phi đi xuống, mang theo một loại đại yêu dừng lại ở một chỗ sơn cốc. Dương Mẫu Nhân khoanh chân tĩnh tọa, tùy thời tùy chỗ ở tu luyện, nghiên cứu trong cơ thể 10 đại thuộc tính lực lượng huyền bí. Niêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng từ từ bảo hộ ở bốn phía, không cho người quấy rầy hắn, chờ con tê tê đã đến. Cảm ứng thực xa xôi, rất ít ở vạn dặm ở ngoài. Nhưng Dương Nghị Vân đích đích xác xác là cảm ứng được Xuyên Sơn Hiếu. Như thế mãnh liệt cảm ứng là xưa nay chưa từng có, Dương Nghị Vân đem biến hóa này quy kết tới rồi 10 đại thuộc tính lực lượng nhập thể sau biến đổi lớn.
thời gian ở tu luyện trạng thái hạ là bay nhanh sói mòn, đối với đương sự tới nói là căn bản không có cảm giác. Nhoáng lên đi qua nửa tháng. Nhưng là Xuyên Sơn Hiếu như cũ không có tiến đến. Dương Mẫu Nhân lại là tại đây một ngày bỗng nhiên mở hai mắt, lẩm bẩm, là đã xảy ra chuyện sao? Ca phải đi sao? Tiểu Phượng Hoàng phát hiện Dương Nghị Vân tỉnh lại hỏi. Ân, trực tiếp đi trước Tử Kim nhất tộc, Xuyên Sơn Hiếu có thể là đã xảy ra chuyện, Dương Nghị Vân nói. Ngay sau đó đoàn người trực tiếp xuất phát. Phía trước hắn cảm ứng Xuyên Sơn Hiếu trong cơ thể sinh mệnh chi thủy, hơn nữa phóng xuất ra tiến đến gặp nhau tin tức, đương nhiên chỉ là một loại cảm ứng, không như vậy mơ hồ, bất quá hắn là chủ, Xuyên Sơn Hiếu là phó, ta phóng thích sinh mệnh chi thủy hơi thở, Xuyên Sơn Hiếu tự nhiên sẽ đến thấy hắn. Nhưng nửa tháng qua đi, như cũ không có tới, hơn nữa ở cảm giác chung hắn có thể cảm ứng được Xuyên Sơn Hiếu hơi thở mỏng manh đi xuống, này liền chỉ có thể thuyết minh. Không phải Xuyên Sơn Hiếu không tới thấy hắn, mà là ra chuyện gì tới không được. Như thế, Dương Nghị Vân tự nhiên muốn đích thân Sơn Môn đi. Mặc kệ người Tử Kim con tê tê nhất tộc có bao nhiêu nghiêu, ta Dương Nghị Vân hiện giờ cũng dám Sơn Môn đi dẫm nhất dẫm các người Tử Kim nhất tộc ngạch cửa. Xuyên Sơn Hiếu là hắn Dương Nghị Vân người, trừ bỏ hắn bất luận kẻ nào không quyền lực xử trí Xuyên Sơn Hiếu. Tử Kim nhất tộc cũng không được. Dương Mỗ Nhân đối Xuyên Sơn Hiếu ấn tượng là không tồi. Liền bởi vì hắn có đại hiếu tâm, hành động đều là ở vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân, đem hắn mẫu thân từ Tử Kim nhất tộc cấm địa cứu ra, hơn nữa có khả năng nói, thay đổi hắn cùng mẫu thân ở Tử Kim nhất tộc thân phận địa vị. Năm đó lần đầu tiên tới dị vực giới thời điểm, vấn đề này hắn tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại. Đi, xuất phát đi. Mang theo một đám đại yêu, thẳng đến Tử Kim con tê tê nhất tộc. Hắn không đi qua, không biết địa phương. Nhưng bên người đại yêu Tạ Gia Tam huynh đệ cùng Huyết Ưng bọn họ cũng đều biết. Tử Kim con tê tê nhất tộc hang ổ tọa lạc ở phương Bắc Tử Kim Sơn Mạch một chỗ đại trong hạp gốc, dựa theo Tạ Lão Đại nói, thật lớn hẻm núi hai sườn núi lớn đều bị đào rỗng, kiến tạo ra Tử Kim Hoàng Cung, thực đồ sộ. Nhưng cũng dừng tay nghiêm ngặt. Cũng nói qua, dị vực giới năm đại đầu sỏ chung, duy độc Tử Kim nhất tộc cường đại nhất, cá mập trắng kình một mạch thần bí nhất, dù sao là khó đối phó. Không chừng ở Tử Kim nhất tộc có thể gặp phải cao giai thông ngộ đại yêu. Đối này Dương Nghị Vân cũng có chuẩn bị tâm lý, đi liền biết, đến lúc đó lại nói. Hắn bên người ngưng tụ dị vực giới hai đại đầu sỏ dưới tòa cao giai đại yêu, thêm lên chẳng lẽ còn làm bất quá người Tử Kim một nhà không thành. Một ngày lúc sau bọn họ một hàng xuất hiện ở Tử Kim đại hẻm núi bên ngoài. Nhìn Tạ lão tử trong miệng Tử Kim đại hẻm núi, Dương Nghị Vân thật đúng là có điểm cảm thán. Vốn dĩ cho rằng vân môn kia chờ phong thủy bảo địa cũng đã phi thường không tồi. Nhưng nhìn đến Tử Kim đại hẻm núi sau, hắn cảm thấy nhân gia nơi này cũng không tồi, đương nhiên là phong cảnh thượng không tồi, đến nỗi có phải hay không tiên gia phủ đệ, kia muốn xem nội tại. Nhưng từ bên ngoài đi xem, thật là một đạo lượng lệ phong cảnh, cũng biết Tử Kim hai chữ từ cùng mà đến. Cùng mặt khác ngọn núi sơn thể bất đồng, cái này đại hẻm núi sơn thể là Tử Kim sắc, phi thường lóa mắt. Hơn nữa vẫn là thiên nhiên hình thành, cũng không có trải qua pháp lực cải tạo. Nhưng là, thật dài là đại hẻm núi chi danh, nhưng lại liếc mắt một cái liền nhìn đến đế, trong tầm mắt toàn bộ hẻm núi chính là 100 mét chiều sâu mà thôi, hơn nữa cái gì đều không có. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân liền minh bạch, đây là trận pháp che giấu thủ đoạn, rất cao minh, hắn cư nhiên không thấy suốt trận pháp dấu vết. Lúc này Tạ lão đại mở miệng nói, chủ nhân... Chân chính Tử Kim đại hẻm núi bị đại trận bao phủ, thấy thì thấy không đến, rất nhiều năm trước ta đi theo sư tử vương đã tới một lần, khi đó là Tử Kim nhất tộc ra tới nghênh đón. Ngụ ý chính là nói, nhân gia không mở cửa, chúng ta vào không được, căn bản tìm không thấy địa phương. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đi tiến lên kêu gọi, liền nói tiên giới hỗn loạn tiên vực vân môn Dương Nghị Vân bái phỏng, Nga không, liền nói là hỗn loạn chúa tể tới chơi. Dương Mỗ Nhân thuận miệng liền cho chính mình sách phong một cái danh hào, bởi vì hắn cảm thấy môn chủ cái này tên tuổi có điểm không đủ tư cách điều, mà Tử Kim nhất tộc được xưng hoàng tộc, không thể ở tên tuổi thượng yếu đi xuống. Người Tử Kim nhất tộc không phải được xưng hoàng tộc sao? Ta đây Dương Mỗ Nhân chính là hỗn loạn tiên chủ, cho chính mình tới cái hỗn loạn chúa tể tên tuổi áp quá ngươi. Tạ lão đại nghe Dương Mỗ Nhân không biết xấu hổ tự phong, sửng sốt một chút, trong lòng nói thầm. Người cũng thật dám phong a, chúa tể. Cái này tên tuổi cũng không phải là ai đều có thể gánh vác khởi. Tiên giới tam đại đầu sỏ thế lực, được xưng là tiên giới chúa tể thế lực,
Tam gia đương gia người ở tiên giới đứng đầu thời điểm, cũng không chính mình xưng quá chúa tể, nhiều lắm là được xưng thiên tôn, kia cũng đã là cao cao tại thượng. Dương mẫu nhân đến hảo, há mồm liền cho chính mình tới một cái chúa tể chi danh. Cũng may mắn là hỗn loạn chúa tể, mà chưa nói là tiên giới chúa tể, nếu không không bị toàn bộ tiên giới nghèo này công kích, cũng muốn đừng nước miếng cấp chết đuối không thể. Người Dương Nghị Vân sao không nghịch thiên đâu? Phát cái gì lăng a, mau đi. Dương mẫu nhân xem Tạ lão đại không nhúc nhích, trừng mắt giống lên một tiếng. Ách nga, lập tức đi Tạ lão đại cổ co rụt lại, vội vàng lắc mình. Phân thần, đương nhiên giờ phút này Dương mẫu nhân đem cái này chúa tể khẩu hiệu hô lên tới, trong lòng lại cũng ngượng ngùng, hỗn loạn chúa tể a. Hắn minh bạch này bốn chữ hàn ý, trở về sau truyền bá đi ra ngoài, hắn là có thể tưởng tượng đến, hỗn loạn tiên vực những cái đó che giấu cường giả tuyệt đối sẽ nhảy ra. Chúng ta này đó đại lão cũng chưa xưng quá chúa tể, người Dương Nghị Vân thật đúng là dám tưởng a. Kế tiếp hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến, phiền toái sẽ cuồn cuộn không ngừng đã đến. Nhưng là, hắn không hối hận, thậm chí, kỳ thật, hắn là cố tình mà làm. Vì cái gì? Bởi vì hỗn loạn tiên vực, chỉ có thể có một cái thế lực, đó chính là hắn Vân Môn, hắn muốn chúa tể hỗn loạn tiên vực, bao gồm những cái đó che giấu lên cường giả thế lực. Tỷ như, tiểu hồng hoang thiên đình. Lần trước không đi thành, thậm chí đi thiên đình thực khó khăn, kia hành, tiểu gia không đi, chờ các ngươi thiên đình tới tìm phiền toái, đến lúc đó nói không chừng hoa sen đen cũng sẽ xuất hiện. Sau đó đem thiên đình thế lực cấp bắt lấy, hoàn toàn giải quyết hỗn loạn tiên vực âm thầm thế lực. Làm Vân Môn một nhà độc đại, hắn Dương mẫu nhân chúa tể hỗn loạn tiên vực, trở thành toàn bộ tiên giới đệ nhất tiên vực chúa tể. Nghĩ như thế, nhưng thật ra thực không tồi. Thiên đình cùng dị vực giới đều là yêu tộc địa bàn, vậy từ dị vực giới bắt đầu nổi danh đi, không có gì không tốt. Tạ lão đại đi hướng Sơn Cốc đi kêu, hỗn loạn tiên vực chúa tể Dương Nghị Vân tiến đến bái phỏng Tử Kim nhất tộc. Thanh âm vang vọng phía chân trời, cũng truyền vào trong Sơn Cốc. Dương Nghị Vân nhìn cũng cảm nhận được, hắn càn khôn chi mắt cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới có trận pháp tồn tại, bất quá đường hắn nhắm mắt lúc sau, phóng xuất ra thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng thời điểm, lại là rốt cuộc cảm nhận được bất đồng. Cái dạng gì bất đồng đâu? Tự nhiên là năng lượng bất đồng, bất luận cái gì trận pháp đều yêu cầu năng lượng đi duy trì. Mà Dương mẫu nhân trong cơ thể 10 đại năng lượng cơ hồ là 9 thành 9 bảo hàm trong thiên địa sở hữu năng lượng, liền không có hắn cảm thụ không đến năng lượng dao động. Nhà ngươi trận pháp tinh diệu nghiêu bức, có thể nghiêu quá ta. Một cái càn khôn chi mắt đều nhìn không tới trận pháp, giờ phút này lại là xích quả quả hiện ra ở hắn trong óc. Đương nhiên nói trắng ra là chính là một cái môn hộ mà thôi. Hắn tìm được rồi, nhưng cũng không nóng nảy mạnh mẽ xông vào. Tiên lễ hậu binh lại nói. Nếu là con tê tê nhất tộc đem hắn mời vào đi đảo cũng thế, nếu là. Vậy đánh đi vào. Dù sao hắn cũng không để bụng. Người Tử Kim nhất tộc nghiêu bức, có thể nghiêu quá ta Dương mẫu nhân phía sau nhiều như vậy thông ngộ đại yêu. Đích xác Dương mẫu nhân bên người hiện tại có thế lực đứng đầu giả 4 cái, tiểu phượng hoàng đương vì đệ nhất, Tạ gia tam huynh đệ dùng hắn sinh mệnh chi thủy sau đột phá tới rồi thông ngộ ngũ trọng thiên, trên cơ bản cùng tiểu phượng hoàng tề bình. Kế tiếp đó là thông ngộ tam trọng thiên đỉnh huyết ưng, tam trọng thiên than đen cùng miêu ưng, thông ngộ lưỡng trọng thiên anh vũ, còn có 8 phi ưng thân vệ. Ở lúc sau điêu nhi, cá trạch, thử vương, còn có chính hắn. Này đó đại yêu chung thử vương hơi yếu một chút ở ngoài, mặt khác nhưng đều là thông ngộ đại yêu. Này sợi lực lượng nói thật đi ra ngoài tới rồi tiên giới tuyệt đối là đại oanh động, Dương Nghị Vân tin tưởng liền tính là tam đại thiên tôn thế lực biết cũng đến trong lòng trọng thượng một trọng. Tử Kim nhất tộc các ngươi tốt nhất không cần tự cao tự đại, càng không cần đối xuyên sơn hiếu làm cái gì, nếu không ta Dương mẫu nhân sẽ đối với các ngươi không khách khí. Chờ đợi vĩnh viễn là nhất lệnh nhân tâm phiền sự tình, cũng là nhất ảnh hưởng cảm xúc sự. Tạ lão đại hô to như đá chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Dương mẫu nhân nheo lại đôi mắt. Hảo a, các ngươi Tử Kim nhất tộc quả nhiên không đem ta Dương mẫu nhân để vào mắt, vậy tu trách ta vô tình. Vèo. Dương Nghị Vân chợt lóe thân chi trực tiếp xuất hiện ở Tạ lão đại bên người. Chủ nhân không phản ứng Tạ lão đại xấu hổ mở miệng. Đích xác hô lên tên tuổi rất lớn, hỗn loạn tiên vực chúa tể. Nhưng, nhân gia không để ý tới a. Lui ra, khai ta không đánh vỡ bọn họ tới cửa. Dương mẫu nhân nói chuyện liền phải dùng bạo lực.
nhưng mà lúc này, xác thật trống rỗng vang lên một thanh âm. Cái gì chó má hỗn loạn tiên vực, còn mẹ nó chúa tể, người sao không lên trời đâu. Tràn ngập khinh thường một câu vang vọng bốn phía. Đây là một chút mặt mũi đều không cho, còn ở công nhiên đánh Dương Mẫu Nhân mặt. Đích xác nhân ra không quen biết, càng không biết. Dương Mẫu Nhân trong lòng cái này khí a. Người muội, lão tử ở dị vực giới quấy phong vân cũng coi như lên mấy trăm năm đi, các người còn tê tê nhất tộc liền một chút tin tức cũng chưa được đến. Đánh chết đều không tin. Cho nên Dương Mẫu Nhân trong lòng hỏa khí cọ một chút liền lên đây, cố ý đánh lão tử mặt a. Hành, lão tử cho các ngươi giả bộ hồ đồ. Trên thực tế con tê tê nhất tộc, thật đúng là không biết Dương Mẫu Nhân ở dị vực giới làm phong làm vũ, bọn họ nhất tộc cơ hồ đều là oa ở trong sơn động không ra khỏi cửa cái loại này bản tính, thuộc về siêu cấp trẻ yêu cái loại này. Không biết gần mấy trăm năm dị vực giới phát sinh sự thực bình thường. Oanh! Dương Mẫu Nhân một quyền oanh ra, ngũ quang thập sắc, thiên địa mười lực lớn bùng nổ. Thực mau ở tạ lão đại chờ đại yêu trong mắt. Cửa cốc nơi trống rỗng xuất hiện một cái chớp động trong suốt hình dáng. Hoặc là nói là môn hộ càng vì thích hợp. Răng rắc, một tiếng giòn vang, ngay sau đó Dương Mẫu Nhân bạo lực phá con tê tê nhất tộc môn hộ. Ngay sau đó bốn phía thiên địa một trận vặn vẹo. Ngay sau đó ánh sáng tím lấp lánh, một cái thật lớn tử kim hẻm núi hiện ra ở mọi người tầm mắt. Hai bên cao nhập vân tiêu tử kim núi lớn hiện ra 90 độ vuông góc, như là kính mặt giống nhau. Rậm rạp lớn nhỏ huyệt động trải rộng hẻm núi hai sườn tử kim sơn thể thượng. Cửa cốc càng có 3.000 mễ bộ dáng, kỳ thật cũng không tính khoan, bởi vì hai sườn sơn thể quá cao, cao tới rồi che đậy phía chân trời ánh sáng nông nỗi, bất quá hẻm núi nội lại là một chút đều không tối tăm, bởi vì hai sườn tử kim sơn thể lóng lánh quang mang, cấp hẻm núi cung cấp cũng đủ ánh sáng. Giống nhau nhìn không tới mắt đại hẻm núi chiều sâu, lại là không biết có bao nhiêu sâu. Đây mới là chân chính tử kim đại hẻm núi, con tê tê nhất tộc hang ổ, đương nhiên cầm quyền tuyệt đối là tử kim con tê tê một mạch. Đây là một cái vương quốc giống nhau đại hẻm núi. Lớn mật ngươi, hai cái yêu đế ra, thân xuyên áo giáp ra, nửa thân trần cánh tay trên núi, một thân đen nhánh lân giáp như là thiên nhiên khôi giáp giống nhau, bọn họ là nhân thân hình người, lại là bảo lưu lại lân giáp. Hiển nhiên là trông coi môn hộ binh lính. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua. Trong lòng âm thầm nói, này con tê tê nhất tộc quả nhiên cường đại hơn một ít, yêu đế dùng để trông coi môn hộ, bực này tu vi ngược lại tiên giới một ít tiểu tiên sơn tuyệt đối là một môn một tông chi chủ. Trách không được thành hoàng. Hai cái yêu đế chịu cầm trường thương binh khí hơn nữa là tiên khí, lúc này mới yêu tộc là thực hiếm thấy, rất nhiều yêu tộc đều là vô pháp khí, bởi vì yêu tộc không am hiểu luyện khí chi đạo, nhưng ở dị vực giới lại có nhân tộc cửa hàng, hiển nhiên bọn họ tiên khí là từ nhân tộc trong tay mà đến. Trong đó một cái quát lớn, bất quá một câu không nói xong liền sợ ngây người, ở cái này nhân tộc phía sau thấy được một đại bang đại yêu, các hơi thở cường đại bất phàm, căn bản nhìn không thấu chút nào. Phía trước trông coi thời điểm ở ngủ gật, cũng nghe tới rồi một tiếng cái gì hỗn loạn tiên vực chúa tể tiến đến bái phỏng nói, nhưng lại chút nào không để ý, bọn họ con tê tê nhất tộc cùng dị vực giới mặt khác yêu tộc bất đồng, bọn họ là cao ngạo tích, bất hòa các ngươi này đó bình thường yêu giao tiếp, cho nên căn bản là sẽ không đi xem. Tới chính là cái gì yêu tộc, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía bên ngoài đáp lại một câu ngươi sao không trời cao. Không nghĩ tới ngay sau đó một tiếng ầm vang, bọn họ trận pháp sơn môn liền trực tiếp biến mất, trong tầm mắt xuất hiện một nhân tộc, tức khắc giận dữ mắng, nhưng lại mắng không đi xuống sợ ngây người. Bất quá một cái khác con tê tê yêu đế lại là cơ linh, vèo một chút phi trốn mà đi kinh hoàng hô to, có địch tập. Từng tiếng hô to tức khắc truyền khắp toàn bộ sơn cốc chỗ sâu trong mà đi. Dương Nghị Vân vốn dĩ có thể một cái tát sợ chết hắn, không thể hô to, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tùy ý tên kia con tê tê yêu đế đi phát tín hiệu. Bởi vì hắn không cần lén lút. Đổi làm trước kia sẽ, nhưng hiện tại sẽ không. Thật vất vả có thực lực, tự nhiên muốn biểu hiện, nhà ngươi tử kim giáp hoàng không hề, các ngươi còn có thể nghịch thiên không thành. Giờ phút này Dương Mẫu Nhân tâm thái thật giống như trên mạng nào một chương võng hồng manga anime đồ. Anh em cầm trong tay 40 mễ đại đao, làm ngươi trước chạy 39 mễ. Đương nhiên căn bản liền không để ý tới chạy ra đi đâu một cái. Mà là nhìn trước mắt cái này yêu tộc nói, vừa rồi là ngươi kêu sao không trời cao. Cái này con tê tê yêu đế, cả người chấn động, hắn bị dọa tới rồi, theo bản năng gật gật đầu. Hảo, nào ta khiến cho ngươi trời cao đi.
Dứt lời Dương Mỗ Nhân nhấc chân đá ra. Chạm vào. A. À. Vèo một chút tên này con tê yêu đế trực tiếp bị Dương Mỗ Nhân một chân tăng lên thượng thiên, ngay lập tức liền biến mất ở tầng mây chỗ sâu trong rốt cuộc nhìn không tới. Đến nỗi kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Lấy Dương Mỗ Nhân hiện tại tu vi một chân đá bay một cái yêu đế, chính là ở khi dễ người, Nga không, khi dễ yêu a. À. Nhưng loại cảm giác này liền hai chữ, thật sảng. Nguyên lai khi dễ người Nga không phải khi dễ yêu cảm giác như vậy sảng, trước kia sao không phát hiện đâu. Dương Mỗ Nhân lầm bầm lầu bầu, hắn trong lòng hoàn toàn không có chịu tội cảm, dù sao là yêu tộc sao. Nhưng lời này bị đi theo phía sau Tạ Gia Tam huynh đệ sau khi nghe được đều là cổ co rụt lại, trong lòng ám đạo cái này chủ nhân thoạt nhìn đối yêu tộc thực không hữu hảo a, về sau nói chuyện làm việc phải cẩn thận a. Tam huynh đệ ánh mắt giao lưu, trong lòng âm thầm báo cho. Kỳ thật là cái gì? Dương Mỗ Nhân đối yêu tộc có đôi khi so nhân tộc càng tốt, hắn chẳng qua là đối địch đối yêu tộc ác hơn, mà con tê nhất tộc, từ hắn mạnh mẽ phá rớt sơn môn tiến vào một khắc cũng đã là đối địch, không cần nương tay. Vèo 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 vèo. Trong nháy mắt toàn bộ sơn cốc nổ mạnh. Đương nhiên không phải chân chính nổ mạnh, chỉ là một cái hình dung. Là bay ra tới vô số mặc vào giáp, đủ mọi màu sắc lân giáp đều có. Dù sao chính là một câu, ở Dương Nghị Vân trong mắt là xuyên giáp chủng loại bách khoa toàn thư đi. Không riêng gì lân giáp nhan sắc nhiều, hình thể bề ngoài cũng phức tạp vô cùng. Bất quá đều là con tê yêu tộc. Có hoàn toàn nhân thân có nửa nhân thân, cũng có không bản thể tồn tại. Rậm rạp từ hai sườn Tử Kim Sơn thể huyệt động bay ra tới, trên trời dưới đất xuất hiện vô số, chỉ số không rõ, có lẽ vài vạn, có lẽ mấy chục vạn cũng không nhất định. Tu vi cao thấp đều có, bất quá trước mắt mới thôi Dương Nghị Vân không phát hiện cái gì lợi hại nhân vật, chỉ xuất hiện ba cái thông ngộ cấp bậc con tê. Cư nhiên thực hung mãnh, không nói hai lời đối với bọn họ liền công kích. Ha ha sát. Dương Mỗ Nhân khoanh tay mà đứng, nhẹ miêu đạm liền một chữ sát. Tức khắc, phía sau một chúng đại yêu vọt đi lên, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi cùng Tạ Gia Tam huynh đệ đi theo hắn phía sau không ra tay. Trước mắt mới thôi còn dùng không Tiểu Phượng Hoàng hoặc là Tạ Gia Tam huynh đệ loại này cấp bậc ra tay. Đương nhiên Dương Mỗ Nhân cũng không ra tay. Chân chính Tử Kim nhất tộc còn không có xuất hiện, điểm này hắn cảm giác được, Tử Kim nhất tộc ở sơn cốc chỗ sâu trong, có lẽ cao quý kiêu ngạo Tử Kim con tê nhất tộc còn khinh thường đi. Vậy giết sạch này đó pháo hôi tiến vào sơn cốc chỗ sâu trong đi. Hồng! Một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú vang lên. Dương Nghị Vân sửng sốt nhìn lại. Lại là không nghĩ tới cá trạch kia hóa xông vào đằng trước, há mồm đối với rậm rạp con tê chính là đại cắn nuốt. Cái này khờ hóa liền như vậy đói khát, Dương Nghị Vân mắng. Cá trạch nói, hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu không thực lực không đủ không chừng kia một ngày sẽ bị ngươi vứt bỏ, như vậy hắn liền quá thật mất mặt, cho nên hắn muốn cắn nuốt, muốn tăng lên thực lực. Điêu Nhi ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai nghiêm túc nói. Ách Dương Nghị Vân một trận vô ngữ, vứt bỏ cá trạch. Trừ phi hắn đầu óc hỏng rồi. Bất quá hắn biết là bên người Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện, làm cá trạch có thật lớn áp lực, chân chính ý nghĩa đi lên nói, cá trạch là côn bằng huyết mạch muốn so Tiểu Phượng Hoàng còn cường đại, nhưng hiện tại Tiểu Phượng Hoàng thực lực so cá trạch cường, này kích thích cá trạch. Chuyện tốt a. Dương Mỗ Nhân không đi ngăn đón cá trạch cắn nuốt con tê. Hắn biết theo cá trạch cắn nuốt càng lớn càng nhiều, lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Thứ này thuộc tính thiên phú tựa hồ chính là cắn nuốt khác sinh linh, đem lực lượng hóa thành nó tự thân thực lực. Ngắn ngủn vài phút thời điểm, cửa cốc rậm rạp con tê thiếu hơn phân nửa, hơn nữa kế tiếp bại lui, thối lui sơn cốc chỗ sâu trong. Dừng tay! Một tiếng bạo giống vang vọng sơn cốc. Dương Nghị Vân nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu trong, cười lạnh tự nói, ngồi không yên sao. Hắn biết con tê trung hoàng tộc xuất hiện. Quả nhiên ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện ba đạo tử kim quang mang, ngay sau đó liền có ba cái trung niên diện mạo người xuất hiện, huyền phù ở không, trên mặt không hề dao động chăm chú nhìn Dương Nghị Vân cùng hắn bên người đại yêu. Ba cái thông ngộ tam trọng thiên đỉnh. Này đặt ở dị vực giới mấy đại đầu sỏ thế lực chung đã tính không tồi, phía trước phi ưng tộc cùng sư tử vương tọa hạ, vừa ra chàng đại yêu còn không có cái này cấp bậc. Thậm chí là Tạ Gia Tam huynh đệ cũng là cuối cùng áp trục lên sân khấu. Mà hiện tại con tê nhất tộc, Tử Kim hoàng tộc cao thủ vừa lên sân khấu chính là tam tôn thông ngộ tam trọng thiên đại yêu, có thể nói là tương đương cường hãn. Hơn nữa Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối còn có áp trục cường giả không ra tới.
Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Giờ phút này sở hữu con TT7 yêu, tại đây ba cái tử kim hoàng tộc sau khi xuất hiện, đình chỉ phản kháng, dừng lại ở ba người phía sau. Cùng kêu lên thăm viếng, bái kiến ba vị trưởng lão. Này ba người lại là tử kim nhất tộc bảo hộ trưởng lão. Ngươi chờ lui ra. Trong đó một cái mở miệng hạ lệnh, ngay sau đó vô số con TT như thủy triều rút đi, từ hai bên sơn thể cười to huyệt động đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước còn tiếng kêu rung trời sơn cốc yên tĩnh xuống dưới, chỉ có ba cái tử kim hoàng tộc trưởng lão huyền phù. Dương Nghị Vân không mở miệng, cũng không hạ lệnh làm thủ hạ đại yêu công kích, chờ ba cái tử kim hoàng tộc mở miệng, hắn xem như kẻ xâm lấn, nhưng lại bày ra ra cường đại thế lực, phía sau một chúng thông ngộ đại yêu, tin tưởng đối ba cái tử kim hoàng tộc là không nhỏ uy hát yêu ta. Muốn mở miệng tuyệt đối là ba cái tử kim hoàng tộc. Quả nhiên! Cầm đầu tử kim hoàng tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng nói, nhân tộc ta tử kim nhất tộc vô tình cùng ngươi là địch, hiện tại thỉnh ngươi mang theo thủ hạ của ngươi đại yêu rời đi tử kim hẻm núi, ta tử kim hoàng tộc có thể hứa hẹn, ngươi ở dị vực giới làm bất luận cái gì sự, tộc của ta đều sẽ không nhúng tay, chỉ cần ngươi hiện tại rút đi, hôm nay ngươi đại náo ta tử kim nhất tộc việc, cũng không truy cứu. Này một phen lời nói thực ôn hòa, nhưng lời nói ngoại chi ý lại là thực rõ ràng, cũng mang theo nguy hiểm chi nhất. Bất quá nói đến cùng, Dương Nghị Vân biết bọn họ cũng tâm khiếp, càng không muốn cùng hắn là địch, điểm này thật là thật sự. Vô hắn, bởi vì hắn phía sau một chúng đại yêu thật là cường đại, ở thực lực trước mặt, liền tính là ngươi nằm ngang bá đạo, cũng là có đạo lý. Cho nên tử kim nhất tộc ba cái trưởng lão, mới có thể nói ra này một phương ăn nói khép nép nói tới. Bởi vì đều là minh bạch người. Chẳng qua. Dương Mỗ Nhân ha hả cười nói, có thể. Nhưng Dương Nghị Vân nói ra có thể hai chữ thời điểm, ba cái tử kim hoàng tộc trưởng lão sắc mặt không có vui vẻ. Lại cũng sừng sốt, không nghĩ tới này nhân tộc dễ nói chuyện như vậy, lên sân khấu phía trước bọn họ đã hiểu biết tới rồi tiến mấy trăm năm qua phát sinh việc, đã biết này nhân tộc không biết dùng cái gì thủ đoạn, trước sau xem như hủy diệt Phi Ưng Sơn cùng Sư Tử Vương đạo tràng, hơn nữa làm hai đại thế lực kỳ hạ thông ngộ đại yêu đều thần phục ở hắn thủ hạ. Trong đó nguyên nhân tử kim nhất tộc không biết, cũng không cần thiết biết, bọn họ chỉ cần biết rằng này nhân tộc không dễ chọc liền cũng đủ, trọng điểm là này nhân tộc tiến đến bọn họ tử kim nhất tộc vấn đề. Thực hiển nhiên này nhân tộc tới bọn họ tử kim nhất tộc là có mưu đồ, mà mưu đồ cái gì, vô pháp cũng là đánh phục thần phục. Nhưng tử kim hoàng tộc ở dị vực giới địa vị cao cả, trên thực lực cũng tuyệt đối không phải Phi Ưng Sơn cùng Sư Tử Vương có thể so, thật muốn là xuất hiện bực này tình huống, bọn họ tử kim nhất tộc cũng có thể đem này nhân tộc đuổi ra đi, nhưng tuyệt đối không thoải mái, thậm chí muốn trả giá thảm thiết đại giới. Cho nên tốt nhất kết quả là, cùng người này tộc đàm phán, có thể làm hắn mang theo một chúng đại yêu rời đi tốt nhất bất quá, thậm chí có thể không khai trương làm này nhân tộc rút đi, bọn họ chẳng sợ vì thế trả giá một ít đại giới cũng là có thể, cái này đại giới có thể là thiên tài địa bảo. Nếu không được, vậy chỉ có khai chiến, hắn tử kim nhất tộc vì chưa chắc sẽ sợ. Nhưng không nghĩ tới này nhân tộc dễ nói chuyện như vậy. Một ngụm liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ là đã biết ta tử kim nhất tộc nội tình? Sợ. Ngẫm lại cũng không có khả năng, tử kim nhất tộc ở dị vực giới mấy đại thật lớn đầu thế lực chung, chỉ có bổn tộc thành viên tất cả đều là con TT, bổn căn không có hấp thu qua chờ mong chủng tộc, này nhân tộc sao có thể biết tử kim nhất tộc chi tiết? Nhưng mà ở ba cái tử kim hoàng tộc trưởng lão trong lòng nghi hoặc là lúc, lại nghe đối phương lại mở miệng. Có thể là có thể, nhưng ta có điều kiện. Chỉ cần đáp ứng, ta liền rút đi, bất động ngươi tử kim nhất tộc. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói. Quả nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Ba cái tử kim hoàng tộc trưởng lão trong lòng ám đạo, lẫn nhau đối diện giao lưu. Thả nghe một chút hắn điều kiện gì lại nói, chỉ cần có thể bất chiến, trả giá một ít đại giới cũng chưa chắc không thể. Trước mắt bọn họ tử kim nhất tộc có càng vì chuyện quan trọng yêu tộc, so với kia sự kiện, mặt khác việc đều không đáng giá nhắc tới. Ở cái này mấu chốt thượng. Trong tộc nhưng loạn không được. Điều kiện gì? Cầm đầu tử kim trưởng lão hỏi. Dương Nghị Vân chậm rãi nói, ta có một tiểu đệ là các ngươi tử kim nhất tộc tộc nhân, hắn là các ngươi tử kim giáp hoàng thứ 9 tử. Điều kiện rất đơn giản, hắn mẫu thân nghe nói bị các ngươi cầm tù ở các ngươi tử kim nhất tộc cấm địa chung. Đem hắn mẫu thân thả ra, mặt khác tử kim giáp hoàng đi lên trời lộ, hẳn là không về được, tử kim nhất tộc thiếu một cái đương gia nhân, làm cửu hoàng tử trở thành tử kim hoàng tộc tân vương. Liền điều kiện này, các ngươi làm được ta rời đi. Dương Nghị Vân lời này một chỗ,
ba cái Tử Kim hoàng tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn họ Tử Kim hoàng tộc sắp tới sở làm đại sự chính là cái này cửu hoàng tử có quan hệ. Mà về cửu hoàng tử việc, bị liệt vào Tử Kim hoàng tộc lớn nhất bí mật, biết đến người tất cả đều là hoàng tộc thành viên trung tâm, chẳng lẽ này nhân tộc đã biết cửu hoàng tử việc? Không có khả năng. Hắn không có khả năng biết đến, cái kia ti tiện cửu hoàng tử trên người bí mật, tuyệt đối không có khả năng ngoại chuyện đi ra ngoài, này nhân tộc tác muốn cửu hoàng tử, hơn nữa muốn cho cửu hoàng tử trở thành Tử Kim nhất tộc vương giả, này quả thực là thiên đại chê cười. Nhân tộc, trừ bỏ cửu hoàng tử việc, hết thảy đều có thể đảm, người đổi một điều kiện. Hít sâu một hơi Tử Kim hoàng tộc trưởng lão nói, hắn làm cuối cùng tỏ thái độ. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, liền cái này, mặt khác đều không nói chuyện, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là ta san bằng ngươi các ngươi Tử Kim nhất tộc. Làm càn, lớn mật, mặt khác hai cái giận tím mặt. Dương Mẫu Nhân làm một cái đảo lỗ tai động tác, trực tiếp làm lơ. Mà lúc này cầm đầu Tử Kim trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống dưới nói, xem ra là không đến nói chuyện. Muốn đánh liền đánh, bất quá cho các ngươi lợi hại cường giả ra tới, các ngươi ba cái không đủ xem. Dương Mẫu Nhân nói tức chết yêu không đền mạng. Giờ phút này Tử Kim hoàng tộc trưởng lão đột nhiên đối với không khí nói, Tôn Vương Điện Hạ thỉnh quyết đoán. Dương Nghị Vân sửng sốt, như thế nào còn toát ra một cái Tôn Vương Điện Hạ. Bất quá hiển nhiên là chân chính có thể làm chủ người. Có lẽ là Tử Kim giáp hoàng huynh đệ chi lưu đi. Không hề nghi ngờ hẳn là cái cường giả, nhưng hắn nếu đã đánh thượng Tử Kim nhất tộc, liền sẽ không lui về phía sau. Hơn nữa hiện tại có một việc có thể xác định, đó chính là Xuyên Sơn Hiếu đã xảy ra chuyện. Tử Kim nhất tộc ở Xuyên Sơn Hiếu sự thượng có miêu nị, tuy rằng hắn không biết chuyện gì, nhưng từ vừa rồi thử tới xem nhất định cùng con tê tê có can hệ. Hắn Dương Nghị Vân nếu là liền chính mình thủ hạ một tiểu đệ đều giữ gìn không được, kia hắn tu luyện phương hướng biến dị, cũng liền bạch thay đổi. Lúc này hắn nheo lại ánh mắt, chờ đợi đối phương nhảy ra. Có thủ đoạn gì dùng ra tới? Lão tử nhưng thật ra muốn nhìn, một đám con tê tê có thể hay không phiên thiên. Sát! Ngay sau đó một tiếng tựa hồ từ cửu u truyền đến thanh âm vang lên, không thể nào phân biệt phương hướng, vang vọng Tử Kim hẻm núi. Vèo vèo vèo! Trong nháy mắt toàn bộ Tử Kim hẻm núi bốn phương tám hướng thiên địa biến sắc, ánh sáng tím đại tác phẩm. Dương Nghị Vân ngẩng đầu tạp nhìn lại là trên đỉnh đầu không xuất hiện một đạo Tử Kim kết giới, khắc văn lập lòe. Hoàn toàn đem toàn bộ hẻm núi phong tỏa lên. Bọn họ bị kết giới bao phủ ở. Từng đạo cường đại hơi thở xuất hiện ở bốn phương tám hướng, ước chừng hơn 20 nói. Hơn nữa thấp nhất đều thông ngộ nhất trọng thiên, trong đó còn có 5 cái tam trọng thiên, 3 cái bốn trọng thiên, 3 cái ngũ trọng thiên, hơn nữa phía trước 3 cái Tử Kim trưởng lão, ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân phát hiện bọn họ bốn phía xuất hiện ước chừng 28 cái Tử Kim nhất tộc thông ngộ đại yêu. Quả nhiên là danh tác. Không lỗ là dị vực giới trung xương hoàng thế lực nội tình thâm hậu, không đơn giản không đơn giản. A Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu nhưng không có một tia khiếp đảm. Sát! Sát! Hai bên đồng thời mở miệng. Âm âm âm! 28 cái Tử Kim nhất tộc cường giả toàn bộ biến thân, hóa thành con tê tê bản thể, bày biện ra nhất đỉnh chiến đấu. Mỗi một đầu con tê tê thân hình dài đến 8-9 mễ, toàn thân Tử Kim lân giáp trải rộng, có khắc văn lưu truyền. Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, bên người đại yêu cũng sôi nổi hóa ra bản thể, yêu tộc bản thể trạng thái mới là sức chiến đấu mạnh nhất trạng thái. Pi, giống giống, tiểu phượng hoàng đi đầu hóa ra phượng hoàng bản thể, ngay sau đó tạ ra tam huynh đệ. Dương Nghị Vân bên người đại yêu tất cả đều hóa ra bản thể. Tử Kim nhất tộc cường giả đích xác cường đại, lại còn có nhiều, cho dù là Dương Mẫu Nhân giờ khắc này cũng là xưa nay chưa từng có cảm nhận được thật lớn áp lực. Suốt 28 cái thông ngộ, đây là hắn không đoán trước đến. Vốn dĩ cho rằng hắn bên người mang theo thông ngộ đại yêu ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng không nghĩ tới Tử Kim nhất tộc cư nhiên một lần xuất hiện 28 cái. Thật sự là làm Dương Nghị Vân nội tâm cũng khiếp sợ, bất quá cũng chính là khiếp sợ một chút, tuy rằng muốn đối mặt 28 cái thông ngộ, nhưng trên thực tế bực này chém giết quan trọng nhất vẫn là đẳng cấp cao thông ngộ. Tam cùng bốn trọng thiên cùng ba cái ngũ trọng thiên mới là yêu cầu giải quyết. Đến nỗi mặt khác phía sau này đó đại yêu cũng không phải ăn chay. Như thế nào xử lý ba cái bốn trọng thiên cùng ba cái ngũ trọng thiên, Dương Nghị Vân trong lòng hiểu rõ, cho nên cũng không phải trốn lo lắng, hắn duy nhất lo lắng là Tử Kim hoàng tộc một phương tọa trấn cường giả. Vừa rồi kêu gọi hạ lệnh cái kia cường giả hiển nhiên không ra tới,
lại là không biết là thông ngộ mấy trọng thiên tồn tại, chưa chừng chính là 6 trọng thiên tồn tại. Thông ngộ 6 trọng thiên, này đã là toàn bộ thông ngộ cửu trọng thiên cảnh giới trung đạo thứ 2 thiên trảm, tuyệt đối là chân chính cường hãn tồn tại. Bất quá nếu đối phương không ra tới, kia đảo cũng không nóng nảy, đi một bước xem một bước đang nói, thật muốn là không muốn sống nữa, kia hắn cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Đừng quên hắn bên người còn có tam đầu tiến giai tới rồi ngũ trọng thiên lão sư tử Tạ gia tam huynh đệ, vừa lúc ứng đối tử kim nhất tộc ba cái ngũ trọng thiên. Mà tiểu phượng hoàng một cái, cũng đủ ứng đối ba cái bốn trọng thiên đại yêu, mặt khác đại yêu đối mặt khác tử kim nhất tộc đều là có phổ. Lớn nhất áp trục giả chính là chính hắn, hắn muốn phòng bị không có xuất hiện tử kim hoàng tộc, đương nhiên lúc này tự nhiên cũng sẽ không hiền giả, hiệp trợ tiểu phượng hoàng cùng Tạ gia tam huynh đệ trước xử lý tử kim nhất tộc này đó cao thủ lại nói. Cục diện thượng hắn dù sao là ổn thắng. Trong sân đại chiến là thay đổi trong nháy mắt, chém giết gào giống vang vọng toàn bộ tử kim hẻm núi. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, hắn giờ phút này hai tròng mắt chung có 10 sắc sát thái ở bùng nổ. Quanh thân đều có chỉ cần 10 ánh sáng màu màu, nhìn qua cả người thần thánh vô cùng, đây là thiên địa chung 10 loại thuộc tính lực lượng vận chuyển kết quả. Tay trái đồ long ra xuất hiện, tay phải thần ma âm dương kính xuất hiện, đây là hắn ở dung hợp hấp thu 10 đại thiên địa chi lực sau lần đầu tiên sử dụng pháp khí. Lấy trong cơ thể 10 đại dung hợp lực lượng thúc dục này hai kiện thần khí, đối với uy lực Dương Nghị Vân là không biết, nhưng là hắn thực chờ mong. Chém giết đã bắt đầu rồi, hắn Dương Mỗ Nhân không nhúc nhích. Liền đãi tại chỗ, hắn đang đợi, chờ tử kim nhất tộc sau lưng cường giả nhảy ra. Ánh mắt lại là quan sát đến toàn trường chiến đấu, chỉ cần là thủ hạ đại yêu bất luận cái gì một phương lực có không bằng, hắn sẽ tìm đúng cơ hội tùy thời ra tay, cũng muốn nhìn một chút này đó tử kim nhất tộc đại yêu có đủ hay không tư cách làm hắn thủ hạ đại yêu. Dương Mỗ Nhân tự nhiên sẽ không giết này đó đại yêu, đương nhiên nếu là cần thiết kia cũng không ngại, bất quá không cần thiết nói, nhưng là này đây thu phục là chủ. Hắn tới tử kim đại hẻm núi, tự nhiên cũng là ôm cái này tâm thái tới. Hắn thủ hạ yêu cầu đại yêu muốn hiệu lực, ngày sau đi đối phương tiên giới kia mấy đại đầu sỏ thế lực, ở trong lòng hắn từng trận khó chơi địch nhân trước sau là tiên giới bị hắn đắc tội đã chết những cái đó thế lực lớn. Đến nỗi dị vực giới yêu tộc, trước sau còn không tính là địch nhân. Yêu vĩnh viễn đều không có người xảo trá. Huống chi này đó yêu tộc nói đến cùng hắn không có kết thù, không tới chém tận giết tuyệt thời điểm. Mà này đó nhân tộc thế lực liền bất đồng, Vân Môn thành lập ngày đó, chính là không chết không ngừng chết thù, hắn biết liền tính là hắn cúi đầu, lấy tam đại thiên tôn thực lực cầm đầu những cái đó thế lực cũng sẽ không bỏ qua hắn. Điểm này sư huynh đối hắn nói qua, hắn trong lòng cũng xem rất rõ ràng, cho nên kia mấy thế lực lớn ở hắn phải giết sổ đen thượng. Giống, giống giống, giữa sân họa ra bản thể Tạ ra tam huynh đệ cùng tam đầu thông ngộ ngũ trọng thiên tử kim con tê tê chiến đấu tới rồi cùng nhau. Từ một khai bốn liền trời đất tối tăm, tình hình chiến đấu thảm thiết. Vừa mới tiến giai đến thông ngộ ngũ trọng thiên Tạ gia tam huynh đệ, ngay từ đầu liền ở vào hạ phong, bị tam đầu thông ngộ ngũ trọng thiên tử kim con tê tê áp chế, lúc ấy muốn làm Tạ gia tam huynh đệ bị thua, một chốc tam đầu con tê tê còn làm không được. Dương Nghị Vân ánh mắt rời đi tầm mắt đặt ở tiểu phượng hoàng trên người, giờ phút này tiểu phượng hoàng vì cấp huyết ưng chờ đại yêu giảm bớt áp lực. Đem ba cái thông ngộ tam trọng thiên con tê tê toàn bộ hấp dẫn tới rồi trên người nàng, một đôi tam. Tiểu Phượng Hoàng đến nàng tổ tiên lưu lại truyền thừa, lần này vừa xuất thế, đã xem như thần cầm chút thành tựu đạo hạnh, tuy rằng một đôi tam, nhưng Dương Nghị Vân nhìn lại vẫn là chút nào không rơi hạ phong. Hỏi qua Tiểu Phượng Hoàng thực lực như thế nào, Tiểu Phượng Hoàng trả lời là nhưng chiến đấu bốn trọng thiên đến ngũ trọng thiên, đây là nói kỳ thật Tiểu Phượng Hoàng sức chiến đấu ngũ trọng thiên cấp bậc. Thậm chí khả năng so Tạ gia tam huynh đệ đều phải mạnh hơn một bậc. Hiện tại nhìn lại quả nhiên như thế, từ lúc bắt đầu tiểu phượng hoàng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bắt lấy tam đầu bốn trọng thiên con tê tê không thành vấn đề, thành thạo. Bất quá nói hồi, ở Dương Mẫu Nhân trong mắt tử kim con tê tê sức chiến đấu đích xác kinh người, đặc biệt là bọn họ trên người tử kim lân giáp có khắc văn lưu chuyển, loại này khắc văn hẳn là phòng ngự tính chất, phi thường có thể bị đánh. Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa thiêu ở con tê tê trên người cư nhiên đều không có việc gì. Nương làm nói không có việc gì cũng là tương đối, dù sao cũng làm tam đầu con tê tê oa oa kêu to. San Hồng đánh cho tàn phế liền hảo đừng đánh chết, này đó con tê tê ta còn hữu dụng. Dương Mẫu Nhân xem Tiểu Phượng Hoàng bộ dáng không có ra cái gì toàn lực, nhịn không được nhắc mãi một tiếng. Ca, ta biết, cho ta 5 phút đánh cho tàn phế bọn họ.
Trăm vội bên trong Tiểu Phượng Hoàng làm ra đáp lại. Dương Nghị Vân gật gật đầu yên tâm. Lại đi xem huyết ưng, than đen cùng anh Vũ, miêu ưng đại yêu chiến đấu liền có chút nguy hiểm, bọn họ mang theo 8 đại phi ưng thân vệ, chiến đấu 5 đại thông ngộ tam trọng thiên, hiểm nguy trùng trùng, làm Dương Mỗ Nhân có chút lo lắng. Dương Mỗ Nhân chuẩn bị ra tay. Không đợi Tử Kim nhất tộc cường giả, bởi vì hắn đang đợi đi xuống, huyết ưng này đó đại yêu liền thiệt thòi lớn, trung gian lực lượng có chút cách xa. Mà cá trạch cùng Điêu Nhi Thử Vương 3 cái hợp thành một đôi, ở cùng dư lại những cái đó thông ngộ nhất trọng thiên tử kim con tê tê ở chém giết. Thử Vương cùng Điêu Nhi đều ở cá trạch trên lưng, chiến thuật đánh lén bổ đao, tuyệt đại bộ phận hỏa lực tất cả đều bị cá trạch kháng xuống dưới, tuy là cá trạch trong khoảng thời gian này trưởng thành cũng mau, nhưng cũng bị đánh hoa hoa kêu to. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, cá trạch tiềm lực đang ở một chút bùng nổ, bị bức bách ra tới, có Điêu Nhi cùng Thử Vương ở cá trạch trên lưng, trong khoảng thời gian ngắn lại là không thành vấn đề. Nhìn như ba người tổ hợp nguy hiểm nhất kỳ thật vấn đề không lớn, bởi vì công kích cá trạch cùng Điêu Nhi ba cái đều là thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu. Phi, thương vong thực mau xuất hiện. Một đầu phi ưng thân vệ trực tiếp bị một đầu con tê tê một chảo tự mổ bụng kêu thảm thiết một tiếng rơi xuống đại địa. Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lại không ra tay, 8 phi ưng thân vệ liền phải ngã xuống. Cái này 8 phi ưng hiện tại chính là hắn Dương Mỗ Nhân thân vệ, cũng không thể hiện tại liền quải rớt. Tử kim huyết mạch con tê tê đích xác lợi hại, thậm chí có thể nói tà môn, bọn họ móng vuốt so Điêu Nhi lợi chảo còn muốn sắc bén, huy động chi đem kéo kim loại pháp tắc phá không chi lực, sắc bén vô cùng. Nếu tử kim nhất tộc cái kia cao thủ không xuất hiện, vậy không xuất hiện đi, hắn trước hiệp trợ nhận lấy này đó đại yêu thu này 28 đầu tử kim con tê tê lại nói. Tuy rằng sinh mệnh chi thủy khôi phục thời gian còn chưa tới, nhưng cũng không đại biểu hắn liền thu không được này đó tử kim con tê tê. Dương Nghị Vân thúc dục chính là vạn vật thần thông, lấy hiện tại trong cơ thể 10 đại lực lượng đi thúc dục vạn vật thần thông ẩn nấp thần thông, hiệu quả cực kỳ hảo. Chút nào năng lượng dao động đều không có mang theo, hắn cảm giác chính mình là trực tiếp xuyên qua không gian. Chân chính làm được vô thanh vô tức nông nỗi. Oanh! Giống! Ngay sau đó lắc mình xuất hiện Dương Mỗ Nhân trực tiếp nhất kiếm đâm vào một đầu thông ngộ tam trọng thiên tư tử kim con tê tê trên lưng. Phía trước xem tử kim con tê tê lân giáp phòng ngự kinh người, đường hắn này nhất kiếm lại là giống như đâm xuyên qua đậu hủ giống nhau, nhất kiếm đâm vào con tê tê thân thể, làm con tê tê phát ra hét thảm một tiếng. Thu! Dương Mỗ Nhân một tiếng quát nhẹ, này một đầu con tê tê trực tiếp bị hắn thu vào càn khôn hồ không gian. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát. Thông ngộ tam trọng thiên con tê tê cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Nếu là có bất luận cái gì pháp lực phản kháng, hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thu đi một đầu thông ngộ tam trọng thiên đại yêu. Đương nhiên không phản kháng hết thảy đều công quy về hắn 10 đại lực lượng, cũng có đồ long kiếm hoàn toàn mới khai phong công lao ở bên trong. Trong tay hắn khống chế 10 đại thiên địa chi lực, theo đồ long kiếm chui vào con tê tê trong cơ thể là có thể đem con tê tê pháp lực cân bằng phá hư. Do đó làm con tê tê làm không được bất luận cái gì phản kháng. Như thế một ý niệm vận chuyển cường đại thần hồn chi lực bao vây con tê tê, tự nhiên là có thể đem chi thu vào càn khôn không gian đi. Một hồi hoa lệ biểu diễn bắt đầu rồi. Kế tiếp sở hữu đại yêu kinh ngạc, đều chứng kiến Dương Mỗ Nhân hoa lệ biểu diễn, mọi người xem đến theo Dương Mỗ Nhân mỗi một lần biến mất xuất hiện giữa sân sẽ có một đầu tử kim con tê tê biến mất. Năm tức lúc sau năm đầu thông ngộ tam trọng thiên tử kim con tê tê biến mất không còn, huyết ưng chờ đại yêu tất cả đều kinh ngạc ở đương trường, bọn họ không đối thủ a, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nhưng lại đi xem Dương Nghị Vân thời điểm, một đám lại là nội tâm tràn ngập kinh ngạc cảm thán khiếp sợ. Giống giống, đương Dương Nghị Vân đem huyết ưng mấy cái đối thủ thu vào càn khôn hồ không gian sau, một nửa kia tiểu phượng hoàng cũng bão nổi, một tiếng phượng minh lúc sau, lại là cái đuôi thượng tam chi bảy màu linh vũ bùng nổ. Ngay lập tức chi gian đâm xuyên qua tam đầu thông ngộ bốn trọng thiên tử kim con tê tê, kết thúc chiến đấu. Đương nhiên tiểu phượng hoàng được đến Dương Nghị Vân mệnh lệnh không hạ tử thủ. Chỉ là bị thương nặng tam đầu bốn trọng thiên con tê tê. Kêu thảm thiết chung ba cái thông ngộ bốn trọng thiên con tê tê không Dương Nghị Vân phất tay chi gian thu vào càn khôn hồ không gian, tới rồi càn khôn hồ không gian, cũng đừng nghĩ ra được, Dương Mỗ Nhân có rất nhiều thời gian cùng thủ đoạn làm cho bọn họ thần phục. Bao gồm chính hắn thu vào đi năm đầu con tê tê cũng là bị thương nặng, tất cả đều bị hắn dùng đồ long kiếm đâm bị thương thân thể.
Ngay sau đó Tiểu Phượng Hoàng một tiếng thét dài cùng Dương Nghị Vân rất có ăn ý đồng thời nhằm phía cùng Tạ gia tam huynh đệ chém giết tam đầu thông ngộ ngũ trọng thiên con tê tê. Này ba cái tử kim con tê tê có thể nói là giữa sân cường hãn nhất tồn tại, Tạ gia tam huynh đệ tam đối tam dưới, hoàn toàn ở vào hạ phong, trên người xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, nhìn thấy ghê người, tất cả đều là bị lợi chảo gây thương tích.